Thiếu niên trong cơ thể có 64 tỷ nano máy móc, đẳng cấp võ công nhìn một cái là có thể lĩnh hội được. Không chỉ như vậy, võ công chiêu thức người khác sử dụng, hắn chỉ cần nhìn một lần là có thể nắm giữ. Hắn là con riêng của Ma giáo giáo chủ Thiên Như Mệnh. Ma giáo có 6 đại môn phái, Ma giáo giáo chủ cùng 6 đại môn phái định ra hôn ước, muốn cưới nữ tử của các phái làm vợ, sinh con đẻ cái, trẻ con sẽ do 6 đại môn phái nuôi dưỡng, mà hắn chính là con trai thứ 7 của giáo chủ. Hiện tại bọn họ đã trưởng thành, sắp sửa tiến vào nơi tàn khốc nhất của Ma giáo, Ma Quật Động. Ma Quật Động là nơi Ma giáo bồi dưỡng cao thủ, mỗi 10 năm sẽ tổ chức một lần. Thiên Như Mệnh trên đường tham gia khảo hạch gặp phải sát thủ truy sát, hắn bị thương nặng, được một nam tử mặc trang phục hiện đại cứu giúp. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, vết thương ở bụng đã hồi phục, trên người toàn là chất lỏng màu đen, sền sệt, tỏa ra mùi hôi khó ngửi. Đang lúc hắn còn đang ngơ ngác, trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói tự xưng là nano hệ thống, khiến hắn còn tưởng là ma thần đại nhân đang nói chuyện. Sợ hãi, hắn cuộn tròn người lại, trốn dưới gầm giường. Nano hệ thống vì muốn hắn sử dụng tốt hơn nên đã truyền trực tiếp hướng dẫn sử dụng vào não hắn. Lượng thông tin khổng lồ ập vào khiến hắn choáng váng. Tỉnh táo lại, hắn ôm đầu đau đớn, ngập ngừng hỏi: trong cơ thể ta thật sự có mấy vạn nano máy móc sao? Nano hệ thống trả lời, nói chính xác là có 64 tỷ nano hệ thống. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, thì ra là Trương Hộ Vệ của hắn dẫn theo đại phu tới xem bệnh cho hắn. Trương Hộ Vệ phát hiện hắn hôn mê bất tỉnh ở hoang dã nên đã mang hắn về. Bạch y đại phu bắt mạch cho hắn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thốt lên không thể tin được. Bên cạnh, Trương Hộ Vệ lo lắng hỏi: đại phu, ngài có ý gì? Chẳng lẽ công tử có vấn đề gì sao? Bạch y đại phu chậm rãi nói: ngược lại, tạp chất trong cơ thể hắn đã được bài xuất ra ngoài, kỳ kinh bát mạch đều đã đả thông, thân thể đã trở thành thân thể thích hợp nhất để luyện võ. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh chợt nhớ tới chất lỏng màu đen sền sệt trên người hắn lúc trước chính là tạp chất trong cơ thể được bài ra. Đại phu rời đi xong, Trương Hộ Vệ không chịu nổi mùi hôi thối tỏa ra từ người hắn, bèn nói: công tử, ngài vẫn nên đi tắm rửa trước đã. Thiên Như Mệnh trong lúc tắm hỏi nano hệ thống: ngươi vừa nói có thể khôi phục thân thể, vậy có thể khôi phục đến mức độ nào? Nano hệ thống trả lời: tổn thương bên ngoài hoặc tổn thương nội tạng đều có thể lập tức phục hồi, gãy xương một phần và mất máu thì cần thời gian để phục hồi. Hắn lấy ra một con dao găm đâm vào lòng bàn tay mình, sau đó để nano hệ thống tiến hành phục hồi. Trên lòng bàn tay hắn phát ra một trận ánh sáng, vết thương với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần khép lại. Mặc dù tận mắt nhìn thấy nhưng trong lòng hắn vẫn khó tin. Tắm xong, hắn đến thư phòng, lấy một quyển võ công bí tịch, nhanh chóng lật xem. Sau khi lật xem xong, hệ thống nhắc nhở hiện ra: đã quét xong, nội dung sẽ được chuyển vào não, có đồng ý hay không? Thiên Như Mệnh không chút do dự lựa chọn đồng ý. Vô số thông tin lập tức ùa vào não hắn, thông tin truyền vào khiến hắn lại cảm thấy choáng váng. Chờ hắn tỉnh lại, hắn vừa nghĩ đến nội dung quyển sách, nội dung đó liền hiện ra trong đầu, không chỉ đơn giản là ghi nhớ mà còn hiểu rõ và lĩnh hội được. Thiên Như Mệnh mừng rỡ nói: hắn có năng lực này, sau này học công pháp bí tịch sẽ nhanh hơn bất kỳ ai, như vậy hắn càng có tự tin có thể mạnh hơn trong Ma Quật Động và sống sót. Nam tử xuyên không về thời cổ đại tìm được tổ tiên của mình, tiêm vào cơ thể hắn nano hệ thống tiên tiến nhất, từ đó về sau, tất cả võ công bí tịch thông qua hệ thống quét đều có thể lĩnh hội được, không cần học tập mà trực tiếp nắm giữ. Có năng lực nghịch thiên này, ngày xưa đi học có phải sướng không? Còn cần gì võ công nữa, đi làm giáo sư cũng kiếm ăn đủ rồi. Thiên Như Mệnh hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ. Sáng sớm hắn đến bên cửa sổ, Trương Hộ Vệ đang luyện tập đao pháp của hắn. Đang lúc hắn nhìn Trương Hộ Vệ luyện tập đến nhập thần, giọng nói của nano hệ thống vang lên: có quét động tác luyện tập của Trương Hộ Vệ hay không? Nghe vậy, Thiên Như Mệnh có chút kinh ngạc, hắn không ngờ ngoài việc quét bí tịch còn có thể quét hành vi động tác. Hắn trực tiếp ra lệnh quét. Khoảng nửa canh giờ sau, quét xong, tiếp theo bắt đầu truyền vào, kèm theo cơn đau đầu dữ dội. Chiêu thức đao pháp xuất hiện trong đầu hắn, hắn cầm lấy đoản đao, liền muốn thử một chút. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, giống hệt Trương Hộ Vệ đã luyện tập 20 năm. Nhưng đúng lúc này, cơ bắp trên người đột nhiên truyền đến một trận đau đớn dữ dội, cơn đau kịch liệt khiến hắn toát mồ hôi lạnh, cơ bắp và gân cốt của hắn hiện tại chưa qua rèn luyện, trong trường hợp này, thi triển động tác độ khó cao khiến cơ bắp và gân cốt bị tổn thương, nhưng nano hệ thống có thể nâng cấp cơ bắp, Thiên Như Mệnh để nano hệ thống cường hóa thân thể hắn, cơn đau kịch liệt dần dần biến mất. Lúc này, Trương Hộ Vệ đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, hắn nghe thấy tiếng kêu đau đớn, bèn vội vàng chạy tới. Mà Thiên Như Mệnh vì cơn đau kịch liệt đã hôn mê bất tỉnh. Trương Hộ Vệ bắt mạch cho hắn, kiểm tra sinh mệnh của hắn, thấy thân thể hắn bình thường, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, hắn thấy vết tích trên sàn nhà, nhìn kỹ, đây chính là bộ pháp của đao pháp tạo thành. Hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ công tử chỉ nhìn hắn luyện tập 2 năm đã đuổi kịp hắn tu luyện đao pháp 20 năm. Thiếu niên ngủ một giấc, cường độ thân thể đuổi kịp người khác luyện 20 năm, chỉ vì trong cơ thể hắn có 64 tỷ nano hệ thống. Thiên Như Mệnh tỉnh lại, lúc này cải tạo đã hoàn thành, hắn lại cầm lấy đoản đao, lần này chiêu thức đao pháp được hắn sử dụng chính xác và mạnh mẽ hơn, cũng không có cảm giác đau đớn cơ bắp. Đúng lúc này, Trương Hộ Vệ bưng bữa sáng đi vào. Thiên Như Mệnh thuận tay lấy một cái bàn che vết tích trên sàn nhà. Trương Hộ Vệ thấy lạ, bình thường không phải đều ăn cơm bên cửa sổ sao? Thiên Như Mệnh cười ha hả, sắp vào Ma Quật Động rồi, cho nên muốn ăn ở trong này. Thật ra, Trương Hộ Vệ đã sớm phát hiện vết tích trên sàn nhà. Chờ hắn ăn sáng xong, Trương Hộ Vệ hỏi: ngài là lúc nào học được đao pháp vậy? Nghe vậy, Thiên Như Mệnh còn muốn chối, Trương Hộ Vệ trực tiếp bê cái bàn đang che đi, Nhìn thấy vết tích này, hắn càng chắc chắn Thiên Như Mệnh đã nắm vững đao pháp, lén học võ công của người khác là điều cấm kỵ. Vốn tưởng Trương Hộ Vệ sẽ trách mắng hắn, không ngờ lại được khen ngợi. Nếu không phải có ước định với 6 đại môn phái, ngài không thể tu luyện võ công, ta đã sớm dạy ngài rồi. Nói xong liền lấy ra vận khí đan dược định đưa cho hắn. Lúc này Thiên Như Mệnh cũng rưng rưng nước mắt. Khi hắn nhận lấy vận khí đan dược, nước mắt không kìm được tuôn rơi, làm rơi vận khí đan dược trong tay. Nhớ lại năm đó khi mẫu thân hắn qua đời, lúc đó hắn còn nhỏ, Trương Hộ Vệ một mình nuôi hắn khôn lớn, nhưng khi hắn tiến vào ma quật động, Trương Hộ Vệ sẽ phải rời đi, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên hắn phải kiên cường, sau này không thể rơi nước mắt nữa. Trên quảng trường, tất cả các tông phái trong giáo đều tụ tập đông đủ. Lúc này tả hộ pháp Lý Nghiêm Minh xuất hiện ở trên cao, nhìn xuống đám người đang đứng bên dưới, hàng đầu tiên đầy khí thế chính là các con trai của giáo chủ, nhưng hắn không thấy Thiên Như Mệnh, cùng là con trai của ma giáo giáo chủ, người khác đều hiên ngang đứng ở hàng đầu tiên, mà hắn chỉ có thể đứng ở góc khuất. Thiên Như Mệnh xếp hàng đi nhận hào mã bài, lại bị báo là không có hắn, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chờ ở một bên. Hắn biết chắc chắn là người của 6 đại môn phái giở trò, bọn họ không muốn hắn đứng cùng với những công tử kia, rõ ràng là muốn làm khó hắn. Việc bị truy sát lúc trước cũng là do bọn họ làm. Thiên Như Mệnh âm thầm quyết tâm, hắn phải trở nên mạnh mẽ, trở nên vô địch. Khi hắn nhận được hào mã bài thì trên quảng trường đã đứng đầy người. Lúc này, hắn muốn chen lên phía trước cũng không thể, bất đắc dĩ đành đứng ở hàng cuối cùng. Lúc này, tả hộ pháp nghiêm nghị nhìn hàng đầu tiên không thấy Thiên Như Mệnh, cuối cùng nhìn thấy ở hàng cuối cùng, tiếng bước chân vang lên, giáo chủ chậm rãi bước vào trong đám đông. Hiếu hộ pháp đi theo phía sau bị vạt áo của mình vấp phải, suýt nữa thì hôn đất. Tả hộ pháp Lý Nghiêm Minh bên cạnh lộ vẻ mặt lúng túng, ngươi mặc bộ đồ rách dưới này tới đây, lại còn uống say khướt. Hiếu hộ pháp Diệp Mãnh cũng không chịu thua, kệ ta, tên quái vật đầu đỏ. Lúc này, thị vệ bên cạnh giáo chủ liếc nhìn hai người lập tức im bặt. Lúc này, giáo chủ Thiên Hữu Tông ngồi xuống vị trí trên cao, chỉ cần hắn ngồi đó, khí thế áp đảo khiến mọi người toát mồ hôi lạnh. Thiên Như Mệnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ma giáo giáo chủ, chỉ thấy thị vệ bên cạnh hắn vung tay lên, quảng trường ồn ào náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Thiên Hữu Tông đứng dậy, nhân tài tương lai của Thiên Ma Thần Giáo, hoan nghênh các ngươi gia nhập ma quật động. Mọi người đều kinh ngạc, khoảng cách xa như vậy nhưng âm thanh như ở bên tai, đủ thấy nội lực thâm hậu của hắn. Giáo chủ tiếp tục nói, các ngươi sẽ tu luyện võ công ở đây, cuối cùng trở thành lực lượng nòng cốt của thần giáo. Vừa dứt lời, mọi người trên quảng trường lập tức sôi trào, hô lớn, Thiên Ma Thần Giáo thiên thu vạn đại. Đang lúc giáo chủ chuẩn bị rời đi, khóe mắt liếc thấy Thiên Như Mệnh, ánh mắt lạnh nhạt dập tắt hy vọng cuối cùng trong lòng hắn. Sau khi giáo chủ rời đi, tả hộ pháp Lý Nghiêm Minh lại lên tiếng, ma quật động chia làm 6 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có khảo hạch thăng cấp, mỗi khảo hạch thăng cấp chỉ có thể khiêu chiến một lần, thất bại sẽ bị loại. Đúng lúc này, một công tử ở hàng đầu tiên đột nhiên giơ tay nói, ta có lời muốn nói. Lý Nghiêm Minh nhìn nam tử đó, lạnh lùng nói, ta cho phép ngươi đặt câu hỏi sao? Là con trai giáo chủ, sao chịu được sự sỉ nhục này? Hắn lập tức muốn động thủ. Lý Nghiêm Minh nhìn thấy thiếu giáo chủ Cố Phù Kỳ liền giải phóng khí thế ra ngoài, các ngươi nên biết, từ khi gia nhập ma quật động thì đặc quyền thân phận thiếu giáo chủ sẽ bị hủy bỏ. Ngươi muốn bị loại trước khi tranh đoạt sao? Nghe vậy, người nọ chỉ có thể cúi đầu, hắn không muốn bị loại ngay lúc này. Thấy hắn ngoan ngoãn, Lý Nghiêm Minh tiếp tục nói, mặc dù chỉ có một lần cơ hội khảo hạch thăng cấp nhưng chỉ cần thông qua khảo hạch sẽ nhận được 3 phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng thứ nhất là Ma Long Đan. Nghe vậy, mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao, Ma Long Đan là linh đan diệu dược của giáo lý, hấp thu có thể tăng 20 năm nội lực. Thiên Như Mệnh nghe vậy trong lòng dấy lên hy vọng, hiện tại hắn đang trong trạng thái không có nội công, chỉ cần có thể thông qua 6 cửa ải là có thể trong thời gian ngắn khiến nội công tăng vọt. Lúc này, Lý Nghiêm Minh trên đài tiếp tục nói, phần thưởng thứ hai là võ công bí tịch, tư phòng ma quật động chia làm 5 tầng, mỗi khi thông qua một giai đoạn khảo hạch sẽ mở ra một tầng cho các ngươi. Nếu biểu hiện xuất sắc còn có cơ hội học bí tịch của giáo chủ. Phần thưởng thứ ba chính là trả lại địa vị tương ứng cho các ngươi, các thiếu giáo chủ cũng phải bắt đầu lại từ đầu, thông qua khảo hạch để có được địa vị tương ứng. Nghe xong quy tắc khảo hạch ma quật động, Thiên Như Mệnh biết hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng tiến về phía trước, chỉ có như vậy hắn mới có thể sống sót. Lý Nghiêm Minh nhìn đám người ồn ào náo nhiệt trên quảng trường, được rồi, yêu cầu khảo hạch đã nói xong, bây giờ bắt đầu phân phối ký túc xá và đội ngũ, sẽ tiến hành khảo hạch giai đoạn thứ nhất. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh lập tức ngẩn người, không ngờ lại bắt đầu ngay bây giờ, mà hắn lại không có chút nội công nào. Khảo hạch đầu tiên, hắn phải đối mặt như thế nào? Lúc này, Thiên Như Mệnh rốt cuộc đã hiểu lý do năm đó 6 đại tông phái không cho hắn học nội công, có người lo lắng thì cũng có người vui mừng. Thiếu giáo chủ Thiên Ngũ Cảnh vẫn luôn muốn diệt trừ Thiên Như Mệnh, hắn biết Thiên Như Mệnh không có nội công, khảo hạch này nhất định sẽ bị loại, như vậy thì đỡ mất công hắn ra tay. Đúng lúc này, một lão bà béo mập ôm đàn tỳ bà chậm rãi đi tới, hắn chính là Âm Ma Tông trưởng lão kiêm Âm Ma Tông tông chủ, Hạng Tố Dung. Khảo hạch giai đoạn đầu do hắn phụ trách, chỉ cần có thể kiên trì một khắc đồng hồ dưới âm ba của hắn là có thể thông qua khảo hạch. Thời gian bắt đầu, lão bà bắt đầu gảy đàn, âm thanh du dương trong tai mọi người biến thành âm thanh thôi miên, mọi người ôm đầu, vẻ mặt đau đớn, những người nội công không đủ đã bắt đầu ngã xuống, mà lúc này, những thiếu giáo chủ đứng ở hàng đầu tiên vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ngoài bọn họ ra, còn có một người không bị ảnh hưởng. Nano hệ thống trực tiếp giúp Thiên Như Mệnh cản lại công kích của âm ba, lúc này hắn không có bất kỳ cảm giác gì, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hạng Tố Dung nhìn thấy hắn vẫn đứng vững ở đó, vẻ mặt không có chút đau đớn nào, liền cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích, không tự chủ được. Tần suất gảy đàn trên tay càng lúc càng nhanh, dưới âm công mạnh mẽ này, mọi người trên quảng trường lần lượt ngã xuống. Các thiếu giáo chủ cũng cảm thấy áp lực, vội vàng vận công chống đỡ. Chỉ có Thiên Như Mệnh vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn không có chút biểu hiện gì. Nhìn thấy mình tăng cường uy lực âm công vẫn không khiến hắn ngã xuống, Lỗ Trịnh bắt đầu nghi ngờ Thiên Như Mệnh đã luyện nội công. Lúc này hắn có chút hoảng sợ, đang lúc hắn còn muốn tăng cường uy lực âm công, cả hộ pháp kịp thời ngăn cản. Lúc này hơn phân nửa người trên quảng trường đã ngã xuống đất, âm công hiện tại đã vượt quá yêu cầu khảo hạch. Nếu tiếp tục tăng cường uy lực thì làm sao nội công của những người đó có thể chống đỡ được? Hạng Tố Dung cũng cảm thấy mình có chút quá tay. Ngay khi khảo hạch kết thúc, Thiên Như Mệnh phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Tả hộ pháp Lý Nghiêm Minh nhìn thấy Thiên Như Mệnh phun máu ngã xuống đất, liền xuất hiện bên cạnh hắn, nắm lấy cổ tay hắn, một luồng nội lực tinh thuần liền truyền vào cơ thể hắn. Lúc này, vẻ mặt của Lý Nghiêm Minh đột nhiên trở nên kinh ngạc, vừa rồi bắt mạch, hắn xác định Thiên Như Mệnh không có chút nội lực nào, có thể kiên trì đến cuối cùng đều dựa vào ý chí của mình. Liền sai người đưa hắn đến y vụ thất. Trên đường đưa đến y vụ thất, Thiên Như Mệnh bảo nano hệ thống chữa trị nội tạng bị tổn thương. Lý Nghiêm Minh nhìn Hạng Tố Dung, vẻ mặt quái dị nói, hơi quá tay rồi đấy, lão Hạng, hắn hoàn toàn không có nội công, suýt chút nữa là ngươi hại chết người ta. Nghe vậy, Hạng Tố Dung lộ vẻ mặt bất mãn, vậy mà có người không dựa vào nội công, chỉ dựa vào ý chí liền chống đỡ được âm ba. Thiên Như Mệnh được đưa đến y vụ thất, Bạch Đại Phủ đang ngủ gật, thấy có bệnh nhân được đưa tới liền tỉnh ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn làm người phụ trách y vụ thất, lại có bệnh nhân, hắn mừng rỡ vô cùng. Hắn bắt mạch cho Thiên Như Mệnh, xác định là bị nội thương, nhưng điều khiến hắn nghi hoặc chính là nội thương này có chút nặng, vì vậy hắn chuẩn bị châm cứu trị liệu trước. Hắn vừa đi đến cửa, cửa liền bị mở ra, người đột nhiên xuất hiện khiến hắn giật mình đánh rơi hộp châm. Nhìn kỹ người tới, thì ra là hữu hộ pháp Diệp Mãnh. Hắn đi tới trước giường Thiên Như Mệnh, âm trầm nói, tại sao ở Ma Quật Động? Thấy Thiên Như Mệnh không có phản ứng gì, hắn vỗ tay một cái, liền dùng nội lực đỡ Thiên Như Mệnh dậy khỏi giường. Lúc này Thiên Như Mệnh cảm thấy thân thể như bị một cỗ lực vô hình trói buộc, không thể động đậy. Hữu hộ pháp Diệp Mãnh tiếp tục nói, nếu ngươi còn tiếp tục giả vờ, ta sẽ tát vào mặt ngươi đấy. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh đột ngột mở mắt, sao ngươi biết? Thấy vậy, Diệp Mãnh cười ha hả, tiểu tử, ngươi quả nhiên khác biệt, gặp ta vậy mà không hề hoảng hốt, tiểu tử thú vị như ngươi không nhiều lắm. Vừa dứt lời, Thiên Như Mệnh liền phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Mãnh liền truyền một luồng nội lực tinh thuần vào cơ thể hắn. Thiên Như Mệnh lập tức cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều, thấy thân thể hắn chuyển biến tốt, Diệp Mãnh liền nói, tiểu tử, ta thu ngươi làm đồ đệ nhé. Chàng trai mỗi ngày phải uống 800 cân rượu. Hơn nữa phải là rượu do mỹ nữ dùng miệng nhai nát ủ thành. Người này chính là hữu hộ pháp của Thiên Ma Thần Giáo, Diệp Mãnh. Hắn muốn thu Thiên Như Mệnh làm đồ đệ, mà Thiên Như Mệnh lo lắng người này có mục đích khác, rõ ràng biết hắn có mâu thuẫn với 6 đại tông phái mà vẫn muốn thu hắn làm đồ đệ. Hắn lo lắng đây là một cái bẫy, vì vậy không dám đáp ứng. Thấy Thiên Như Mệnh không nói gì, hữu hộ pháp Diệp Mãnh từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, hắn vỗ tờ giấy lên đầu giường hắn, tiểu tử, vừa vào Ma Quật Động đã bị đưa tới y vụ thất, hơn nữa còn phải ở đây 14 ngày, ngươi biết tại sao không? Những người khác cũng bị thương nhưng không bị đưa tới y vụ thất. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh mới ý thức được, lúc trước trên quảng trường có nhiều người bị thương như vậy, nhưng đúng là chỉ có mình hắn bị đưa tới y vụ thất. Diệp Mãnh thấy Thiên Như Mệnh có chút dao động, liền tiếp tục nói, đó là bởi vì bọn họ bị nội thương, có thể vận công chữa thương, còn ngươi ngay cả nội công cũng không có, muốn trị nội thương trong thời gian ngắn là không thể. Thiên Như Mệnh lộ vẻ mặt bất mãn, thầm nghĩ, ai nói không thể, ta có nano hệ thống, mấy canh giờ là có thể khỏi hoàn toàn. Nhưng để tránh người khác nghi ngờ, vẫn phải ở đây 14 ngày. Lúc này hắn nhớ tới tờ giấy ở đầu giường, liền hỏi, tờ giấy kia chẳng lẽ là nội công tâm pháp? Diệp Mãnh đắc ý nói, không sai, đó chính là nội công tâm pháp của bản hộ pháp. Tiểu tử ngươi nếu trở thành đồ đệ của bản hộ pháp, ta sẽ lập tức dạy ngươi nội công tâm pháp. Lúc này, Thiên Như Mệnh sau khi cân nhắc lợi hại, liền quỳ xuống, dầm một tiếng, dập đầu nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy. Diệp Mãnh cười toe toét, vung tay lên, thân thể Thiên Như Mệnh liền không tự chủ được đứng dậy. Diệp Mãnh dặn dò, ngươi trước tiên học thuộc nội công tâm pháp đi, lần sau ta tới lại dạy ngươi vận công. Lúc này, trên quảng trường, những người thông qua khảo hạch giai đoạn thứ nhất chỉ còn lại 400 người, những người không thông qua khảo hạch còn không phục, cuối cùng đều bị đánh ngất, trực tiếp khiêng đi. Nội dung khảo hạch giai đoạn thứ hai là phối hợp đồng đội, tiếp theo sẽ phân nhóm những người thông qua khảo hạch, trùng hợp là Thiên Như Mệnh và Thiên Ngũ Cảnh vẫn luôn muốn diệt trừ hắn lại được phân vào một nhóm. Chờ mọi người trên quảng trường giải tán hết, Thiên Ngũ Cảnh chủ động tìm giáo tập phụ trách huấn luyện bọn họ, hắn muốn đến y vụ thất tìm Thiên Như Mệnh, nói cho hắn biết quy tắc khảo hạch giai đoạn thứ hai. Giáo tập thấy thành viên trong tổ của mình chủ động, liền vui mừng nói, được, ta thay ngươi đi nói với y vụ thất, nói cho hắn biết quy tắc khảo hạch. Nghe vậy, Thiên Ngũ Cảnh thầm đắc ý, hắn vốn định nhân cơ hội này đến y vụ thất phế Thiên Như Mệnh, nhưng kế hoạch đã thất bại. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệp Mãnh đến phòng Thiên Như Mệnh, vừa gặp mặt liền hỏi hắn đã học thuộc nội công tâm pháp chưa. May mà tối hôm qua Thiên Như Mệnh đã để nano hệ thống quét hình, thấy đồ đệ bị nội thương lại không luyện công, trong lòng liền tức giận. Tiếp theo liền để Thiên Như Mệnh ngồi xếp bằng, Diệp Mãnh quyết định dùng nội lực trực tiếp đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn cho hắn. Hắn vỗ một chưởng vào lưng Thiên Như Mệnh, một luồng nội lực tinh thuần liền truyền vào lưng hắn. Theo nội lực di chuyển trong cơ thể hắn, vẻ mặt của Diệp Mãnh càng lúc càng kinh ngạc, Hắn cảm thấy kỳ kinh bát mạch của Thiên Như Mệnh đều đả thông, nội lực có thể vận hành không trở ngại. Lúc này, hắn càng thêm tự tin có thể trong vòng 7 ngày khiến hắn luyện thành nội công. Một canh giờ sau, Diệp Mãnh chậm rãi thu tay lại. Lúc này, hắn đã hơi mệt mỏi, mà Thiên Như Mệnh cũng đã nhớ kỹ cách vận công. 4 ngày sau, y vụ thất vốn yên tĩnh lại đột nhiên có thêm một nam tử được đưa tới, nói là lúc luyện tập không cẩn thận bị kiếm đâm bị thương, Bạch đại phủ cẩn thận băng bó vết thương cho hắn. Đến tối, nam tử đó bò dậy khỏi giường bệnh, hắn lấy dao mổ của Bạch đại phủ, chậm rãi đi tới bên giường Thiên Như Mệnh, nhìn Thiên Như Mệnh đang ngủ say, hắn nắm lấy chân Thiên Như Mệnh, con dao nhỏ liền hướng gân chân hắn cắt xuống. Ngay khi hắn vừa chạm vào thân thể Thiên Như Mệnh, hệ thống phòng ngự của nano hệ thống khởi động, lập tức phóng ra dòng điện 10 vạn vôn, tóc của hắn dưới dòng điện mạnh mẽ hóa thành tro bụi. Thiên Như Mệnh trói chặt hắn trên giường, lấy khăn bịt mũi đặt lên cổ hắn, mau nói, ai sai người tới? Nam tử đó liền lắp bắp nói, ngươi dám giết ta ở y vụ thất, ngươi nghĩ ngươi sẽ không sao sao? Đúng vậy, ở Ma Quật Động, bất kỳ ai hãm hại đồng môn đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thiên Như Mệnh thấy hắn không chịu khai ra, liền nghĩ ra một cách, hắn lại bịt miệng nam tử đó, bẻ tay hắn ra, bẻ các ngón tay của hắn ra, lấy kim châm đâm vào đầu ngón tay liên quan đến tim, cơn đau kịch liệt khiến hắn nhắm chặt mắt, toàn thân đau đến mức co rúm lại, miệng bị bịt kín, không thể phát ra tiếng kêu nào. Cứ như vậy, 5 ngón tay đều bị cắm đầy kim châm, nam tử trong quá trình này ngất đi mấy lần. Đang lúc Thiên Như Mệnh nắm lấy bàn tay kia định tiếp tục, đầu nam tử lắc lư như chống bỏi. Thấy vậy, Thiên Như Mệnh cắt miếng vải bịt miệng hắn, chưa đợi nam tử mở miệng, Thiên Như Mệnh trực tiếp nói, Thiên Ngũ Cảnh. Nam tử sửng sốt, không ngờ hắn đã biết từ trước, liền gật đầu xin tha, nói lớn, chuyện vừa rồi xảy ra, ta sẽ không nói cho ai biết, xin ngài tha cho ta. Thiên Như Mệnh vận nội lực điểm vào huyệt ngủ của hắn, nam tử đó liền hôn mê bất tỉnh. Diệp Mãnh nhìn nam tử bị trói, do nội lực của Thiên Như Mệnh không đủ nên nam tử sắp tỉnh lại, hắn lại điểm một cái vào huyệt ngủ của hắn, nam tử lại rơi vào hôn mê sâu, sau đó liền để Thiên Như Mệnh phục dụng Ma Long đan. Thiên Như Mệnh nhịn mùi hôi thối bỏ vào miệng, mùi vị này khiến hắn muốn nôn ra, hắn dùng tay bịt chặt miệng, cố nén cảm giác buồn nôn, sau đó ngồi xếp bằng, hấp thu dược lực, Diệp Mãnh thì giúp hắn hấp thu tối đa, nhưng khi hắn đặt tay lên lưng Thiên Như Mệnh, điều khiến hắn kinh ngạc là dược lực vậy mà lại bị hấp thu hoàn toàn, kỳ thực tất cả đều là nhờ nano hệ thống. Thời gian trôi qua từng chút một, nội lực của Thiên Như Mệnh tăng lên nhanh chóng, cuối cùng đã có được nửa giáp tử nội lực. Hắn để Thiên Như Mệnh nghỉ ngơi cho tốt, có nội lực làm cơ sở. Tiếp theo, Diệp Mãnh định truyền thụ cho hắn võ công độc môn của mình, Điệp Vũ Đao Pháp. Thiên Như Mệnh trở lại sân luyện tập, nhanh chóng hòa nhập vào quá trình luyện tập, mà Thiên Ngũ Cảnh vẫn chờ hắn không theo kịp huấn luyện bị đuổi đi. Điều khiến hắn bất ngờ là mỗi lần đội hình thay đổi, Thiên Như Mệnh đều phối hợp nhịp nhàng, ngay cả tên này cũng không chịu nổi, mà Thiên Như Mệnh lại bình tĩnh như thường. Không có cơ hội, hắn bèn tạo cơ hội. Hắn ra hiệu cho một nam tử đó liền hiểu ý. Trong quá trình luyện tập, nam tử nhân cơ hội đá vào mông Thiên Như Mệnh, điều khiến hắn không ngờ tới là Thiên Như Mệnh không sao cả, mà chính hắn lại bị đánh bay. Thiên Ngũ Cảnh nghiến răng nghiến lợi, buổi tối về tới ký túc xá, Thiên Ngũ Cảnh liền dẫn theo đám thủ hạ gây sự với Thiên Như Mệnh, nói hắn là kẻ huyết thống bẩn thỉu. Thiên Như Mệnh liền phản bác lại, ý ngươi là giáo chủ huyết thống bẩn thỉu? Thiên Ngũ Cảnh vội vàng phủ nhận, ta không phải có ý đó. Nổi giận, hắn túm lấy cổ áo Thiên Như Mệnh, tiếp đó đấm một quyền, nhưng nắm đấm của hắn chưa chạm vào Thiên Như Mệnh đã bị Thiên Như Mệnh đấm trúng mặt. Đang lúc hắn chuẩn bị dùng Phục Ma Không Quyền phản kích, Thiên Như Mệnh quay người bỏ chạy, đã đánh nhau sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Vì vậy, Thiên Ngũ Cảnh liền dẫn theo đám thủ hạ đuổi theo. Tốc độ của Thiên Như Mệnh rất nhanh, hắn cảm thấy nơi này đã rất vắng vẻ, liền dừng lại. Tiếp theo, Thiên Ngũ Cảnh cũng dừng lại, vừa đứng vững, Thiên Như Mệnh liền bổ một đao vào hắn. Tốc độ nhanh, uy lực mạnh khiến Thiên Ngũ Cảnh không kịp trở tay. Hắn không ngờ kẻ trước kia không biết chút võ công nào bây giờ lại lợi hại như vậy. Thiên Như Mệnh thừa thắng xông lên, lại là một đao. Thiên Ngũ Cảnh vội vàng lùi lại né tránh, liền mất đà. Nhưng tiếp theo, một quyền nặng nề đánh vào bụng Thiên Như Mệnh, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn lùi lại mấy bước. Thiên Như Mệnh không định cho Thiên Ngũ Cảnh cơ hội thở dốc, lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, một đao chém về phía hắn. Mọi người xung quanh chỉ thấy một bóng tàn ảnh, Thiên Ngũ Cảnh lại né được đòn này. Sau đó, hình dạng đột nhiên thay đổi, hắn đánh Thiên Như Mệnh ngã xuống đất. Thiên Như Mệnh tuy có võ công, nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ, không phải đối thủ của Thiên Ngũ Cảnh, cuối cùng vẫn phải dựa vào nano hệ thống hỗ trợ mới đánh bại Thiên Ngũ Cảnh. Thiên Như Mệnh một mình đến nơi vắng vẻ, hắn ý thức được kinh nghiệm thực chiến của mình không đủ, kinh nghiệm thực chiến chỉ có thể tích lũy trong chiến đấu, không có cách nào nhanh chóng tăng lên. Đúng lúc này, hắn nghĩ tới nano hệ thống, liền hỏi nó có cách nào nhanh chóng tăng kinh nghiệm chiến đấu hay không. Nano hệ thống nói nó có thể sao chép hình ảnh ảo của những người mà Thiên Như Mệnh tiếp xúc, dựa theo võ công mà hắn từng thi triển để mô phỏng. Cứ như vậy, Thiên Như Mệnh bắt đầu luyện tập đối kháng với hình ảnh ảo của Thiên Ngũ Cảnh. Trải qua hàng trăm trận đối kháng luyện tập, Thiên Như Mệnh cuối cùng cũng có thể đánh bại hình ảnh ảo của Thiên Ngũ Cảnh. Trận chiến đầu tiên chỉ kiên trì được 5 chiêu. Tối hôm trước ngày khảo hạch, Thiên Như Mệnh luyện tập ở bên ngoài về, trên đường đi, hắn nghe thấy có tiếng đánh nhau, liền đi vào xem xét. Do trời tối, hắn khởi động chế độ ban đêm, hắn thấy Thiên Ngũ Cảnh đang đánh nhau với một hắc y nhân bịt mặt, Thiên Ngũ Cảnh rõ ràng không phải đối thủ của hắc y nhân đó. Nghĩ đến dù sao cũng là người cùng tổ, Thiên Như Mệnh vẫn ra tay giúp đỡ. Nhân lúc hắc y nhân tấn công Thiên Ngũ Cảnh, hắn đấm một quyền vào bụng người nọ, hắc y nhân đó trong thời gian cực ngắn né được đòn này, sau đó nhanh chóng lùi lại, nhìn Thiên Như Mệnh, tiếp đó nhảy lên, biến mất không thấy tăm hơi. Thiên Như Mệnh đỡ hai người bị thương về ký túc xá, chân Thiên Ngũ Cảnh bị thương, không thể đi lại. Thấy tổ trưởng bị thương, mọi người bỗng chốc hoang mang, ngày mai là khảo hạch rồi, mà tổ trưởng lại bị thương ở chân, không thể đi được. Giáo tập đến sau khi kiểm tra sơ qua vết thương cho Thiên Ngũ Cảnh, liền cõng Thiên Ngũ Cảnh định đưa đến y vụ thất. Thấy giáo tập đi ra ngoài, Thiên Như Mệnh vội vàng cõng người nọ đi theo. Giáo tập thấy hắn đi theo liền tỏ vẻ uy nghiêm, nhưng hắn lại nói với người bị thương trong tay, tên nhóc này bị thương đúng là ngoài ý muốn, nhưng duy nhất tổ của các ngươi là khảo hạch xong rồi mới xảy ra chuyện. Giáo tập vừa đi, Thiên Như Mệnh liền suy nghĩ kỹ lời giáo tập nói, duy nhất, hắn lập tức nghĩ tới, không chỉ tổ bọn họ có người bị thương, lúc trước rút thăm chia tổ, chính là để bọn họ biết trước đối thủ của mình, dùng một số thủ đoạn để giành chiến thắng. Nghĩ thông suốt, Thiên Như Mệnh trở về ký túc xá, mọi người đang thở dài vì ngày mai khảo hạch không có tổ trưởng, mọi người đều mất hết niềm tin vào khảo hạch ngày mai. Lúc này, tên đầu chọc lên tiếng, còn có công tử Thiên Như Mệnh nữa. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng mọi người quyết định để Thiên Như Mệnh làm tổ trưởng. Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ say, Thiên Như Mệnh mặc đồ đen rời khỏi ký túc xá, đến ký túc xá của tổ 7, đôi mắt hắn mang chức năng nhìn đêm, tối đi leo lên nóc nhà xem người ta ngủ. Thiên Như Mệnh đợi mọi người ngủ say, mặc đồ đen đến ký túc xá của tổ 7, dùng nano hệ thống quét hình bọn họ, thấy bọn họ đều ngủ say, Thiên Như Mệnh liền nhảy xuống từ nóc nhà, sau đó kiểm tra đặc điểm nhân dạng của tất cả mọi người, nhưng không phát hiện ra người thần bí đã đánh Thiên Ngũ Cảnh bị thương. Hắn tìm được tổ trưởng tổ 7, sau đó không biết từ đâu lấy ra một cây kim bạc, đâm mấy cây kim vào huyệt vị kinh mạch ở chân hắn. Hắn lại đến chỗ ở của tổ 6, thông qua quét hình, xử lý toàn bộ 16 người. 16 người, Thiên Như Mệnh lập tức nhíu mày, tổ 6 tổng cộng có 20 người, tính cả 3 nữ sinh ở lầu trên, còn một người nữa, chẳng lẽ người nọ đã phát hiện ra hắn, nhưng nghĩ lại, phát hiện ra hắn thì có thể làm gì. Ngày hôm sau, tại hiện trường khảo hạch, Thiên Như Mệnh thay Thiên Ngũ Cảnh làm tổ trưởng tổ 8, tổ trưởng đến rút thăm lựa chọn đối thủ, lần trước rút thăm chia thành hai nhóm lớn, bây giờ là các tổ nhỏ lại rút thăm. Tả hộ pháp Lý Nghiêm Minh nhìn thấy có tổ trưởng bị thương liền lộ ra nụ cười quỷ dị, rút thăm xong chuẩn bị rời đi, Thiên Như Mệnh phát hiện một nam tử có thân hình quen thuộc, liền để nano hệ thống phân tích so sánh hắn, kết quả đặc điểm của hắn hoàn toàn trùng khớp với người thần bí đã đánh Thiên Ngũ Cảnh bị thương. Khảo hạch bắt đầu, tổ 8 do Thiên Như Mệnh dẫn đầu đối chiến với tổ 5 do Thiên Nguyên Lực dẫn đầu. Trận đấu vừa bắt đầu, Thiên Như Mệnh liền dùng nano hệ thống để thay đổi đội hình, bên kia sử dụng đội hình phong thức, thông qua phân tích của hệ thống, quyết định dùng ngư lân trận đối phó. Hai tổ trưởng đứng đầu tiên va chạm vào nhau, lực va chạm mạnh mẽ phát ra tiếng ầm, nhưng hai bên đều không lùi bước. Thiên Nguyên Lực không ngờ hắn lại lợi hại như vậy, liền lui về phía sau, đổi thành trận hình phản chấn. Thiên Như Mệnh liền ra lệnh cho mọi người biến đổi thành trận hình tả xí. Thấy bọn họ biến đổi thành tả xí trận, Thiên Nguyên Lực liền định dùng ngư lân trận đánh tan bọn họ, nhưng ngay khi bọn họ sắp va chạm vào nhau, đội hình của Thiên Như Mệnh lại thay đổi, biến thành hạc dược trận, từ hai bên tạo thành thế gọng kìm. Thiên Nguyên Lực vội vàng bảo mọi người chú ý tấn công từ hai bên, Thiên Như Mệnh không cho bọn họ cơ hội phản ứng, lại hô to, đổi, số 2. Nghe thấy số 2, Thiên Nguyên Lực có chút kinh ngạc, lúc này đổi thành phong thức trận thì có tác dụng gì? Lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào phía trước, không ai biết Thiên Như Mệnh đã bàn bạc kỹ với mọi người, khi hắn nói ra chữ đổi, thực ra là phương viên trận. Cứ như vậy, Thiên Như Mệnh bọn họ vây toàn bộ người của tổ 5 ở giữa, dưới sự uy hiếp mạnh mẽ, có người đã từ bỏ chống cự, ném vũ khí trong tay xuống. Đúng lúc này, Thiên Nguyên Lực nổi giận vung kiếm chém về phía Thiên Như Mệnh. Thiên Như Mệnh dùng la chắn đỡ đòn, lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt vạch một đường trên mặt và đầu gối hắn. Trong thời khắc nguy cấp, Thiên Như Mệnh sử dụng Điệp Vũ Đao pháp, chỉ thấy một bóng đao lóe lên, cánh tay Thiên Nguyên Lực bị chém đứt. Hắn không thể tin được, quay đầu nhìn cánh tay mình, cánh tay đứt lìa rơi xuống đất. Giáo tập liền tuyên bố dừng trận đấu. Lúc này, giáo tập tuyên bố tổ 8 thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 2. Trận đối kháng này cũng khiến Tả hộ pháp Lý Nghiêm Minh rất bất ngờ, nhất là chiến lược chiến thuật xuất sắc của Thiên Như Mệnh, cũng như đòn chém đứt cánh tay Thiên Nguyên Lực khiến hắn vô cùng kinh ngạc, hối hận vì không sớm thu hắn làm đồ đệ. Lúc này, trận đối kháng cuối cùng cũng bắt đầu, thành viên hai bên bước vào khu vực thi đấu. Thành viên tổ 6 ngoại trừ tổ trưởng, những người khác đi đường đều khập khiễng. Tổ trưởng tổ 6 biết tất cả đều là do Thiên Như Mệnh gây ra, hắn ghi thù này trong lòng. Tổ 6 thấy đối thủ đi lại bất tiện liền tự tin hơn rất nhiều, trực tiếp xông lên. Tổ 6 sử dụng đội hình ngư cốt trận, hai bên va chạm vào nhau, tổ trưởng tổ 6 đâm một cái, liền đánh bay lá chắn của đối phương, nhưng đối phương chưa kịp phản ứng, hắn liền đâm vào người đối thủ. Thành viên tổ 6 nhân cơ hội này nhanh chóng áp sát, tình thế lập tức xoay chuyển, chỉ bằng sức của một người, hắn đã đánh bại đối thủ. Sau khi chiến thắng, hắn nhìn Thiên Như Mệnh ở phía xa bằng ánh mắt nham hiểm. Sau khi khảo hạch kết thúc, Thiên Như Mệnh đến thư phòng của Thiên Ma Thần Giáo, trên giá sách chất đầy sách, hắn cầm võ công bí tịch lên lật xem, đồng thời nano hệ thống bắt đầu quét, nhanh chóng đã quét 15 quyển võ công bí tịch. Lúc này, Thiên Như Mệnh phát hiện một tảng đá lớn, người canh giữ ở đây nói với hắn tảng đá lớn này là do Thiên Ma tổ sư để lại, trên tảng đá lớn khắc kiếm pháp lĩnh ngộ của Thiên Ma tổ sư, nhưng người canh giữ bảo Thiên Như Mệnh đi tìm thứ khác nghiên cứu. Thiên Như Mệnh thông qua nano hệ thống, dùng hình ảnh 3D mô phỏng lại, nhìn những vết tích này, trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ, những vết kiếm khắc lên sau này chẳng lẽ là để che đi vết kiếm ban đầu. Hắn lợi dụng nano hệ thống tách hai loại vết kiếm khác nhau ra, nhìn thấy vết kiếm ban đầu, Thiên Như Mệnh thầm kinh ngạc, quả nhiên không phải kiếm pháp đơn giản, Những vết kiếm này chính là một bộ kiếm pháp, nano hệ thống dùng hình ảnh 3D thể hiện bộ kiếm pháp, liền xuất hiện một hình ảnh ảo tay cầm trường kiếm, bắt đầu khôi phục lại quá trình hình thành vết kiếm. Uy lực của chiêu này khiến Thiên Như Mệnh kinh ngạc không thôi. Hắn không thể tin được hỏi nano hệ thống, đây chỉ là một chiêu sao? Sau khi được khẳng định, Thiên Như Mệnh cười càng vui vẻ, suýt chút nữa hắn đã bỏ lỡ bộ kiếm pháp này vì những vết kiếm bừa bộn khắc lên sau. Thiên Như Mệnh đang định quay người rời đi, nano hệ thống nói với hắn 45 vết kiếm lộn xộn khắc lên sau cũng là kiếm pháp. Điều này khiến Thiên Như Mệnh đang định rời đi dừng lại, hắn để nano hệ thống dùng hình ảnh 3D mô phỏng lại bộ kiếm pháp, nhìn bộ kiếm pháp mạnh hơn kiếm pháp lúc nãy, Thiên Như Mệnh nảy ra một ý nghĩ, những vết kiếm khắc lên sau chẳng lẽ là để phá giải kiếm pháp lúc nãy? Hắn để nano hệ thống dùng hình ảnh 3D thể hiện hai bộ kiếm pháp, sau đó để hai hình ảnh ảo đối chiến. Vốn tưởng kiếm pháp ban đầu vô địch, không ngờ lại bị kiếm pháp khắc lên sau dễ dàng đánh bại, quả nhiên đúng như hắn nghĩ, vết kiếm khắc lên sau chính là để phá giải kiếm pháp ban đầu. Hắn hỏi người canh giữ tầng này, mỗi tầng đều có một tảng đá như vậy sao? Thiên Như Mệnh hưng phấn đi lên tầng 2 của thư phòng, những vết kiếm lộn xộn này vậy mà lại ẩn giấu kiếm pháp đỉnh cao. Phía trước khắc chữ Đại Phong Ca, phía sau toàn là vết kiếm, thông qua quét hình của nano hệ thống, tổng cộng có 56 vết kiếm. Thiên Như Mệnh tìm thấy tảng đá tương tự ở tầng 2, nhưng lúc này xung quanh toàn là người đang đọc sách, chỉ có thể trước tiên trích xuất vết kiếm ra để xử lý, sau đó liền điên cuồng quét võ công bí tịch, người khác một quyển cũng chưa xem xong, mà hắn đã quét 158 quyển. Điều khiến hắn bất ngờ là ở tầng 2 hắn nhìn thấy thiếu giáo chủ Đàm Mộ Thiên. Bình thường những người này trong tông môn đều có võ công đỉnh cao, không coi trọng những võ công bí tịch cấp thấp này, mà tên này ngay cả võ công cấp thấp cũng phải nghiên cứu cẩn thận, quả nhiên là một tên cẩn thận, Thiên Như Mệnh thầm ghi nhớ hắn. Sau khi rời khỏi thư phòng, hắn đến phòng luyện công cá nhân. Thiên Như Mệnh muốn nhanh chóng chuyển võ công đã quét lưu trữ vào người mình, trên đường đi lại bị tổ trưởng tổ 6 chặn lại, hắn đến tìm Thiên Như Mệnh báo thù. Đang lúc hai người dương cung bạt kiếm chuẩn bị động thủ, Đao Ma Tông Thiên Lưu Sán xuất hiện giữa hai người, hắn muốn nói chuyện riêng với Thiên Như Mệnh, hy vọng nam tử kia có thể báo thù sau, nhưng nam tử đó đã tìm Thiên Như Mệnh cả ngày rồi, không định để hắn đi, quan trọng hơn là thái độ kiêu ngạo của Thiên Lưu Sán khiến người ta rất khó chịu. Nam tử nổi giận, xông lên, tay hóa thành đao chém về phía Thiên Lưu Sán. Thiên Lưu Sán đứng im tại chỗ, nhẹ nhàng giơ tay lên liền đỡ được đòn này. Giây tiếp theo, bàn tay hắn đã ấn vào cổ nam tử đó. Chiêu này khiến Thiên Như Mệnh đứng bên cạnh cũng rất kinh ngạc, dễ dàng như vậy đã phá giải công kích của đối phương, hơn nữa còn chế ngự đối phương. Nam tử biết mình không phải đối thủ của Thiên Lưu Sán, bất đắc dĩ chỉ có thể quay người bỏ đi. Thiên Như Mệnh mở trạng thái chiến đấu, cẩn thận nhìn Thiên Lưu Sán, mà Thiên Lưu Sán lại mỉm cười, chắp tay chào Thiên Như Mệnh. Hành động này khiến Thiên Như Mệnh không biết nên đáp lại thế nào. Thấy Thiên Như Mệnh không để ý tới hắn, hắn lúng túng sờ đầu cười nói, trước kia 6 đại tông phái gây khó dễ cho ngươi, thái độ này cũng là bình thường. Thiên Như Mệnh lạnh lùng nói, ngươi đã biết còn mong ta cho ngươi sắc mặt tốt sao? Thiên Lưu Sán lớn tiếng nói, bởi vì ta thích ngươi, lúc trước thấy ngươi chém đứt cánh tay Thiên Nguyên Lực, ta liền thích ngươi. Thiên Như Mệnh không tin lời hắn nói bậy, đừng nói nhảm nữa, nói mục đích thật sự của ngươi đi. Thấy Thiên Như Mệnh không dễ dỗ dành, Thiên Lưu Sán nói ra mục đích của hắn, gia nhập Đao Ma Tông chúng ta đi, chúng ta cùng nhau cố gắng. Thiên Như Mệnh liền từ chối lời mời của hắn, gia nhập Đao Ma Tông cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách tranh cử thiếu giáo chủ, không khí hiện trường lập tức trở nên rất. Đúng lúc này, nano hệ thống phát hiện một cỗ năng lượng mạnh mẽ đang tụ tập ở tay phải Thiên Lưu Sán, nhắc nhở Thiên Như Mệnh né sang trái nửa bước. Thiên Như Mệnh theo bản năng nghiêng người, chuẩn bị tư thế ứng phó công kích sắp tới, mà Thiên Lưu Sán lại đột nhiên cười lớn, sau đó lắc đầu, như vậy, sau này chúng ta nhất định sẽ đối đầu trực diện. Nhưng, chưa nói xong, Thiên Lưu Sán vung tay lên, mặt đất lập tức bị rạch ra một đường sâu, chỉ thấy hắn dùng nội lực ngưng tụ ra một thanh trường đao. Thấy vậy, Thiên Như Mệnh thầm kinh ngạc, không ngờ thực lực của hắn đã có thể ngưng tụ hình dạng, thực lực như vậy còn muốn thu ta làm đồ đệ, còn kém xa lắm. Nói xong liền quay người rời đi. Thiên Như Mệnh vốn tưởng đánh bại Thiên Ngũ Cảnh là đã ngang hàng với các thiếu giáo chủ khác, mà hiện tại xem ra còn kém rất xa. Mục tiêu của hắn không phải đuổi kịp bọn họ, mà là phải vượt qua bọn họ. Thiên Lưu Sán vừa rời đi cũng rất kinh ngạc. Ban đầu hắn định đánh lén Thiên Như Mệnh một cái, nhưng còn chưa kịp ngưng tụ, Thiên Như Mệnh như đã phát hiện ra trước liền né tránh. Xem ra hắn cũng không phải hạng soàng. Bên kia, Thiên Như Mệnh đến phòng luyện công cá nhân, liền để nano hệ thống dùng hình ảnh 3D thể hiện bộ kiếm pháp trích xuất ở tầng 2. Trước tiên là kiếm pháp ban đầu khắc trên tảng đá. Bộ kiếm pháp này so với kiếm pháp khắc trên tảng đá ở tầng 1 nhanh hơn, phức tạp hơn. Tiếp theo lại để nano hệ thống thể hiện bộ kiếm pháp khắc lên sau, nhìn 56 vết kiếm này, Thiên Như Mệnh rất bất đắc dĩ, nếu không luyện kiếm thì căn bản không thể luyện thành bộ kiếm pháp này. Hắn lại để hai bộ kiếm pháp đối kháng thông qua hình ảnh 3D, kiếm pháp khắc lên sau vẫn đánh bại kiếm pháp ban đầu ở chiêu cuối cùng. Đúng lúc này, hắn nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nếu dùng Điệp Vũ Đao pháp đối kháng với bộ kiếm pháp đó thì sao? Thiên Như Mệnh đắm chìm trong thế giới của mình, trong đầu hắn dùng Điệp Vũ Đao pháp thử phá giải kiếm pháp đó. Theo hắn luyện tập trong đầu, thân thể hắn cũng đang thay đổi. Cùng với tiếng vù một cái, Thiên Như Mệnh bỗng nhiên tỉnh giấc. Lúc này, hắn cảm thấy cơ thể mình mạnh hơn trước rất nhiều. Vận công thử một chút, phát hiện mình tăng thêm 15 nội lực. Hắn không thể tin được nhìn hai tay mình, chẳng lẽ ta đột phá rồi? Lúc này, hắn lại dùng Điệp Vũ Đao pháp, cảm thấy càng thêm thuần thục. Không chỉ vậy, nội lực cũng đạt tới cảnh giới ngoại phóng. Tuy còn chưa thể ngưng tụ thành đao khí, nhưng hấp thu Ma Long Đan lần này chắc là có thể. Hắn để nano hệ thống truyền bộ kiếm pháp đã quét vào đầu hắn, cùng với cơn đau đầu dữ dội, chuyển xong. Tiếp theo chính là nâng cao cường độ thân thể để có thể phối hợp với kiếm pháp tuyệt thế. Lúc này, nội công của Thiên Như Mệnh vừa đạt tới trình độ cao thủ nhất lưu, nhưng ngoại công đã là cao thủ đỉnh cao, thân thể cũng đã đạt tới cực hạn hiện tại. Nếu muốn nâng cao cường độ thân thể một lần nữa chỉ có thể rèn luyện thân thể. Hắn nhìn thân thể cường tráng của mình, vẻ mặt không thể tin được, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Vì vậy, hắn đấm một quyền vào tường phòng luyện công. Không biết ở phòng luyện công bên cạnh đang luyện công chính là tổ trưởng tổ 6 có thủ oán với Thiên Như Mệnh, lực đạo mạnh mẽ lập tức đánh thủng bức tường. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị quyền bất ngờ này đánh trọng thương. Hắn nhìn bức tường bị đánh thủng, lập tức máu dồn lên não, ngất xỉu. Giáo tập bị tiếng nổ đánh thức, thấy có người bị thương liền cõng người bị thương đến y vụ thất, mà Thiên Như Mệnh thì áy náy xin lỗi. Giáo tập cảnh cáo Thiên Như Mệnh, nếu còn xảy ra tình trạng này nữa sẽ cấm hắn sử dụng phòng luyện công. Thiên Như Mệnh trở lại phòng luyện công tiếp tục luyện tập, hắn muốn thử kiếm pháp tuyệt thế khác trên tảng đá ở phòng luyện công. Hắn vung kiếm, sử dụng kiếm pháp tuyệt thế chiêu thứ nhất. Khi hắn thi triển chiêu thứ nhất, liền cảm thấy có gì đó không đúng, sử dụng không được trôi chảy. Vì vậy hắn liền để nano hệ thống so sánh kiếm pháp tuyệt thế do hắn sử dụng với kiếm pháp trên tảng đá. Lúc này hắn phát hiện kiếm pháp tuyệt thế do hắn sử dụng không được lưu loát, hơn nữa chiêu cuối còn chậm hơn tảng đá. Thiên Như Mệnh trăm mối vẫn không có lời giải, cùng là một chiêu thức mà hắn sử dụng lại kém xa như vậy. Đúng lúc này, hắn như nghĩ tới điều gì đó, hắn chưa phối hợp nội công để thử, nhưng kiếm pháp trên tảng đá chỉ có chiêu thức, không có khắc phương pháp vận khí. Chẳng lẽ chữ hán khắc trên tảng đá ẩn giấu huyền cơ? Chữ hán khắc trên tảng đá này vậy mà là nội công tâm pháp đỉnh cao, những chữ hán này đều do Thiên Ma tổ sư dùng ngón tay khắc thành. Thiên Như Mệnh để nano hệ thống phân tích chữ hán, hắn nhìn hình ảnh được phóng đại vô số lần, phía dưới mỗi chữ hán đều có mấy, phía dưới chữ đại có 4 điểm, chẳng lẽ 4 điểm này đại diện cho 4 huyệt vị? Nghĩ kỹ lại, Thiên Như Mệnh phủ định. Lúc này, hắn nghĩ tới quyển sách về huyệt vị đã xem trước đó, số thứ tự của huyệt vị và huyệt vị được sắp xếp theo thứ tự, nhưng 4 điểm này lại ứng với huyệt vị thứ 19, điều này rất kỳ lạ. Bình thường vận khí đều bắt đầu từ huyệt khí hải ở đan điền, nhưng nếu là huyệt khí hải thì phải là số 7 chứ. Đúng lúc này, Thiên Như Mệnh như nghĩ tới điều gì đó, chữ đại là tam họa, cộng thêm 4 điểm bên dưới chính là số 7. Tiếp theo, Thiên Như Mệnh dựa theo phương pháp này tìm ra toàn bộ huyệt vị tương ứng với các chữ hán, sau đó nối lại với nhau, cứ như vậy liền tạo thành một bộ phương pháp vận khí hoàn chỉnh. Ngày hôm sau, Thiên Như Mệnh ăn cơm xong đang định đến phòng luyện công luyện tập phương pháp vận khí tìm được hôm qua, lại bị một nam tử chặn lại, nói muốn luận bàn với hắn. Ban đầu, Thiên Như Mệnh không muốn để ý tới hắn, nhưng nam tử đó nói nếu hắn thắng sẽ nói cho hắn biết một số nội dung về khảo hạch giai đoạn thứ 3. Vì vậy, Thiên Như Mệnh và nam tử đó liền đến sân luyện tập, hai bên dương cung bạt kiếm, đại chiến sắp nổ ra. Nam tử dùng toàn lực xông về phía Thiên Như Mệnh, liên tiếp chém về phía hắn, mấy đòn chém ngang đều bị Thiên Như Mệnh dễ dàng né tránh. Hắn không biết những động tác này trong mắt Thiên Như Mệnh quá chậm. Lúc này, Thiên Như Mệnh né tránh đòn tấn công của nam tử, sau đó vỗ một chưởng vào ngực hắn, khiến nam tử đó ngã xuống. Nhận một chưởng này, nam tử phun ra máu tươi, bị đánh bay ngã xuống đất. Thiên Như Mệnh lúc này cũng hoảng hốt, vừa rồi không khống chế được lực đạo, dùng quá sức, đánh nam tử đó trọng thương. Một lúc sau, nam tử hơi tỉnh táo, chống tay ngồi dậy, hắn nói cho Thiên Như Mệnh nghe tin tức về khảo hạch giai đoạn thứ 3. Khảo hạch giai đoạn thứ 3 rất có thể vẫn là khảo hạch theo nhóm, mục đích là để chọn ra thượng cấp võ sĩ, phải đạt tới trình độ cao thủ nhất lưu, có hơn nửa giáp tử nội lực mới có thể trở thành thượng cấp võ sĩ. Mà bí tịch bọn họ xem ở thư phòng trước đó đều là võ công nhị lưu, khảo hạch lần này sẽ cho một quyển bí tịch nhất lưu, có thể thi triển kiếm pháp Thất Ma kiếm trận. Hắn nghe phụ thân hắn nói, lúc đó là 12 người một tổ luyện tập Thất Ma kiếm trận, quan trọng nhất là lần lập tổ này là tự nguyện. Vì vậy, nam tử muốn đầu quân cho Thiên Như Mệnh, bản thân hắn đã là cao thủ nhất lưu. Thiên Như Mệnh nửa tin nửa ngờ liền hỏi, tại sao ngươi lại chọn ta, còn có các thiếu giáo chủ khác, thực lực đều rất mạnh. Nam tử nói cho Thiên Như Mệnh biết trước đó hắn đã đến tìm công tử của Huyền Ma Tông và Kiếm Ma Tông, nhưng bị từ chối. Vì vậy cuối cùng chỉ có thể chọn Thiên Như Mệnh, dù sao cũng cùng dùng đao, mà Thiên Như Mệnh lại mỉm cười nói, ta từ chối, cao thủ nhất lưu muốn đầu quân cho hắn, mà hắn lại từ chối lời đề nghị của nam tử. Hắn để nano hệ thống phân tích biểu cảm lúc trước của nam tử, kết luận là khả năng nói dối rất cao, điểm quan trọng nhất chính là hắn nói cùng dùng đao, nhưng lại không đi tìm thiếu giáo chủ của Đao Ma Tông, mà lại đi tìm Huyền Ma Tông và Kiếm Ma Tông, rõ ràng là đang cố tình né tránh Đao Ma Tông. Còn một điểm nữa là sau khi nam tử thất bại lại quay lại tìm Đao Ma Tông Thiên Lưu Sán, phân tích ra bọn họ định sắp xếp một người gia nhập tổ của Thiên Như Mệnh, đến ngày thi đấu để người đó không xuất hiện, như vậy bọn họ sẽ vì thiếu người mà bị mất tư cách khảo hạch. Điều bọn họ không ngờ tới là Thiên Như Mệnh lại cẩn thận như vậy. Mà lúc này Thiên Như Mệnh lại đến phòng luyện công, hắn thông qua nano hệ thống mô phỏng Thiên Ngũ Cảnh để tiếp tục luyện tập. Lần này không vất vả như trước, chỉ mới xuất chiêu đã đánh bại Thiên Ngũ Cảnh, hắn cảm thấy một Thiên Ngũ Cảnh quá dễ dàng. Vì vậy hắn để nano hệ thống tạo ra 10 Thiên Ngũ Cảnh, hơn nữa mỗi người đều sử dụng võ công khác nhau. 10 Thiên Ngũ Cảnh như gió bão xông về phía Thiên Như Mệnh. Đối mặt với nhiều công kích như vậy, Thiên Như Mệnh ứng phó có chút chật vật, để né tránh công kích, hắn nhảy lên, chỉ nghe thấy tiếng rắc, hắn nhảy quá cao, làm nứt trần nhà, bất đắc dĩ phải dừng luyện tập. Lúc này, giáo tập nghe thấy tiếng động, đi tới cũng rất bất lực, cuối cùng chỉ có thể sắp xếp Thiên Như Mệnh đến phòng luyện công cao cấp hơn, cường độ ở đây rất cao, muốn đập vỡ đá ở đây ít nhất phải là cao thủ đỉnh cao. Ở đây, hắn không chọn tiếp tục luyện tập với 10 thiên ngũ cảnh, hắn để nano hệ thống tạo ra hình ảnh ảo của sư phụ hắn, Diệp Mãnh. Chỉ là hình ảnh ảo thôi mà đã khiến Thiên Như Mệnh cảm thấy áp lực khác biệt, vì vậy, Thiên Như Mệnh quyết định ra tay trước, mà Diệp Mãnh lại đứng im tại chỗ, liền đỡ được chiều này. Chưa kịp để Thiên Như Mệnh hoàn hồn, Diệp Mãnh vỗ một chưởng từ dưới lên trên, đánh trúng cằm hắn, tiếp đó sử dụng Điệp Vũ đao pháp, chém liên tiếp, Thiên Như Mệnh bị chém trọng thương trên không trung, sau đó ngã xuống đất. Thiên Như Mệnh hoàn toàn không phải đối thủ của sư phụ, nhưng hắn không từ bỏ, hắn muốn dùng kiếm pháp tuyệt thế để đánh với sư phụ một lần nữa. Thiên Như Mệnh lấy kiếm làm đao, lại xông về phía hắn, sau khi sử dụng kiếm pháp tuyệt thế, hắn có thể đấu ngang cơ với sư phụ. Hắn sử dụng chiêu cuối cùng của kiếm pháp tuyệt thế, trường kiếm dừng lại ở mi tâm Diệp Mãnh, mà hắn cũng bị Diệp Mãnh đánh một chưởng. Nếu ở hiện thực, thân thể hắn đã sớm bị chém làm đôi. Hắn bò dậy, kiểm tra ảnh hưởng của Diệp Mãnh, phát hiện một số bộ phận trên hình ảnh ảo của Diệp Mãnh cũng bị thương. Hắn dựa vào kiếm pháp tuyệt thế đúng là đã gây thương tích cho sư phụ, nhưng trình độ võ công vẫn còn kém xa. Còn 4 năm nữa mới đến kỳ khảo hạch ma quật động, Thiên Như Mệnh định trong vòng 4 năm phải vượt qua sư phụ, nhưng trước tiên phải bắt đầu từ hình ảnh ảo. 3 ngày sau, khảo hạch giai đoạn thứ 3 của ma quật động bắt đầu. Lúc này, Thiên Như Mệnh đã có thể đánh ngang tay với 10 thiên ngũ cảnh. Tả hộ pháp Lý Nghiêm Minh tuyên bố quy tắc khảo hạch, quả nhiên đúng như nam tử kia nói, có thể tự do lập tổ. Bọn họ cần học võ công nhất lưu thất ma kiếm, sau đó lập thành thất ma kiếm trận, cuối cùng đánh bại giáo tập võ công là có thể thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 3, mà tổ trưởng thì cần trong vòng 7 ngày, đánh bại giáo tập, giành được danh bài trong tay hắn mới có thể đảm nhiệm. Nhưng các giáo tập chỉ sử dụng thất ma kiếm để đối phó bọn họ. Ngày đầu tiên đã có 3 người đứng ra khiêu chiến giáo tập võ công. Thiên Như Mệnh trong trận chiến với sư phụ đã mở ra ngoại phóng nội lực, muốn làm tổ trưởng khảo hạch giai đoạn thứ 3 thì phải đánh bại giáo tập võ công, giành được danh bài màu vàng trong tay bọn họ. Vừa tuyên bố xong quy tắc khảo hạch, Thiên Như Mệnh của tổ 8 và Bạch Kỳ của tổ 12 liền đứng ra khiêu chiến giáo tập. Trận đầu tiên do Thiên Ngũ Ngôn bắt đầu, trận đấu bắt đầu, hai bên chắp tay chào hỏi. Thiên Như Mệnh liền để nano hệ thống quét hình phân tích. Thiên Ngũ Ngôn là một trong 3 cao thủ hàng đầu của Thiên Ma Thần Giáo, được gọi là Lưu Vân Trường. Năng lượng của hai bên cuộn vào nhau, sức mạnh khủng khiếp tạo ra một trận chấn động năng lượng. Thiên Như Mệnh thấy chiêu thức mà giáo tập sử dụng cảm thấy rất quen thuộc, suy nghĩ kỹ, đây không phải chính là chiêu thức phá kiếm quyết khắc trên tảng đá sao? Nhưng thất ma kiếm có 72 chiêu, mà phá kiếm quyết có 24 chiêu. Có lẽ người để lại vết kiếm trên tảng đá chính là kiếm ma, mà lúc này, hai người đang giao chiến lại một lần nữa, hai tay chạm vào nhau, hai người thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Cuối cùng, Thiên Ngũ Ngôn quyết định dùng tuyệt chiêu để phân thắng bại, hắn đẩy một chưởng, chưởng phong mạnh mẽ, nhưng khi chưởng lực đến gần, đột nhiên biến thành trường kiếm, giáo tập không kịp phản ứng, bị trường kiếm đâm trúng vai, Thiên Ngũ Ngôn giành chiến thắng, giành được danh bài màu vàng. Trận thứ 2 do Thiên Như Mệnh đấu với giáo tập của tổ 1, sau khi hai bên hành lễ, trận đấu chính thức bắt đầu. Lúc này, giáo tập tràn đầy tự tin, Thiên Như Mệnh quyết định dùng Điệp Vũ đao pháp trước, tốc độ cực nhanh khiến giáo tập suýt nữa không đỡ kịp. Thiên Như Mệnh tiếp tục thừa thắng xông lên, một đao chém vào ngực đối phương. Giáo tập dùng 7 phần công lực đỡ được đòn này, nhưng hai bên giằng co, giáo tập sử dụng thất ma kiếm, kiếm thứ 4, trong nháy mắt, Thiên Như Mệnh đã nhìn ra sơ hở của thất ma kiếm, nhưng người né tránh, công kích, sau đó chém một đao. Giáo tập thấy Thiên Như Mệnh dễ dàng phá giải công kích của hắn, lập tức nổi giận, sử dụng 10 phần công lực, nội lực mạnh mẽ lập tức đánh nát vũ khí của Thiên Như Mệnh. Hắn ra lệnh cho nano hệ thống tự động chữa trị, cứ như vậy, Thiên Như Mệnh liên tục bị nội thương, lại liên tục được nano hệ thống chữa trị, mà lúc này, giáo tập càng đánh càng hoảng sợ, rõ ràng Thiên Như Mệnh đã bị nội thương nhưng vẫn chưa ngã xuống. Nhân lúc giáo tập đang phân tâm, Thiên Như Mệnh bổ một đao vào hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, mất đi 3 phần nội lực, mọi người xung quanh đều há hốc mồm. Cứ như vậy, Thiên Như Mệnh giành chiến thắng, giành được danh bài màu vàng. Trận cuối cùng do Bạch Kỳ đối chiến với tổng giáo tập Hồ Chấn Sương. Bạch Kỳ giỏi về cước pháp, hắn nhảy lên, đá một cước về phía Hồ Chấn Sương. Hồ Chấn Sương nghiêng người, lúc này hắn phát hiện chân sau của Bạch Kỳ lộ ra sơ hở, trong lúc nguy cấp, Bạch Kỳ giẫm một cước lên tay hắn, sau đó xoay người, lại đá một cước, nhưng lại bị Hồ Chấn Sương chém đứt một chân, mà Bạch Kỳ không định từ bỏ, hắn điều chỉnh tư thế, lại xông về phía Hồ Chấn Sương. Đợi hắn đến gần, hắn giả vờ ra chiêu, sau đó tung một cước, Hồ Chấn Sương tốc độ quá nhanh, chỉ để lại một tàn ảnh, lập tức xuất hiện phía sau Bạch Kỳ, một cước nặng nề đánh vào ngực hắn, Bạch Kỳ bị đánh bay ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, tuy hắn thất bại, nhưng cũng được tổng giáo tập công nhận. Mà lúc này, Thiên Như Mệnh phát hiện cổ Bạch Kỳ bị thương, sắc mặt tái nhợt, đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đám người vây quanh Thiên Như Mệnh. Thiên Như Mệnh vừa giành được danh bài màu vàng, trở thành tổ trưởng, đã bị một đám người vây quanh, kẻ cầm đầu là Cao Vọng Bác của Huyền Ma Tông, người này cũng là cao thủ nhất lưu, mà những người khác ít nhất cũng là cao thủ chuẩn nhất lưu, sau khi phục dụng Ma Long đan lần này đều có thể đạt tới trình độ cao thủ nhất lưu. Bọn họ chứng kiến sự dũng mãnh của Thiên Như Mệnh nên chọn gia nhập tổ của hắn. Thiên Như Mệnh nói với bọn họ, hắn tìm không chỉ là thành viên để thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 3, mà là những huynh đệ đồng cam cộng khổ, cùng nhau chiến đấu vượt qua mọi khó khăn. Điều này vô hình chung như tuyên chiến với các thiếu giáo chủ khác. Nghe vậy có người bắt đầu rút lui, bởi vì bọn họ không muốn tham gia vào cuộc tranh giành thiếu giáo chủ. Lúc này chỉ còn lại 3 ngày nữa là đến ngày thi đấu. bọn họ đều là những người lẻ loi. Sau khi cân nhắc, bọn họ quyết định đi theo Thiên Như Mệnh. Tính cả ba người bọn họ, tổ của Thiên Như Mệnh đã có 9 người. Hắn định tự mình dạy bọn họ thất ma kiếm. Trong phòng luyện công cá nhân, Thiên Như Mệnh phục dụng ma long đan, dưới sự điều chỉnh cân bằng âm dương trong cơ thể của nano hệ thống, tu vi nội công của hắn đã vượt qua nhất lưu. Hắn gọi Bạch Kỳ đến, phóng to vết thương ở cổ và mặt hắn. Lúc này, hắn nắm chặt tay, càng thêm chắc chắn một chuyện. Mà bên kia, Đao Ma Tông Thiên Lưu Sán cũng đang hỏi giáo tập võ công. Hắn đã giành được danh bài màu vàng. Tại nhà ăn Ma Quật Động, Bạch Kỳ đang ăn cơm. Kiếm Ma Tông Thiên Cảnh Vân muốn mời hắn gia nhập, nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng. Trước đó, Đao Ma Tông Thiên Lưu Sán cũng từng mời hắn, nhưng hắn không thích những kẻ kiêu ngạo này. Mục tiêu của hắn chỉ là trở nên mạnh mẽ. Đang lúc hắn tập trung ăn cơm, lại có một người ngồi xuống đối diện hắn. Hắn không kiên nhẫn nói, ta không có hứng thú. Mà Thiên Như Mệnh không hề tức giận, bình tĩnh nói, nếu bây giờ ngươi không nói chuyện với ta, sau này có thể sẽ hối hận. Nghe vậy, động tác ăn cơm của Bạch Kỳ lập tức dừng lại. Sau đó bịch một tiếng, đặt bát đũa xuống. Ngươi không phải thiếu giáo chủ do 6 đại tông phái đề cử mà lại càng kiêu ngạo hơn 2 người trước. Ngươi nghĩ dùng cách đó là có thể khiến ta gia nhập? Sao? Thấy vậy, Thiên Như Mệnh biết hắn hiểu lầm, liền nói thẳng, ta cảm thấy ngươi như trúng độc. Lúc trước thấy sắc mặt ngươi tái nhợt, trên mặt xuất hiện những đốm đỏ. Lúc này, Bạch Kỳ nghĩ tới thiếu giáo chủ Độc Ma Tông Thiên Tòng Tiền, nhưng hắn vẫn luôn đề phòng hắn, sao lại trúng độc được? Thấy Bạch Kỳ lộ vẻ nghi hoặc, Thiên Như Mệnh gọi Bạch Đại Phủ đang ăn cơm tới kiểm tra cho hắn. Bọn họ đến y vụ thất, Bạch Đại Phủ để Bạch Kỳ ngửi một loại thuốc đặc biệt. Sau khi hắn ngửi xong liền ho dữ dội, ngực cũng đau âm ỉ, có thể xác định là trúng độc. Sở dĩ vẫn luôn không phát hiện ra là vì trúng độc từ từ, mỗi lần hít vào một chút, không rõ ràng lắm. Lúc này, Bạch Kỳ càng thêm chắc chắn là do Thiên Tòng Tiền làm. Lúc trước, vì tranh giành vị trí tổ trưởng khảo hạch giai đoạn thứ 2, hắn đã đánh Thiên Tòng Tiền một trận. May mà phát hiện sớm, chỉ cần liên tục 7 ngày uống thuốc giải là có thể khỏi hoàn toàn. Mà Thiên Như Mệnh sở dĩ có thể phát hiện ra là vì mẫu thân hắn chết vì trúng độc viêm lam, lúc đó hắn cũng bị nhiễm độc nhẹ. Lần này, hắn rốt cuộc đã tìm được nguồn gốc của độc. Đang lúc Thiên Như Mệnh đi tìm thiếu giáo chủ Độc Ma Tông Thiên Tòng Tiền, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, thì ra là Thiên Ngũ Cảnh đang dưỡng thương ở y vụ thất. Hắn nói cho Thiên Như Mệnh biết vị trí của Thiên Tòng Tiền. Trước khi đi, Thiên Như Mệnh nói một câu, nếu tên này nói dối, ta sẽ đưa tên nhóc đó đến giường bên cạnh ngươi làm bạn, khiến Bạch Đại Phủ và Bạch Kỳ ngơ ngác. Thiên Như Mệnh đến sườn núi đối diện Ma Quật Động, quả nhiên phát hiện Thiên Tòng Tiền đang hái độc thảo ở đó. Thiên Như Mệnh không nói nhảm, trực tiếp nói, độc viêm lam trong cơ thể Bạch Kỳ là do ngươi làm phải không? Thiên Tòng Tiền nghe hắn nói đến độc viêm lam, lập tức cười lớn, đúng vậy, sao ngươi lại không biết viêm lam? Mẹ bẩn thỉu của ngươi cũng chết vì viêm lam. Chưa đợi hắn nói xong, Thiên Như Mệnh đấm một quyền vào mặt hắn. Trên sườn núi, tảng đá bị Thiên Tòng Tiền đâm vào tạo thành một cái hố lớn. Mà lúc này, hắn vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt không tin mình bị một người đánh trọng thương. Lúc này, hắn nhìn thấy Thiên Như Mệnh đang chậm rãi bước tới, từ trên người hắn cảm nhận được sát khí nhàn nhạt. Đến nước này rồi mà Thiên Tòng Tiền vẫn tự an ủi mình, Ma Quật Động có quy định, hắn không dám giết ta. Thiên Như Mệnh đi đến bên cạnh hắn, điều ngươi không nên làm nhất chính là dùng cái miệng hôi thối đó sỉ nhục mẫu thân ta. Nói xong lại đấm một quyền vào Thiên Tòng Tiền. Đúng lúc này, Thiên Tòng Tiền vung tay, đấm một quyền về phía Thiên Như Mệnh, không ngờ lại bị hắn nắm chặt. Thiên Như Mệnh dùng sức, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, nhưng ngay lúc đó, từ tay kia của Thiên Tòng Tiền lại phun ra rất nhiều độc khí màu xanh. Thiên Như Mệnh cảm thấy toàn thân tê liệt, xem ra đã xong rồi, hắn hít phải một lượng lớn độc khí, hơn nữa mặt và tay đều dính độc. Hắn sờ lên khuôn mặt bị sưng vù, da thịt bong chóc để lộ ra xương trắng. Thiên Tòng Tiền thấy độc của mình đã phát huy tác dụng liền lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng ngay sau đó, hắn như nhìn thấy ma. Làn da bị sưng vù của Thiên Như Mệnh đang khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Lúc này, Thiên Tòng Tiền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, nhìn Thiên Như Mệnh với ánh mắt đầy sợ hãi, hắn liều mạng cầu xin tha thứ, hy vọng Thiên Như Mệnh có thể tha cho hắn. Mẫu thân Thiên Như Mệnh chính là trúng độc viêm lam mà chết, sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho Thiên Tòng Tiền? Hắn điểm một cái vào huyệt đạo trên tay hắn, cuối cùng 4 chi của Thiên Tòng Tiền đều bị Thiên Như Mệnh phế bỏ. Lúc này, Thiên Tòng Tiền hối hận vì không nên dùng viêm lam với Bạch Kỳ. Hắn nhớ lại lần đầu tiên nghe thấy cái tên viêm lam, lúc đó hắn thấy mẫu thân đưa viêm lam cho một nữ nhân bịt mặt. Kể từ đó, chưa đầy một năm, mẫu thân Thiên Như Mệnh liền qua đời vì bệnh. Lúc này, Thiên Tòng Tiền nói cũng không rõ ràng. Thiên Như Mệnh thấy hắn lẩm bẩm nói gì đó, liền để nano hệ thống phân tích. Người giết mẫu thân ngươi không phải là Độc Ma Tông chúng ta, mà là người của 5 đại tông phái khác. Thiên Như Mệnh thông qua phân tích biểu cảm của hắn, kết luận hắn không nói dối. Nhưng khi hắn hỏi hắn có tham gia hay không, kết quả phân tích là nói dối. Vì vậy, Thiên Như Mệnh vẫn chọn phế bỏ đan điền của hắn. Thiên Như Mệnh đưa Thiên Tòng Tiền đang thoi thóp đến y vụ thất. Lúc này, hắn thập tử nhất sinh, bởi vì hắn tu luyện độc công, đan điền đã hấp thụ rất nhiều độc tố, bây giờ đan điền bị phá vỡ, độc tố liền tràn ra toàn thân, nếu không kịp thời giải độc sẽ chết. Nhưng loại độc tố trong cơ thể Thiên Tòng Tiền quá nhiều, Bạch Đại Phủ lấy ra thuốc giải do sư phụ hắn bào chế, cho Thiên Tòng Tiền uống, loại thuốc này chỉ có thể trì hoãn thời gian phát tác của độc. Thiên Như Mệnh không muốn Thiên Tòng Tiền chết ở đây, hắn để nano hệ thống phân tích độc tố trong máu Thiên Tòng Tiền, tìm ra loại độc, sau đó bào chế thuốc giải. Bạch Đại Phủ thấy Thiên Như Mệnh đang bốc thuốc, liền qua nếm thử, không có vấn đề gì, khiến Bạch Đại Phủ tưởng Thiên Như Mệnh từng học y thuật, nhưng muốn giải độc thì phải biết hắn trúng độc gì, Thiên Như Mệnh trực tiếp nói ra các loại độc mà Thiên Tòng Tiền trúng phạt và cầu xin Bạch Đại Phủ tin tưởng hắn lần này, không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn tin tưởng Thiên Như Mệnh. Sau khi Thiên Tòng Tiền uống thuốc giải, tình trạng lập tức khá hơn rất nhiều. Cuối cùng, Bạch Đại Phủ vẫn nhắc nhở Thiên Như Mệnh, phế bỏ đan điền của người khác là trọng tội, phải cẩn thận Độc Ma Tông trả thù. Trong ma giáo, người sống sót chưa chắc đã là kẻ mạnh, nhưng nhất định là kẻ thông minh. Thiên Như Mệnh nghe xong lời của Bạch Đại Phủ, suy tư rời khỏi y vụ thất. Hắn vừa đi không xa thì Bạch Kỳ đuổi theo. Hắn gọi Thiên Như Mệnh, đang định nói chuyện, đám thủ hạ của Thiên Như Mệnh đến, lập tức vây quanh hắn, hỏi han ân cần. Thấy vậy, những lời Bạch Kỳ định nói lại nuốt trở vào. Trở về chỗ ở, Thiên Như Mệnh kể lại chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong liền lo lắng ma giáo và Độc Ma Tông sẽ trả thù. Thiên Như Mệnh không hề hối hận vì đã phế bỏ đan điền của Thiên Tòng Tiền, chỉ là không ngờ tới hắn lại ra tay trước. Ngày hôm sau, quật chủ Ma Quật Động Lý Nghiêm Minh gọi Thiên Như Mệnh đến phòng làm việc của hắn. Tuy Ma Quật Động không có quy định không được phế bỏ đan điền người khác, nhưng đan điền tương đương với tính mạng của võ giả, nếu không xử lý, e là tình trạng này sẽ còn tiếp diễn. Vì vậy quyết định thu hồi danh bài màu vàng của Thiên Như Mệnh và giam hắn vào cấm địa 4 ngày. Như vậy khi hắn ra ngoài chỉ còn lại 1 ngày để giành lại danh bài màu vàng. Bị giam vào cấm địa, Thiên Như Mệnh có thể tập trung luyện tập bộ pháp. Nam tử bị giam vào cấm địa, lại bất ngờ phát hiện bí mật được cất giấu, bên trong vậy mà lại cất giấu Thiên Ma Kiếm Pháp do Thiên Ma Tổ sư sáng tạo. Trên mặt đất còn có một số vết tích, những vết tích này giống như bia đá. Bia đá, Thiên Như Mệnh liền nghĩ tới tảng đá ở thư phòng, hắn để nano hệ thống thể hiện hình ảnh tảng đá, sau đó so sánh với những vết tích này, vậy mà lại hoàn toàn trùng khớp. Lúc này hắn chú ý tới chính giữa trần nhà có một viên dạ minh châu lớn, trên đó khắc chữ Thiên Ma Kiếm Pháp. Nhìn vết tích, là do người dùng ngón tay khắc thành. Thông qua phân tích so sánh của nano hệ thống, xác nhận là cùng một người với người khác. Đại phong ca trên tảng đá, phía dưới có một số lỗ nhỏ, nhìn giống như hình rồng bay phượng múa. Thiên Như Mệnh đếm một chút, tổng cộng 24 cái, ngoại trừ đại diện cho 24 chiêu của Thiên Ma Kiếm Pháp, hắn không nghĩ ra bất kỳ liên quan nào khác. Đúng lúc này, hắn nghĩ tới 24 điểm này tạo thành hình rồng bay phượng múa, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, bức tường đối diện ánh sáng chói la khiến hắn không nhìn rõ, chẳng lẽ phía sau ánh sáng chói la này ẩn giấu điều gì? Hắn để nano hệ thống điều chỉnh ánh sáng, đập vào mắt là vô số dạ minh châu, hơn nữa, mỗi viên dạ minh châu đều khắc chữ rất nhỏ. Thiên Như Mệnh lập tức hiểu ra, vì vậy hắn để nano hệ thống phóng to tất cả dạ minh châu, trích xuất chữ khắc trên nó. Sau đó dùng hình ảnh 3D thể hiện ra, cuối cùng nano hệ thống sàng lọc ra 24 chữ cho hắn, những chữ khắc trên dạ minh châu này có thể là khẩu quyết. Khi hắn nối 24 viên dạ minh châu này lại với nhau, hình dạng hoàn toàn giống với hình rồng bay phượng múa. Thiên Như Mệnh phóng to một viên dạ minh châu, cẩn thận kiểm tra tâm pháp khắc trên đó, phát hiện chữ khắc trên đó hoàn toàn trùng khớp với 24 chiêu của Thiên Ma Kiếm Pháp. 24 viên dạ minh châu này chính là chiêu thức của Thiên Ma Kiếm Pháp. Hắn để nano hệ thống truyền khẩu quyết và chiêu thức khắc trên dạ minh châu vào đầu hắn theo thứ tự từ đầu rồng đến đuôi rồng. Sau khi truyền xong, Thiên Như Mệnh liền bắt đầu luyện tập. Hắn bị kiếm khí bao quanh, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo uy lực mạnh mẽ, kiếm khí mạnh mẽ tạo ra vô số hố sâu trên mặt đất xung quanh. Không biết đã qua bao lâu, lúc này hắn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lúc này hắn mới hiểu tại sao lại giấu Thiên Ma Kiếm Pháp, bởi vì nó tách chiêu thức và tâm pháp ra. Chuyển cảnh, sau khi Thiên Tòng Tiền bị phế bỏ đan điền, được đưa về Độc Ma Tông, ra hắn, Bạch Vật thấy cháu mình bị người ta đánh thành ra như vậy liền muốn báo thù, nhưng trong Ma Quật Động không được phép giết người, hắn liền bàn bạc với quật chủ Ma Quật Động, để hắn tự mình dạy dỗ Thiên Như Mệnh và đảm bảo trong thời gian ở Ma Quật Động sẽ không làm hại tính mạng hắn. Lý Nghiêm Minh cũng muốn tranh thủ thời gian cho Thiên Như Mệnh liền đồng ý yêu cầu của hắn. Bạch Vật vừa thấy Thiên Như Mệnh liền dùng nội lực mạnh mẽ nhấc hắn lên không trung, sau đó dùng tay bóp cổ Thiên Như Mệnh, nhưng trên mặt Thiên Như Mệnh không hề có chút sợ hãi, ngược lại ánh mắt đầy khiêu khích. Bạch Vật thấy hắn kiêu ngạo như vậy liền tức giận, hắn đẩy một chưởng, Thiên Như Mệnh bị đánh văng vào vách đá phía sau. Sau đó, Bạch Vật lại vung tay lên, Thiên Như Mệnh lại trở về tay hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Thiên Như Mệnh liền không nhịn được, Bạch Vật thầm khen, thiên phú dị bẩm, sau này tiền đồ vô lượng. Trước khi rời đi, hắn cho Thiên Như Mệnh uống một viên thuốc màu đen, sau đó đẩy hắn ra, Thiên Như Mệnh ngã văng vào vách đá phía sau. Đợi Bạch Vật đi rồi, hắn liền để nano hệ thống phân tích viên thuốc vừa uống, không ngờ viên thuốc này có tác dụng tương tự với Ma Long Đan, chỉ là uống nó sẽ làm tiêu tán nội lực trong cơ thể. Lão già Bạch Vật này đúng là thâm độc, như vậy Thiên Như Mệnh sẽ bị loại khỏi khảo hạch giai đoạn thứ 3. Bị Ma Quật Động loại, rời khỏi Ma Quật Động, sau đó có thể để hắn sống không bằng chết, nhưng hắn không biết Thiên Như Mệnh có nano hệ thống. Hắn để nano hệ thống tách thành phần có độc ra, trên người Thiên Như Mệnh liền chảy ra một số chất lỏng màu đen bốc mùi hôi thối. Tiếp đó, hắn vận công Vô Thiên Tâm Pháp, bắt đầu hấp thu dược lực của viên thuốc. Sau khi vận công xong, hắn cảm thấy nội lực của mình tăng thêm nửa giáp tử. Không ngờ Độc Ma Tông không phải đến hại Thiên Như Mệnh, mà là đến tặng quà. Hôm nay đã là ngày thứ 4 Thiên Như Mệnh bị giam trong cấm địa, thành viên trong tổ đang luyện tập trong rừng. Lúc này, tổ bọn họ chỉ còn lại 6 người. Sau khi Thiên Như Mệnh bị thu hồi danh bài, bị giam vào cấm địa, đã có 2 người rời khỏi tổ, mà cuối cùng, Bạch Kỳ vẫn chọn gia nhập tổ Thiên Như Mệnh. Hơn nữa, sau khi gia nhập, hắn lại giành được 6 danh bài từ tay giáo tập. Hiện tại, Đao Ma Tông Thiên Lưu Sán có 4 cái, Kiếm Ma Tông Thiên Cảnh Vân có 2 cái, Âm Ma Tông Tư Mã Trác có 2 cái, ngoài ra còn có 7 người mỗi người có 1 danh bài. Cuối cùng, Trong tay giáo tập chỉ còn lại danh bài của tổng giáo tập Hồ Chấn Sương chưa bị cướp. Đến giờ cơm tối, Bạch Kỳ định đến phòng luyện công luyện tập, hắn có danh bài màu vàng, mọi người lo lắng hắn bị bắt nạt. Vì vậy, Hứa Phong và Ngô Trung liền đi cùng Bạch Kỳ đến phòng luyện công, còn Cao Vọng Nhất ba người thì đi ăn cơm. Ba người Bạch Kỳ vừa đến cửa phòng luyện công, đã bị tổ trưởng tổ 6 và một đám người chặn lại. Bọn họ muốn cướp danh bài của Bạch Kỳ. Tuy võ công của Bạch Kỳ đã đạt đến đỉnh cao, nhưng không đỡ nổi sự vây công của 30 cao thủ nhất lưu, chỉ có thể đưa danh bài cho Hứa Phong, để hai người bọn họ mang danh bài chạy trước. Hai người nhận danh bài liền chạy thục mạng, nhưng thân pháp của Hứa Phong kém hơn, thấy người phía sau đuổi theo càng lúc càng gần, vì vậy Ngô Trung liền đánh lạc hướng bọn họ, hai người chia nhau chạy trốn. Hứa Phong liền đến nhà ăn tìm Cao Vọng Nhất. Cao Vọng Nhất vừa nghe thấy chuyện này liền lập tức chạy đến phòng luyện công. Đợi bọn họ đến nơi, liền thấy Bạch Kỳ bị một đám người vây quanh. Cao Vọng Nhất chạy đến bên cạnh Bạch Kỳ, người đứng trước mặt chính là Đao Ma Tông Thiên Lưu Sán. Hắn tưởng là Thiên Lưu Sán cướp danh bài, vì vậy muốn ra tay, lại bị Bạch Kỳ ngăn lại. Thì ra Thiên Lưu Sán tình cờ đi ngang qua, thấy có người ra tay với Bạch Kỳ, hắn vẫn luôn muốn thu Bạch Kỳ làm đồ đệ, vì vậy liền ra tay giúp đỡ. Một đám người căn bản không phải đối thủ của Thiên Lưu Sán, đã giành được danh bài màu vàng, hắn liền dẫn theo thủ hạ rời đi. Trước khi đi, Thiên Lưu Sán còn để Bạch Kỳ suy nghĩ thêm, hắn không vội, đợi bọn họ đi rồi, mọi người liền đi xem Ngô Trung đang nằm trên mặt đất. Trước đó hắn mang theo danh bài màu vàng bỏ chạy, cuối cùng vẫn bị người ta đuổi kịp. Ngô Trung vì bảo vệ danh bài, kiên trì đến cuối cùng. Những người đó vì muốn cướp danh bài đã bẻ gãy hết ngón tay hắn, chân cũng bị đánh gãy. Bạch Kỳ trong lúc hỗn chiến cũng bị người ta đâm một nhát vào lưng. Hứa Phong cõng Ngô Trung đến y vụ thất, danh bài bị cướp, hiện tại bọn họ chỉ có thể đợi Thiên Như Mệnh ngày mai ra ngoài rồi tính tiếp. 4 ngày sau, hai giáo tập đến cấm địa thả Thiên Như Mệnh ra, vừa mở cửa, bọn họ đã bị dọa sợ, ánh mắt sắc bén, thân hình cường tráng, không hề giống người bị giam trong bóng tối 4 ngày. Việc đầu tiên Thiên Như Mệnh làm sau khi ra ngoài là hỏi còn bao nhiêu danh bài màu vàng. Sau khi biết chỉ còn lại một cái trong tay tổng giáo tập, hắn chọn trực tiếp đi tìm tổng giáo tập Hồ Chấn Sương quyết đấu. Trên quảng trường Ma Quật Động, Thiên Như Mệnh và Hồ Chấn Sương đối mặt nhau, ánh mắt hai người đều sắc bén, đại chiến sắp bùng nổ. Thiên Như Mệnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Hồ Chấn Sương, tốc độ nhanh khiến Hồ Chấn Sương thầm kinh ngạc, nhưng hắn vẫn tràn đầy tự tin, bởi vì hắn hoàn toàn không biết đao pháp mà Thiên Như Mệnh sử dụng. Khi hai bên va chạm vào nhau, hắn mới thấy đao pháp Thiên Như Mệnh sử dụng không phải đao pháp bình thường. Hắn nhìn kỹ, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ, đây là Thất Ma kiếm sao, đổi mấy chiêu thức thì làm sao. Thấy Thiên Như Mệnh sử dụng Thất Ma kiếm thuần thục như vậy, Hồ Chấn Sương quyết định nghiêm túc đối đãi trận chiến này. Hắn đồng thời sử dụng 4 chiêu của Thất Ma kiếm, mọi người chỉ thấy vô số tàn ảnh, chiêu thức trong tay hắn liên tục biến hóa. Mà lúc này, Thiên Như Mệnh vẻ mặt nghiêm trọng, hắn sử dụng Thiên Ma kiếm pháp tấn công, chỉ thấy khí thế xung quanh hắn bùng nổ, thân hình nhanh như chớp, hai bên bất phân thắng bại, đánh ngang tay. Trong quá trình giao đấu, Hồ Chấn Sương phát hiện kiếm pháp hắn sử dụng quá mạnh, hắn không dám dùng hộ thể chân khí, e là không đỡ được. Mà đúng lúc này, Hồ Chấn Sương bị một đường kiếm khí của Thiên Như Mệnh đánh trúng, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Hồ Chấn Sương dùng 10 phần công lực mới cản được kiếm khí sắp đâm vào người. Tiếp đó, chỉ nghe thấy một tiếng vù, hắn đánh kiếm khí đâm vào người ra ngoài, chỉ thấy khí thế xung quanh hắn tăng lên nhanh chóng, hắn muốn dùng toàn lực đánh với Thiên Như Mệnh một trận, nhưng đúng lúc này, vẻ mặt hắn cứng đờ. Sau đó, khí thế xung quanh hắn nhanh chóng biến mất, hắn yếu ớt nói, "Danh bài màu vàng giao cho ngươi." Hồ Chấn Sương nhận thua. Đúng lúc này, Bạch Kỳ đột nhiên gọi Thiên Như Mệnh. Thiên Như Mệnh thấy Bạch Kỳ cũng ngẩn người, "Sao ngươi lại ở đây?" Mà hành động tiếp theo của hắn càng khiến Thiên Như Mệnh ngạc nhiên hơn. Bạch Kỳ quỳ xuống đất, dập đầu nói, "Nhờ có công tử Thiên Như Mệnh mà ta mới giữ được mạng khỏi độc của Độc Ma Tông, ngay vì vậy mà bị giam vào cấm địa chịu khổ, ta sao có thể không biết ơn." Mà ngay sau đó, mặt Bạch Kỳ đỏ bừng, "Bạch Kỳ, ta nguyện làm thuộc hạ, sẽ càng cố gắng phụng sự ngài." Khiến Thiên Như Mệnh cũng toát mồ hôi hột. Mà bên kia, Lý Nghiêm Minh và Hồ Chấn Sương đang nói chuyện trên mái nhà, vừa rồi chính là hắn truyền âm cho Hồ Chấn Sương để hắn dừng tay. Bọn họ đều nhận ra kiếm pháp Thiên Như Mệnh sử dụng giống với Thiên Ma kiếm pháp do giáo chủ sử dụng. Thiên Ma kiếm pháp là kiếm pháp ma đạo đệ nhất do Thiên Ma tổ sư sáng tạo, chỉ truyền cho giáo chủ. Lý Nghiêm Minh thường xuyên đi theo giáo chủ, hắn từng thấy Thiên Ma kiếm pháp, mà kiếm pháp Thiên Như Mệnh sử dụng rất giống, nhưng lại cảm thấy tinh diệu hơn. Bọn họ đều nghĩ tới tảng đá do Thiên Ma tổ sư để lại, cuối cùng hai người vẫn không nghĩ ra, chỉ có thể tạm thời giữ bí mật chuyện này. Thiên Như Mệnh thu nhận Bạch Kỳ, mọi người đang định rời đi. Lúc này, một cô nương xinh đẹp đột nhiên gọi Thiên Như Mệnh, đi đến trước mặt Thiên Như Mệnh, quỳ xuống nói, "Nghe nói ngài vì thuộc hạ hy sinh, ta vô cùng cảm động, nếu ngài không chê, Hồ Song Hoa của Phá Hồn Tông nguyện đi theo ngài." Tiếp đó lại thu nhận trưởng tử của Trần gia, Trần Quả. Hắn thấy thành viên lúc trước thiếu mấy người, liền hỏi những người khác đang ở đâu. Nơi này người nhiều phức tạp, Cao Vọng Nhất liền dẫn bọn họ đến một khu rừng nhỏ, kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay cho Thiên Như Mệnh nghe. Có hai người rời đi, Ngô Trung vì bảo vệ danh bài mà bị Hòa Nhất Minh đánh trọng thương. Lần này, Thiên Như Mệnh nghe xong không hề xông lên tìm bọn họ báo thù, mà càng thêm bình tĩnh. Hắn nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Đã ghi thù này thì phải trả lại gấp bội cho hắn." Ba người hẹn nhau đi cướp danh bài của Thiên Như Mệnh, không ngờ vừa bắt đầu đã có một người bị đánh bại. Lúc trước danh bài của Bạch Kỳ bị cướp, Thiên Lưu Sán mới là kẻ chủ mưu, chính hắn sai Vu Bình Tuyết và Hòa Nhất Minh đi cướp danh bài của Bạch Kỳ, sau đó nhân cơ hội thu phục Bạch Kỳ. Do Vu Bình Tuyết bị nội thương, được đưa đến y vụ thất, vì vậy Hòa Nhất Minh liền dẫn hắn đến tìm Thiên Lưu Sán đòi danh bài. Không ngờ, hắn không những không thu phục được Bạch Kỳ, còn lấy cớ bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ nên không thể cho bọn họ danh bài. Bây giờ lại để bọn họ đi cướp danh bài của Thiên Như Mệnh và để Liên Ba đi cùng bọn họ, hơn nữa còn hứa với bọn họ, chỉ cần cướp được danh bài sẽ thu bọn họ làm thủ hạ. Nghe vậy, vẻ mặt của Hòa Nhất Minh hơi thay đổi, bọn họ lại tìm Hòa Nhất Minh, vì hắn có thù với Thiên Như Mệnh. Nhanh chóng, bọn họ đạt thành hợp tác. Trong rừng nhỏ, bọn họ tìm được Thiên Như Mệnh. Mà lúc này Thiên Như Mệnh đang nghĩ cách tìm Hòa Nhất Minh báo thù, không ngờ hắn lại tự đưa tới cửa. Thiên Như Mệnh mỉm cười nhìn Hòa Nhất Minh, cảm giác này khiến Hòa Nhất Minh rất khó chịu. Ngươi còn cười được, ngươi không biết tình hình hiện tại sao, đúng là đồ ngu ngốc. Mà Thiên Như Mệnh lại bình tĩnh nói, câu này nên là ta nói mới đúng. Đúng lúc này, Cát Nhiên đứng phía sau đột nhiên hô lớn với Hòa Nhất Minh bọn họ, bỏ kiếm xuống. Hòa Nhất Minh hai người thấy Cát Nhiên chĩa kiếm về phía mình, đều lộ ra vẻ mặt hoang mang, thì ra hai người bọn họ đã bị bao vây. Thiên Như Mệnh liền tìm được những kẻ đã cướp danh bài của bọn họ hôm qua. Vu Bình Tuyết đắc ý nói, chúng ta người đông thế mạnh. Thiên Như Mệnh nghe vậy liền cười, hắn nhẹ nhàng đánh Vu Bình Tuyết một quyền. Trước khi ra tay, Thiên Như Mệnh vẫn luôn dặn dò phải khống chế lực đạo, nhưng hình như vẫn không khống chế được, chỉ một chiêu, đám người Vu Bình Tuyết đã hôn mê bất tỉnh. Hứa Phong túm lấy cổ áo Hòa Nhất Minh, bọn ngươi bẻ gãy ngón tay Ngô Trung, cướp danh bài ở đâu? Hòa Nhất Minh trả lời, trong tay Liên Ba. Hứa Phong nổi giận, liên tiếp đấm vào mặt nam tử đó, cuối cùng vẫn bị Bạch Kỳ ngăn lại. Bọn họ từ miệng Hòa Nhất Minh biết được việc bọn họ cùng Hòa Nhất Minh cướp danh bài trước đó đều là do Thiên Lưu Sán sai khiến, mà mục đích của Thiên Lưu Sán là muốn có được Bạch Kỳ. Bạch Kỳ nghe xong càng thêm tức giận, một quyền đánh hắn ngã lăn ra đất. Hứa Phong nghe xong càng thêm phẫn nộ, đè người nọ xuống đất đánh. Liên Ba cuối cùng cũng tỉnh lại. Đúng lúc này, Cao Vọng Nhất lên tiếng, hắn hỏi đám người đó, các ngươi tin lời hứa của Thiên Lưu Sán sao? Các ngươi nghĩ hắn thật sự sẽ cho các ngươi danh bài màu vàng sao? Lúc này, Hòa Nhất Minh cũng bắt đầu nghi ngờ, kỳ thực hắn vẫn luôn không tin Thiên Lưu Sán, chỉ là Vu Bình Tuyết cứ khăng khăng. Lúc này, những người tỉnh lại cũng bắt đầu bàn tán, bọn họ có 19 người, một danh bài căn bản không đủ. Nếu chỉ cho một danh bài, bọn họ nhất định sẽ đánh nhau. Điều này Thiên Lưu Sán chắc chắn đã biết trước. Cao Vọng Nhất tiếp tục nói, Thiên Lưu Sán lừa gạt các ngươi như vậy, chẳng lẽ các ngươi không muốn trả thù sao? Do sự phán đoán của Cát Nhiên, ưu thế về số lượng của bọn họ không còn nữa. Liên Ba biết cứ tiếp tục như vậy chỉ có đường chết, hắn cố gắng thuyết phục Hòa Nhất Minh tiếp tục hợp tác với hắn. Công tử Thiên Lưu Sán đã hứa sẽ thu các ngươi làm thủ hạ, tại sao các ngươi không tin? Mà Hòa Nhất Minh trực tiếp hỏi, hắn sẽ cho chúng ta hai danh bài màu vàng sao? Chúng ta có 19 người, ít nhất phải cần hai danh bài. Liên Ba nghe vậy liền hiểu lý do bọn họ bị phản bội, ta có thể đề nghị với công tử Thiên Lưu Sán cho các ngươi hai cái. Nói xong, hắn thầm nghĩ, ta chỉ là đề nghị, công tử Thiên Lưu Sán có thể từ chối, như vậy ta cũng không tính là nói dối. Đang lúc hắn đắc ý, Thiên Như Mệnh xuất hiện phía sau hắn, bổ một đao. Liên Ba hoảng sợ né tránh, mà đúng lúc này, Hòa Nhất Minh cũng xông lên tấn công Thiên Như Mệnh, nhưng kiếm chưa tới đã bị Thiên Như Mệnh nắm chặt, sau đó dùng sức, trường kiếm liền gãy làm đôi. Đang lúc hắn vận 7 phần nội lực vào mũi tên, bị Thiên Như Mệnh bẻ gãy, gáy hắn bị người ta đá một cước, thì ra là Bạch Kỳ thấy hắn ra tay liền đá một cước. Lúc này, mọi người đánh nhau loạn xạ, Hòa Nhất Minh không phải đối thủ của Bạch Kỳ, bị Bạch Kỳ đánh cho tơi bời, mà Liên Ba trực tiếp ném vũ khí xuống, quỳ xuống đất xin Thiên Như Mệnh tha mạng. Mà lúc này hắn thầm nghĩ, dù ngươi có tức giận thế nào, đối thủ đã cầu xin tha thứ rồi, ngươi còn có thể ra tay sao? Điều khiến hắn không ngờ tới là Thiên Như Mệnh túm lấy đầu hắn, sau đó dùng sức ấn xuống đất. Lúc này, hắn hung dữ nói, ngươi đối xử với ta như vậy, công tử Thiên Lưu Sán sẽ không tha cho ngươi. Hắn hy vọng mượn uy danh của Thiên Lưu Sán để Thiên Như Mệnh nảy sinh sợ hãi, nhưng hắn lại sai rồi, Thiên Như Mệnh lại dùng sức ấn đầu hắn xuống đất. Cứ như vậy, Liên Ba hôn mê bất tỉnh, mà lúc này, những người khác cũng đã bị chế ngự. Hòa Nhất Minh do không nghe lời nên bị điểm huyệt, Thiên Như Mệnh đi tới, nắm lấy tay hắn, rắc một tiếng, ngón tay hắn bị Thiên Như Mệnh bẻ gãy. Do bị điểm huyệt, Hòa Nhất Minh không thể kêu lên, sắc mặt hắn tái mét. Thấy Hòa Nhất Minh đau đớn, Thiên Như Mệnh quyết định tặng thêm cho hắn một cái nữa, rắc một tiếng, lại một ngón tay bị bẻ gãy. Lúc này, ánh mắt Hòa Nhất Minh tràn đầy oán hận, Thiên Như Mệnh thấy hắn không biết điều liền cho hắn một cái tát, sau đó ra lệnh cho mọi người bẻ gãy một chân và một ngón tay của tất cả đồng bọn của Hòa Nhất Minh. Ngay khi Thiên Như Mệnh vừa quay người rời đi, Hòa Nhất Minh liền sử dụng nghịch thiên ma công, chỉ thấy gân xanh trên người hắn nổi lên, khí thế xung quanh hắn bùng nổ, hai mắt đỏ ngầu, sau đó hắn lao về phía Thiên Như Mệnh. Trong thời khắc nguy cấp, Bạch Kỳ tung một cước xoay người trúng Hòa Nhất Minh, mà Hòa Nhất Minh chỉ hơi dừng lại, ngược lại, chân của Bạch Kỳ bị lực phản chấn mạnh đánh gãy. Khiến mọi người kinh ngạc hơn là Hòa Nhất Minh đang bùng nổ khí thế lại bị Thiên Như Mệnh dễ dàng nắm lấy tay, hắn vung tay lên, Hòa Nhất Minh bị ném mạnh xuống đất. Tiếp theo, Thiên Như Mệnh nhảy lên, đạp một cước vào đầu hắn lõm sâu xuống đất. Mà lúc này, những người khác đều bị phế bỏ một chân và một ngón tay. Đã biết kẻ chủ mưu là Thiên Lưu Sán, bọn họ liền định đi báo thù, nhưng hiện tại người không đủ, cao thủ đỉnh cao chỉ có Bạch Kỳ. Mà Hòa Nhất Minh bên cạnh đột nhiên nói, không đủ người, chúng ta cũng đến giúp. Nhưng dù vậy, lực lượng chiến đấu đỉnh cao vẫn chưa đủ. Thiên Như Mệnh suy nghĩ một chút, nhưng nghĩ ra điều gì đó, chuẩn bị một chút, chúng ta đi tìm Thiên Lưu Sán ngay bây giờ. Mà lúc này, Thiên Lưu Sán đang luyện Thất Ma Kiếm cùng Tổ Nguyên, Hắn đang thảo luận vấn đề chiêu thức với Vu Bình Tuyết, từ xa đột nhiên có một đám người đi tới, mỗi người đều cõng một bao tải, người đi đầu mặt bị che kín, không nhìn rõ là ai, nghe giọng nói là giọng của Liên Ba. Mọi người dừng lại, ném bao tải trên vai xuống đất, vậy mà lại là Bạch Kỳ và Cao Vọng Nhất đang nằm bất tỉnh, một người khác cũng bị bịt mặt. Thiên Lưu Sán chỉ vào người bị bịt mặt hỏi, tên này là ai? Liên Ba trả lời, là Thiên Như Mệnh. Thiên Lưu Sán liền ngưng tụ nội lực trong tay, từ từ tiến lại gần Thiên Như Mệnh, xẹt một tiếng, cắt đứt tay Thiên Như Mệnh, địch một tiếng, Thiên Như Mệnh cũng ngã xuống, nhưng khi hắn nhìn rõ khuôn mặt, vẻ mặt lập tức cứng đờ, hắn nhận ra Liên Ba, chưa kịp để hắn nghĩ Liên Ba vừa rồi là ai, người nọ đã đấm một quyền vào mặt hắn, lực đạo mạnh mẽ khiến Thiên Lưu Sán bay xa. Mọi người xung quanh lớn tiếng chất vấn Liên Ba, ngươi đang làm gì vậy? Đúng lúc này, Cao Vọng Nhất và Bạch Kỳ đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên đứng dậy, Cao Vọng Nhất đấm một quyền vào Vu Bình Tuyết, cho đến bây giờ bọn họ vẫn chưa hoàn hồn, còn tưởng là Liên Ba phản bội bọn họ. Khi Liên Ba tháo mặt nạ xuống, bọn họ mới nhìn rõ là Thiên Như Mệnh. Giọng nói của Liên Ba là do hắn dùng nano hệ thống thay đổi. Lúc này, Trần Quả bên cạnh thấy Thiên Như Mệnh bị lừa, liền xông lên tấn công Thiên Như Mệnh. Thiên Như Mệnh nghiêng người né tránh đòn tấn công này, sau đó giật lấy danh bài màu vàng trên ngực hắn, cuối cùng lại đấm một quyền, khiến hắn phun máu tươi tại chỗ. Đúng lúc này, nano hệ thống nhắc nhở có một luồng khí mạnh đang tỏa ra từ phía sau cách 60 mét. Thiên Như Mệnh vội vàng quay người hô lớn với mọi người, tất cả nằm xuống. Ngay khi mọi người vừa nằm xuống, một bóng đao từ trên trời giáng xuống. Thiên Như Mệnh vội vàng sử dụng Thiên Ma Kiếm Pháp đỡ đòn, kiếm khí va chạm với đao khí, phát ra tiếng nổ lớn, khói bụi tan đi. Thiên Lưu Sán chậm rãi bước tới. Lúc này, Thiên Như Mệnh đã khác xưa. Lúc trước ở bên ngoài phòng luyện công, hắn chỉ là một tên nhóc không có tu vi nội công. Thiên Lưu Sán có chút hối hận vì lúc đó không cắt đứt cổ hắn. Lúc này, hắn vô cùng nghiêm túc, lần này nhất định phải phế bỏ một tay hắn. Đúng lúc này, Thiên Lưu Sán hành động, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức mọi người chỉ thấy tàn ảnh tại chỗ. Giây tiếp theo hắn đã xuất hiện trên đầu Thiên Như Mệnh, Huyền Ma đao pháp chiêu thứ hai, vung đao chém xuống. Thực lực Thiên Lưu Sán cao hơn hắn chỉ có thể dốc toàn lực chống đỡ, cuối cùng hắn chọn dùng kiếm. Thiên Lưu Sán vốn tưởng hắn sẽ dùng đao pháp, không ngờ hắn lại dùng kiếm pháp. Thấy hắn dùng kiếm pháp đỡ đòn, Thiên Lưu Sán cũng không lo lắng, đao pháp của hắn chưa thức biến hóa đa dạng, kiếm pháp bình thường không thể đỡ nổi. Trong lúc hắn đắc ý, trường kiếm của Thiên Như Mệnh đột nhiên xuất hiện, đỡ được đòn này, điều này thực sự khiến hắn nghi ngờ. Thiên Lưu Sán khinh thường nói, ngươi vẫn nên dùng Điệp Vũ đao pháp đi, đừng dùng kiếm pháp vụng về đó nữa. Ngươi nghĩ ta không biết kiếm pháp đó sao? Nghe vậy, Thiên Như Mệnh thầm kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cũng biết phá kiếm quyết khắc trên tảng đá? Nhưng lời tiếp theo lại khiến Thiên Như Mệnh thở phào nhẹ nhõm, ngươi học theo giáo tập, thay đổi chiêu thức của Thất Ma kiếm, như vậy với ta mà nói vô dụng. Thiên Lưu Sán duỗi 5 ngón tay ra, chỉ cần 5 chiêu, ta sẽ chém đứt tay người. Thiên Như Mệnh nghe vậy liền cười, vậy chúng ta đánh cược nhé, lấy danh bài màu vàng trong tay ta làm tiền cược. Thiên Lưu Sán cười lớn, được thôi, ta có 4 danh bài, thế nào cũng có lợi. Chỉ cần ta thắng, thuộc hạ Bạch Kỳ của ngươi cũng cho ta luôn. Thiên Như Mệnh nhìn Bạch Kỳ ở phía xa, Bạch Kỳ chọn tin tưởng Thiên Như Mệnh, hắn khẽ gật đầu. Lần này, Thiên Lưu Sán để Thiên Như Mệnh ra tay trước, chỉ thấy Thiên Như Mệnh sử dụng phá kiếm quyết xông về phía Thiên Lưu Sán, mà Thiên Lưu Sán vẫn tưởng đó là Thất Ma kiếm. Hắn sử dụng Huyền Ma đao pháp chiêu thứ 4, Huyền Ma đao. Theo trận đấu diễn ra, Thiên Lưu Sán càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, tại sao Thất Ma kiếm lại lợi hại như vậy? Rất nhiều chiêu thức rất kỳ lạ, hắn càng lúc càng khó đỡ, cứ tiếp tục như vậy không được, hắn vội vàng lùi lại, chuẩn bị kéo giãn khoảng cách, sử dụng Huyền Ma đao pháp chiêu thứ 5, nhưng chưa kịp thi triển, Thiên Như Mệnh đã xuất hiện trước mặt hắn, chưa kịp để hắn phản ứng, kiếm khí đã bao vây hắn, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, kiếm khí để lại vô số vết thương trên người hắn. Thiên Như Mệnh nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm vào vai hắn, sau đó hất lên, một cánh tay bay ra ngoài. Thiên Lưu Sán ôm lấy vai bị thương, run rẩy, thủ hạ xung quanh thấy vậy muốn xông lên giúp đỡ, Thiên Như Mệnh trực tiếp chĩa kiếm vào vai còn lại của Thiên Lưu Sán, cử động, ta liền chém đứt tay còn lại của hắn. Thiên Lưu Sán bị Thiên Như Mệnh chém đứt tay, ngã xuống đất. Lúc này, hắn vẫn chìm đắm trong kiếm pháp vừa rồi của Thiên Như Mệnh, Thất Ma kiếm sao có thể mạnh như vậy, cho đến bây giờ, hắn vẫn tưởng đó là Thất Ma kiếm. Thiên Như Mệnh lạnh lùng nói, nếu bây giờ ngươi vẫn tưởng đó là Thất Ma kiếm, thì chứng tỏ trình độ của ngươi về kiếm pháp còn kém xa lắm. Nghe vậy, Thiên Lưu Sán ngẩn người, từng có người nói với Thiên Như Mệnh câu tương tự, Thiên Lưu Sán lần này hoàn toàn phục, hắn để thủ hạ đưa danh bài màu vàng cho Thiên Như Mệnh. Nói xong câu này, hắn liền hôn mê bất tỉnh do mất máu quá nhiều. Vu Bình Tuyết miễn cưỡng đưa danh bài cho Thiên Như Mệnh, miệng còn nói, đợi ta khỏe lại, ta nhất định sẽ báo thù hôm nay. Thiên Như Mệnh nhận lấy danh bài, liền cho Vu Bình Tuyết một quyền. Vu Bình Tuyết ôm bụng, nằm trên mặt đất nôn khan, chúng ta đã giữ lời hứa rồi, ngươi còn muốn làm gì? Mà Thiên Như Mệnh lại cười, ta có nói giao danh bài màu vàng là xong đâu, ta vừa học được một chiêu từ Thiên Lưu Sán, không để lại hậu hoạn. Vu Bình Tuyết hung dữ nói, ngươi đúng là đồ độc ác, đối thủ đã thua rồi mà ngươi vẫn muốn làm đến mức này. Thiên Như Mệnh liền tát hắn một cái, ra lệnh cho mọi người đánh gãy chân và tay những người khác. Nghe vậy, những người đó tái mặt, sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu la đau đớn. Thiên Như Mệnh đưa cát nhiên 2 danh bài. Sau khi nhận danh bài, hắn rất cảm động, hắn không ngờ Thiên Như Mệnh lại cho hắn 2 danh bài, ở ma giáo ăn thịt người này, vẫn có thể hào phóng như vậy. Hắn quỳ xuống, Cả đám người liền đồng loạt quỳ xuống đất, chúng ta nguyện thề chết để đi theo công tử Thiên Như Mệnh. Mà bên kia, trong phòng làm việc của Ma Quật Động, Hòa Nhất Minh dùng nghịch thiên ma công vẫn chưa tỉnh lại. Lý Nghiêm Minh dùng nội lực áp chế nghịch thiên ma công của hắn, sau đó Hòa Nhất Minh đột nhiên mở mắt. Lý Nghiêm Minh liền hỏi, nghịch thiên ma công của ngươi học ở đâu? Hòa Nhất Minh vẫn giả vờ không biết ngài đang nói gì. Thấy hắn không thành thật, Lý Nghiêm Minh vung tay lên, Hòa Nhất Minh liền bị nội lực bao bọc, lơ lửng trên không trung. Chỉ thấy hắn cử động ngón tay, tay Hòa Nhất Minh liền bị vặn thành hình xoắn ốc. Lý Nghiêm Minh chậm rãi nói, ngươi còn trẻ mà đã luyện thành nghịch thiên ma công, điều này chứng tỏ tông phái của ngươi cũng đáng nghi. Chẳng lẽ Cực Vũ Kiếm Tông bị diệt môn cũng không sao? Sau đó chỉ nghe thấy tiếng rắc, chân Hòa Nhất Minh cũng bị vặn thành hình xoắn ốc, nhưng hắn vẫn không chịu nói. Lý Nghiêm Minh bóp cổ hắn, Cực Vũ Kiếm Tông kỳ thực là một trong hai chi nhánh ẩn giấu của Kiếm Ma Tông. Nghe vậy, Hòa Nhất Minh thầm kinh ngạc, sau đó hắn cắn răng, sau đó máu tươi liền chảy ra từ miệng hắn. Lý Nghiêm Minh vội vàng buông tay ra, nhưng đã muộn. Hòa Nhất Minh vì không để bí mật bị bại lộ, vậy mà lại cắn lưỡi tự tử. Mà lúc này, bên kia, Thiên Như Mệnh do đánh bại Thiên Lưu Sán nên số người đến gia nhập tổ hắn ngày càng nhiều. Khi Thiên Như Mệnh nói hắn muốn tạo ra một Thiên Ma Thần Giáo mới, tất cả mọi người đều chọn rời đi. Những người rời đi phần lớn là thủ hạ của 6 đại tông phái, nhưng cũng có một số người của các tông môn nhỏ ở lại. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, công tử Thiên Như Mệnh, có thể gặp mặt không? Nhìn người đến, những người bên cạnh vội vàng nói, giáo chủ, nhất định phải thu nhận hắn. Người này vậy mà là đệ nhất mỹ nam của Thiên Ma Thần Giáo. Chỉ thấy hắn chậm rãi tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt thật. Trước đó, hắn đến gia nhập tổ Thiên Như Mệnh, những người bên cạnh liền khuyên hắn nhất định phải thu nhận, bởi vì hắn là cháu trai của cửu trưởng lão trong 12 trưởng lão của Ma giáo. Mà Văn Khôi chọn gia nhập tổ Thiên Như Mệnh là bất đắc dĩ, bởi vì hắn từ chối lời mời của Thiên Hữu Kỳ mấy lần, sau đó liền bị đánh gãy tay và chân. Sau đó hắn lại đi gia nhập tổ khác, bọn họ đều vì tay và chân hắn bị gãy mà từ chối, nhưng cũng có người không chê hắn, thu nhận hắn, nhưng cuối cùng đều bị trả về. Thì ra, tất cả đều là do Thiên Lưu Sán giở trò sau lưng. Ban đầu, hắn chỉ muốn trở thành thuộc hạ của Thiên Như Mệnh, nhưng Thiên Như Mệnh muốn là thuộc hạ trung thành. Trước khi đến Ma Quật Động, Gia Gia vẫn luôn dặn dò hắn phải giữ thái độ trung lập. Hắn hy vọng Thiên Như Mệnh cho hắn 3 ngày để xem xét, nhưng Thiên Như Mệnh từ chối yêu cầu của hắn. Khi nghe thấy chuyện này, Thiên Như Mệnh liền để nano hệ thống quét hình hắn, xem hắn có nói dối hay không, nhưng hệ thống lại báo là không thể quét hình. Kiểm tra kỹ, phát hiện ra mặt hắn là da người giả. Sau đó nano hệ thống quét toàn thân hắn, kết luận là nữ. Thiên Như Mệnh chỉ vào Văn Khôi, ngươi là nữ. Văn Khôi vội vàng ngắt lời Thiên Như Mệnh, biểu thị nguyện ý đi theo Thiên Như Mệnh. Sau đó, hắn đưa hắn đến một nơi vắng vẻ. Văn Khôi là người mà 6 đại tông phái của Ma Long Trưởng Tông vẫn luôn muốn thu phục. Phụ thân hắn chết trong lúc làm nhiệm vụ, mẫu thân vì khó sinh, sau khi sinh hắn và đệ đệ liền qua đời, mà đệ đệ song sinh của hắn bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng người ngoài không biết. Trước đó, bọn họ vẫn luôn phái mật thám đến, muốn liên minh với Văn Khôi. Nếu liên minh thành công, đệ đệ tàn tật của hắn sẽ được đưa vào Ma Quật Động. 6 đại tông môn sẽ dùng mọi cách để hắn chết. Cuối cùng, Ma Long Trưởng Tông không còn người kế vị sẽ bị bọn họ thâu tóm. Vì vậy, hắn chỉ có thể cải trang nam, đưa đệ đệ vào Ma Quật Động. Chỉ cần đạt được thành tích tốt, 6 đại tông môn sẽ không dám dễ dàng ra tay. Đúng lúc này, Văn Khôi đột nhiên lấy ra một tấm mặt nạ, đưa mặt nạ cho Thiên Như Mệnh đeo lên. Hắn từ từ tháo mặt nạ trên mặt xuống, nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, trái tim Thiên Như Mệnh đập thình thịch, do tay chân bị gãy, không tiện, vì vậy hắn liền để Thiên Như Mệnh giúp hắn đeo mặt nạ. Sau khi đeo mặt nạ xong, Văn Khôi liền hỏi, công tử ở phòng số mấy? Thiên Như Mệnh nói, tứ quán, phòng số 7. Văn Khôi cười nói, vậy từ hôm nay trở đi ta chính là thuộc hạ của công tử, ta phải chuyển đồ đạc đến đó ở. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh như nghĩ tới điều gì đó, phòng số 7, mà bên kia, thương thế của Thiên Ngũ Cảnh cũng đã khỏi hẳn, hắn cướp được một danh bài màu vàng từ Hàn Bình Nguyên của Ma Tông, mà lúc này, hắn vẫn coi Thiên Như Mệnh là đối thủ lớn nhất. Theo số người gia nhập ngày càng đông, Thiên Như Mệnh chia thủ hạ thành 6 nhóm, tổ trưởng tổ 1 là Cao Vọng Nhất, tổ trưởng tổ 2 là Bạch Kỳ, tổ trưởng tổ 3 là Hồ Song Hoa, tổ trưởng tổ 4 là Trịnh, tổ trưởng tổ 5 là Cát Nhiên. Hắn vẫn phụ trách thành viên cũ của tổ. Lần này, Thiên Như Mệnh có đội ngũ lớn nhất Ma Quật Động. Ở thời cổ đại, có công nghệ hiện đại, Thiên Như Mệnh có thể đồng thời chỉ đạo hàng chục người luyện tập thất ma kiếm, hơn nữa còn có thể chính xác chỉ ra sai sót của tất cả mọi người. Hắn có nano hệ thống, hắn dùng nano hệ thống quay phim mọi người, sau đó thiết lập mô hình so sánh là thất ma kiếm. Như vậy, nano hệ thống thông qua quét hình so sánh sẽ nói cho Thiên Như Mệnh biết chỗ nào bọn họ làm chưa đúng, mà Thiên Như Mệnh lại chỉ ra lỗi sai của từng người và hướng dẫn thêm. Một loạt thao tác này khiến Văn Khôi đứng bên cạnh xem không thể tin được, vốn còn định giúp hắn xem ai làm không tốt để nhắc nhở, bây giờ xem ra hoàn toàn là thừa. Dưới sự chỉ bảo tận tình của Thiên Như Mệnh, sự lĩnh ngộ của mọi người về thất ma kiếm ngày càng sâu sắc. Ban đầu dự định là 7 ngày mọi người đều có thể sử dụng thất ma kiếm một cách hoàn hảo, nhưng càng về sau, chiêu thức của thất ma kiếm càng biến hóa đa dạng, một số người có căn cơ kém phải mất thêm thời gian. Trước đó, một số tổ thiếu người, mấy ngày nay cũng đã tìm đủ người, những người có thực lực tổ trưởng cũng lần lượt gia nhập. Thư môn Thái Trạch Thiên, cũng như bạn thân của Hồ Song Hoa, Luyện Mộ Dung, cuối cùng cũng gia nhập. Khoảng thời gian này, Cao Vọng Nhất và Hồ Song Hoa cũng đã đạt tới trình độ cao thủ đỉnh cao. Theo số lượng cao thủ đỉnh cao dưới trướng ngày càng nhiều, Thiên Như Mệnh quyết định chọn ra 6 người có thực lực mạnh nhất, sau đó phong cho bọn họ làm lục đại hộ vệ. 6 người này là để đối phó với 6 đại tông môn sau này. Thông qua so tài giữa 6 người bọn họ, cuối cùng Bạch Kỳ đứng thứ nhất, thứ hai là Cao Vọng Nhất, thứ ba là Hồ Song Hoa, thứ tư là Thái Trạch Thiên, thứ năm là Vu Tiểu Chân, thứ sáu là Văn Khôi. Sáng sớm ngày khảo hạch giai đoạn thứ 3, đại hộ pháp đột nhiên đến Ma Quật Động. Hôm trước, trong cuộc họp cao tầng, các trưởng lão đề nghị thay đổi quy tắc khảo hạch giai đoạn thứ 3, cuối cùng giáo chủ cũng đồng ý. Lý Nghiêm Minh rất khó hiểu, thời gian này giáo chủ vẫn luôn chèn ép 6 đại tông môn, sau lần này lại đồng ý đề nghị của bọn họ. Lần này, đại hộ pháp lấy ra một lá thư từ trong tay áo, đây chính là thư cầu cứu của Hình Ma Tông ta, mấy lần cầu cứu đều bị từ chối. Đối với đề nghị lần này của ta, rất nhanh đã được phê duyệt. Sau khi xem xong, Lý Nghiêm Minh liền đốt lá thư đi. Khảo hạch giai đoạn thứ 3 của Ma Quật Động bắt đầu. Lúc này, các giáo tập áp giải một đám người bị trói tay chân, bịt mặt đi tới. Lý Nghiêm Minh liền nói, trước khi khảo hạch có một nội dung thay đổi muốn nói cho mọi người. Tiếp theo liền thấy các giáo tập đưa tới một lô trường kiếm, khảo hạch trước đó đều dùng một kiếm. Lúc này, mọi người lập tức căng thẳng. Nội dung khảo hạch trước đó là dùng thất ma kiếm trận đánh bại giáo tập võ công, sau đó cũng là dùng thất ma kiếm trận đánh bại, nhưng đối thủ là những người bị giam cầm trước mắt, bọn họ đều là cao thủ của Võ Lâm Minh và Hiệp phái mình. Tiêu chuẩn thông qua khảo hạch lần này là dùng thất ma kiếm trận giết chết bọn họ, mà những người này nếu giành chiến thắng sẽ được thả ra, vì vậy bọn họ sẽ liều mạng. Trận đầu tiên do tổ của Tư Mã Tác bắt đầu, mọi người bày thất ma kiếm trận, chuẩn bị ứng chiến, mà nam tử đó thấy đều là những tên nhóc cũng cười khẩy. Vừa bắt đầu, bọn họ đã sử dụng thất ma kiếm chiêu thứ 3 tấn công nam tử đó. Đối mặt với công kích từ nhiều phía, nam tử đó cũng không phải tay vừa, hắn di chuyển né tránh công kích, nhưng vẫn bị trường kiếm làm bị thương. Lúc này, bọn họ bắt đầu thay đổi đội hình. Trong quá trình thay đổi, có 2 người mắc lỗi sai, nam tử đó cũng phát hiện ra sơ hở, một kiếm đâm tới. Ngay khi trường kiếm chỉ còn cách bọn họ gang tấc, thân hình nam tử đó bỗng nhiên dừng di chuyển, cơ thể hắn bị trường kiếm đâm xuyên qua từ phía sau. Trận thứ 2 là tổ của Thiên Ngũ Cảnh, đối thủ của hắn là cao thủ của Hiệp phái. Trước khi bọn họ thay đổi đội hình, nam tử của Hiệp phái đã ra tay trước. Tuy bọn họ kịp thời tổ chức đội hình phòng ngự, nhưng vẫn có một người bị cứa vào cổ. Những người khác vì sợ chết nên lùi lại. Cao thủ Hiệp phái nắm bắt cơ hội, thành công phá vỡ đội hình, nhưng Thiên Ngũ Cảnh nhân lúc hắn không đề phòng, dùng phục ma không quyền đấm một quyền vào lưng hắn. Sau đó, những người còn lại sử dụng thất ma kiếm chiêu thứ nhất kết liễu hắn. Trải qua mấy trận chiến đấu, các tù nhân liều mạng phản kháng, cuối cùng cũng đến lượt tổ của Thiên Như Mệnh lên sàn. Tù nhân chiến đấu với bọn họ thân hình vạm vỡ, mặt mày hung dữ, vừa lên sàn đã nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Tổng giáo tập cởi trói cho tù nhân, liền dặn dò Thiên Như Mệnh phải cẩn thận. Sau khi bày thất ma kiếm trận, nam tử đó nhìn thấy Thiên Như Mệnh, lúc này hắn đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, sử dụng nghịch thiên ma công đã bị cấm. Hai bên vừa giao đấu, trường kiếm vừa chạm vào nhau, trường kiếm trong tay thành viên tổ Thiên Như Mệnh liền gãy từng khúc. Lý Nghiêm Minh thấy vậy cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, công lực của người này tuyệt đối không chỉ là cao thủ đỉnh cao, mà tổng giáo tập Hồ Chấn Sương bên cạnh cũng vội vàng rút kiếm. Nhưng ngay lúc đó, nam tử đó thuận tay nắm lấy một tổ viên, ném về phía Hồ Chấn Sương đang xông tới. Nhìn kỹ, người nọ toàn thân gân guốc nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Thiên Như Mệnh. Lúc này, Thiên Như Mệnh mới hiểu mục tiêu lần này của bọn họ chính là hắn. Nam tử đó gầm lên một tiếng, xông về phía Thiên Như Mệnh. Mà lúc này, trong mắt Thiên Như Mệnh không hề có chút sợ hãi. Thiên Ma Kiếm Pháp chiêu thứ nhất, sư tử hống. Một kiếm chém khiến hắn gục ngã. Đúng lúc này, tên dùng ma công đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên đứng dậy, hắn gào thét điên cuồng. Các thành viên khác đều bịt tai, quay đầu bỏ chạy. Nhìn kỹ, Thiên Như Mệnh vẫn bình tĩnh đứng đó, thì ra nano hệ thống đã tự động kích hoạt hệ thống phòng ngự, giúp hắn cản lại âm công. Thấy Thiên Như Mệnh không bị ảnh hưởng, nam tử đó nổi giận, lại xông về phía Thiên Như Mệnh, nhưng ngay trong gang tấc, một bóng người xuất hiện giữa hai người, chém đứt cánh tay nam tử đó. Nhìn kỹ người tới, thì ra là sư phụ hắn, Diệp Mãnh. Nam tử đó còn muốn tiếp tục tấn công, chỉ thấy đao quang lóe lên, liền chém đứt toàn bộ kinh mạch của nam tử đó. Lúc này, nam tử đó muốn tự sát, Diệp Mãnh vỗ một chưởng lên đỉnh đầu hắn, người nọ liền hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, Lý Nghiêm Minh bên kia cũng đã đánh bại 7 người. Bất ngờ là một đám người bịt mặt đột nhiên xuất hiện, cởi trói cho những tù nhân đó. Khảo hạch giai đoạn thứ 3 vẫn phải tiếp tục. Hắn lóe lên, liền rời khỏi khu vực thi đấu. Bên ngoài Ma Quật Động, một đám người đang đứng ngay ngắn. Diệp Mãnh hô to, đi thôi, đến đại bản doanh của Kiếm Ma Tông. Tổ Thiên Như Mệnh toàn bộ đều thông qua khảo hạch. Do xảy ra sự cố bất ngờ, khảo hạch phía sau lại đổi về đấu với giáo tập võ công. Những người thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 3 đều trở thành thượng cấp võ sĩ của ma giáo. Đến nay, vũ khí đã nộp lúc vào Ma Quật Động đều được trả lại. Lần này, Lý Nghiêm Minh tuyên bố nội dung khảo hạch giai đoạn thứ 4, trong vòng 4 năm, bất kể sử dụng võ công gì, đánh bại giáo tập võ công là coi như thông qua, nhưng mỗi người chỉ có một lần cơ hội khảo hạch. Muốn đánh bại giáo tập võ công, ít nhất phải có thực lực đỉnh cao. Mọi người vừa giải tán, Thiên Như Mệnh đã bị giáo tập Trường Văn Như của Trường Văn giáo gọi đi. Trường Văn Như đưa Thiên Như Mệnh đến một nơi vắng vẻ, thì ra hắn muốn báo thù. Lúc trước, Thiên Như Mệnh đánh hắn bị thương, hắn phải nằm ở y vụ thất 28 ngày, khiến hắn mất mặt trước mọi người. Mà lúc này, Thiên Như Mệnh không hề sợ hắn, bởi vì Trường Văn Như chỉ vừa đạt tới trình độ cao thủ đỉnh cao, Thiên Như Mệnh tự tin có thể đánh bại hắn trong vòng 10 chiêu. Trường Văn Như vung đao xông tới, Thiên Như Mệnh giơ đao đỡ đòn. Khi hai bên vừa chạm vào nhau, Trường Văn Như liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Đòn tấn công 10 phần công lực của hắn, Thiên Như Mệnh vậy mà không hề nhúc nhích đỡ được, ngược lại cổ tay hắn bị chấn động nhẹ. Trường Văn Như sử dụng tuyệt kỹ của hắn, Thượng Thanh Đao, Thiên Như Mệnh thì sử dụng Điệp Vũ Đao pháp, xoay người chém. Đòn tấn công mà Trường Văn Như dồn toàn lực vào đao cũng bị dễ dàng cản lại. Nhìn kỹ, trường đao của Thiên Như Mệnh cũng dồn nội lực vào. Lúc này hắn biết thực lực của Thiên Như Mệnh cũng ở trình độ cao thủ đỉnh cao. Lần này, Thiên Như Mệnh không cho hắn cơ hội tấn công lần nữa. Điệp Vũ Đao pháp chiều thứ 6, trường đao trong tay Trường Văn Như bị đánh gãy. Đang lúc Thiên Như Mệnh chém một đao về phía hắn, hắn đột nhiên hô lớn, "Ta nhận thua." Lúc này, trường đao chỉ còn cách trán hắn một tấc. Trường Văn Như tiếp tục nói, "Ngươi thắng rồi, ta sẽ nói với quật chủ là ngươi đã thông qua khảo hạch cửa ải thứ 4." Khi Thiên Như Mệnh cất trường đao, quay người rời đi, Trường Văn Như vốn đang giơ hai tay lên đột nhiên lao tới từ phía sau. Thiên Như Mệnh đã sớm đề phòng, quay người lại đấm một quyền trúng ngực hắn. Thì ra vừa rồi nano hệ thống đã nhắc nhở hắn, khi Trường Văn Như giơ hai tay lên sẽ tụ tập một lượng lớn nội lực. Thiên Như Mệnh từ từ tiến lại gần Trường Văn Như, giẫm một cước lên bụng Trường Văn Như. Hắn liên tục cầu xin tha thứ, nói sẽ báo cáo với quật chủ là Thiên Như Mệnh đã thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 4. Thiên Như Mệnh chắc chắn sẽ không tin lời hắn nói, hắn dùng sức liền giẫm gãy 4 chi của Trường Văn Như. Trong phòng làm việc của Ma Quật Động, Thiên Như Mệnh đưa Trường Văn Như bị thương đến trước mặt Lý Nghiêm Minh. Lý Nghiêm Minh thấy cách xử lý lần này của Thiên Như Mệnh rất hài lòng, lần này hắn biết điểm dừng, chỉ đánh gãy tứ chi của Trường Văn Như, nếu không nhất định sẽ khiến các giáo tập khác bất mãn. Cứ như vậy, Thiên Như Mệnh thành công thông qua khảo hạch cửa ải thứ 4, được phong làm phó quật chủ, lại được thưởng một viên Ma Long Đan và được an bài một chỗ ở riêng, còn có thể đến lò rèn của ma giáo rèn một vũ khí cho riêng mình. Tiếp theo, Lý Nghiêm Minh nói cho Thiên Như Mệnh biết nội dung khảo hạch cửa ải thứ 5, cửa ải thứ 5 phải thông qua phong ma động, phải đạt tới trình độ tuyệt đỉnh cao thủ như Hỏa Thuần Thanh mới có thể thông qua. Hơn nữa, mỗi kỳ khảo hạch cửa ải thứ 5 không có quá 10 người thông qua. Sau khi thông qua khảo hạch, Thiên Như Mệnh đến thư phòng, Bạch Kỳ bọn họ cũng đang ở thư phòng sao chép bí tịch. Hắn đến trước tảng đá, vết kiếm trên đó so với trước kia càng thêm phức tạp, hắn để nano hệ thống quét hình phân tích, sau đó liền bắt đầu dùng nano hệ thống điên cuồng quét võ công bí tịch. Ở tầng 3, hắn quét 179 quyển võ công bí tịch. Hắn đến tầng 4, nhưng khi hắn nhìn thấy tảng đá ở tầng 4, hắn phát hiện thiếu một góc, hơn nữa vết kiếm càng sâu, càng dày hơn. Thiên Như Mệnh cũng rất nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn để nano hệ thống quét trước, sau khi đến phòng luyện công sẽ phân tích lại. Võ công bí tịch ở tầng 4 đều là võ công đỉnh cao, Thiên Như Mệnh tổng cộng quét 245 quyển bí tịch. Sáng sớm ngày thứ 4, hắn đến lò rèn. Người này là hậu duệ của Âu gia, Âu Thiện Hùng. Thiên Như Mệnh biết dùng kiếm pháp và đao pháp, cuối cùng hắn chọn để Âu Thiện Hùng giúp hắn rèn một thanh trường đao. Âu Thiện Hùng để hắn sử dụng kiếm pháp của mình, để hắn dựa theo kiếm pháp của hắn rèn một thanh trường đao vừa ý, nhưng sau khi xem Thiên Như Mệnh sử dụng kiếm pháp, hắn lại trực tiếp nói, xem ra không rèn được, lại nói về Thiên Như Mệnh thông qua khảo hạch, được thưởng 2 viên Ma Long Đan, uống 1 viên Ma Long Đan là có thể tăng 20 năm nội lực, người khác đều uống từng viên một, mà Thiên Như Mệnh lại uống cả 2 viên cùng lúc. Vừa uống xong, nano hệ thống liền nhắc nhở trong cơ thể có một lượng lớn năng lượng đang dâng trào, hắn vội vàng vận Thiên Ma Kiếm Pháp để hấp thu dược lực, nhưng không ngờ huyệt đạo của hắn không chịu nổi năng lượng trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, nano hệ thống liền kích hoạt chữa trị khẩn cấp. Thiên Như Mệnh thầm nghĩ có phải mình không nên dùng tâm pháp Thiên Ma Kiếm Pháp, mà nên dùng Vô Thiên Tâm Pháp để hấp thu, nhưng chưa kịp để hắn sử dụng Vô Thiên Tâm Pháp, các huyệt đạo toàn thân hắn liền lần lượt bùng nổ, cơn đau kịch liệt khiến Thiên Như Mệnh suýt nữa ngất đi, may mà có nano hệ thống vẫn luôn nhanh chóng chữa trị, khôi phục huyệt đạo bị vỡ. Cứ như vậy, 2 canh giờ sau, Thiên Như Mệnh kiệt sức nằm trên mặt đất, xung quanh toàn là máu tươi. Lần này, hắn biết không thể uống 2 viên Ma Long Đan cùng lúc nữa. Hắn kiểm tra cơ thể, phát hiện nội lực của mình tăng thêm 1 giáp tử, không chỉ vậy, nội lực vận hành trong kinh mạch càng thêm thông suốt, thì ra là do huyệt đạo của hắn liên tục bị vỡ rồi được chữa trị nên trở nên rộng hơn, cứng cáp hơn. Ngay vừa nãy, Thiên Như Mệnh đến lò rèn tìm hậu duệ của Âu gia, lại bị báo là không thể rèn trường kiếm cho hắn, chỉ vì kiếm pháp hắn sử dụng quá mạnh, trường kiếm rèn bằng vật liệu bình thường căn bản không chịu nổi, ít nhất phải dùng hãn thiết để rèn, nhưng hãn thiết chỉ có quật chủ mới có, người khác không có. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Thiên Như Mệnh chỉ có thể chọn rèn một thanh trường đao. Thiên Như Mệnh sử dụng Điệp Vũ Đao pháp chưa thứ 5, Âu Thiện Hùng xem xong liền để hắn nửa tháng sau quay lại. Sau đó Thiên Như Mệnh liền đến phòng luyện công cá nhân uống Ma Long Đan. Sau khi hấp thu Ma Long Đan, Thiên Như Mệnh cười tươi, hắn lại thử ngưng tụ kiếm khí, lần này kiếm khí càng mạnh hơn, khoảng cách ngoại phóng cũng xa hơn. Có nội lực làm cơ sở, hắn để nano hệ thống truyền Thiên Ma Kiếm Pháp và Phá Kiếm Quyết khắc trên tảng đá ở tầng 3 vào đầu hắn, nhưng khi hắn định truyền chiêu thứ 3 của Thiên Ma Kiếm Pháp vào người thì nano hệ thống báo cơ thể hắn đã đạt tới cực hạn, không thể truyền vào được nữa. Nhưng Thiên Như Mệnh vẫn muốn thử chiêu thứ 3 của Thiên Ma Kiếm Pháp. Khi hắn vừa thi triển chiêu thứ nhất, cơ bắp toàn thân hắn do không chịu nổi năng lượng mạnh mẽ, nano hệ thống nhanh chóng giúp hắn chữa trị. Nhìn kỹ xung quanh, chỉ là kiếm khí tạo ra khi bắt đầu vận khí đã đủ để lại vết tích sâu trên mặt đất, có thể tưởng tượng Phá Kiếm Quyết chiêu thứ 3 mà hắn phá giải mạnh đến mức nào. Nhưng sau khi thân thể hắn khôi phục, hắn lại thử Phá Kiếm Quyết chiêu thứ 3. Sử dụng chiêu thức càng thêm biến hóa đa dạng, sự kết hợp cũng rất phức tạp, kiếm pháp bình thường luyện đến mức này chắc là đã đến cực hạn. Thiên Như Mệnh tiếp tục truyền chiêu thức Phá Kiếm Quyết ở tầng 4 vào đầu. Khi truyền xong, Thiên Như Mệnh liền cảm thấy có gì đó không ổn, hắn dùng hình ảnh ảo để 2 chiêu thức đối kháng, nhưng đối kháng đến cuối cùng, trường kiếm trong tay hai bên đều gãy đôi. Chẳng lẽ phá kiếm quyết chiêu thứ tư không thể phá giải thiên ma kiếm pháp? Sau đó hắn đem tất cả võ công bí tịch đỉnh cao đã học thuộc sao chép ra, phân phát cho thủ hạ của mình, mỗi người đều có được ít nhất một quyển võ công bí tịch đỉnh cao, hơn nữa còn không trùng lặp. Do tính đặc thù của nội công tâm pháp, hắn để nano hệ thống tham khảo thiên ma kiếm pháp và các nội công tâm pháp khác, tạo ra một bộ nội công tâm pháp độc đáo. Thiên Như Mệnh thử một chút, uy lực không hề thua kém vô thiên tâm pháp. Cứ như vậy, mọi người đều có được võ công bí tịch đỉnh cao và nội công tâm pháp. Thiên Như Mệnh dặn dò mọi người phải cố gắng tu luyện, bản thân hắn thì định bế quan tu luyện. Đến nơi bế quan, bên trong để đầy thức ăn, vì vậy Thiên Như Mệnh liền bắt đầu bế quan tu luyện theo kế hoạch. Buổi sáng luyện chiêu thức, buổi chiều đối kháng với hình ảnh ảo, buổi tối tu luyện tâm pháp. Ngày thứ bảy Thiên Như Mệnh bế quan, thiếu giáo chủ Huyền Ma Tông Thiên Ngũ Ngôn đánh bại giáo tập võ công, thông qua khảo hạch giai đoạn thứ tư. Ngày thứ 10, Văn Khôi đánh bại giáo tập võ công, trở thành người thứ 3 thông qua khảo hạch. Người thứ 4 là Thiên Cảnh Vân của Kiếm Ma Tông. Thiên Như Mệnh bế quan 2 tháng, Thiên Ngũ Ngôn và Thiên Cảnh Vân cũng bắt đầu bế quan tu luyện, mà Văn Khôi cũng muốn bế quan tu luyện. Dưới sự chỉ điểm võ công của hắn, mọi người đều rất nỗ lực. Sau đó, Bạch Kỳ cũng thông qua khảo hạch giai đoạn thứ tư. Thiên Như Mệnh bế quan 4 tháng, Thiên Ngũ Cảnh thông qua khảo hạch giai đoạn thứ tư liền lập tức bế quan tu luyện. Cao Vọng Nhất và Vu Tiểu Chân cũng đều thông qua. Tháng thứ 5, Hồ Song Hoa và Thái Trạch Thiên cũng thông qua khảo hạch. Sau đó, mọi người lần lượt thông qua khảo hạch, cũng có một số người khảo hạch thất bại bị loại. Thiên Như Mệnh bế quan 1 năm, thủ hạ của Thiên Như Mệnh lại so tài, chọn ra lục đại hộ vệ mới. Văn Khôi trở thành hộ vệ thứ nhất, Bạch Kỳ thành hộ vệ thứ hai. Khi Thiên Như Mệnh bế quan 2 năm, đa số mọi người đều thông qua khảo hạch giai đoạn thứ tư. 19 trong số 34 thuộc hạ của Thiên Như Mệnh bị loại. 2 năm 4 tháng sau, Thiên Ngũ Ngôn là người đầu tiên thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 5. Tiếp theo, Thiên Cảnh Vân, Văn Khôi, 6 người bọn họ đều thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 5, mà tên mặt sỗ Thiên Ngũ Cảnh lại không thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 5. Khi Thiên Như Mệnh bế quan 4 năm, bọn họ lại so tài, một lần nữa chọn ra lục đại hộ vệ mới. Cao Vọng Nhất trở thành hộ vệ thứ nhất, thứ hai là Văn Khôi, Bạch Kỳ là thứ ba. 2 tháng sau, quản sự bế quan tu luyện của Ma Quật Động, Thiên Cảnh Vân chặn Văn Khôi và Hứa Phong lại, hắn muốn thu Văn Khôi làm thủ hạ, mà Văn Khôi đã từ chối hắn rất nhiều lần. Thiên Cảnh Vân vẫn không từ bỏ, hắn đánh cược với Văn Khôi, nếu Văn Khôi thắng, hắn sẽ buông tha cho hắn, nhưng nếu Thiên Cảnh Vân thắng, Văn Khôi phải trở thành thủ hạ của hắn. Mà Hứa Phong bên cạnh liền lớn tiếng nói, các ngươi quá đáng rồi. Vừa dứt lời, 3 thủ hạ phía sau Thiên Cảnh Vân đột nhiên rút kiếm xông lên. Đang lúc Hứa Phong tưởng mình chết chắc rồi, 3 người xông về phía hắn đột nhiên dừng lại giữa không trung, như bị một cỗ năng lượng trói buộc. Lúc này, từ phòng bế quan tu luyện đi ra một người. 3 năm sau, Thiên Như Mệnh vừa ra khỏi bế quan, liền thấy thuộc hạ của mình đánh nhau. 3 người đang xông về phía Hứa Phong đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó bị ném mạnh xuống đất. Thiên Cảnh Vân thấy vậy liền không thể tin được, Thiên Như Mệnh vậy mà lại đạt tới trình độ cách không trưởng, hắn để thuộc hạ phía sau cùng tiến lên. Lúc này, Văn Khôi và Hứa Phong bên cạnh không hề khoanh tay đứng nhìn, đối mặt với đám người đang xông tới, Thiên Như Mệnh chỉ vung tay lên, bọn họ liền đau đớn ngã xuống, sau đó hắn lại đẩy một chưởng, những người đó liền bay xa 6,7 mét, ngã xuống đất. Thiên Như Mệnh chậm rãi bước ra, lúc này không còn ai dám đứng lên nữa, tất cả đều bị hành động vừa rồi của hắn làm cho khiếp sợ. Lúc này, đệ tử Đao Ma Tông bỗng nhiên nói, "Công tử Thiên Như Mệnh, dừng tay đi, chúng ta." Thiên Như Mệnh lạnh lùng nói, "Ta nói đủ rồi." Đệ tử đó tiếp tục nói, "Nếu ngươi ép chúng ta đến đường cùng, mọi người sẽ cùng chết." Dù là công tử Thiên Như Mệnh, chưa nói xong, Thiên Như Mệnh đã xuất hiện trước mặt bọn họ, một quyền đánh mạnh vào hắn. Mà lúc này, Văn Khôi và Thiên Cảnh Vân đánh ngang tay, điều khiến Thiên Cảnh Vân bất ngờ là thân thể yếu ớt của Văn Khôi vậy mà lại sử dụng Ma Long chưởng mạnh mẽ như vậy. Giao đấu lần nữa, nội lực ngưng tụ trong tay Văn Khôi đột nhiên biến mất, mà Thiên Cảnh Vân nắm lấy cơ hội, đang lúc Văn Khôi nhắm mắt chờ chết, lại không cảm thấy đau đớn, hắn lén mở mắt ra. Lúc này, trường kiếm chỉ còn cách hắn một tấc, nhưng lại bị Thiên Như Mệnh dùng một tay đỡ lấy, chỉ thấy Thiên Như Mệnh nghiêng người, giây tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Thiên Cảnh Vân, mà lúc này, cánh tay Thiên Cảnh Vân đã lìa khỏi thân thể. Thiên Như Mệnh giẫm một cước lên, mặt Thiên Cảnh Vân tràn đầy sợ hãi, hắn liên tục cầu xin tha thứ, nhưng lúc này đã muộn. 1 canh giờ sau, tại văn phòng Ma Quật Động, giáo tập báo cáo với Lý Nghiêm Minh, Thiên Như Mệnh đã ra khỏi cấm địa và tận mắt chứng kiến cảnh tượng hắn cách không trưởng. Lý Nghiêm Minh không thể tin nổi, trong thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà đã đạt tới trình độ tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng ngay lúc đó, Lý Nghiêm Minh cảm nhận được một cỗ khí thế mạnh mẽ không kém gì quật chủ. Tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên, thì ra là Thiên Như Mệnh đến tìm hắn tham gia khảo hạch giai đoạn cuối. Tổng giáo tập đưa Thiên Như Mệnh đến nơi khảo hạch, nội dung khảo hạch là vượt qua phong ma động trong bóng tối, thông qua các cơ quan. Thiên Như Mệnh vừa vào trong, liền để nano hệ thống bật chế độ nhìn đêm, nhưng chưa kịp đi mấy bước, tấm ván dưới chân đột nhiên sụp xuống. Thiên Như Mệnh cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng né tránh, nhưng vô số trường kiếm từ trên trời giáng xuống, không còn cách nào khác, Thiên Như Mệnh chỉ có thể sử dụng Thiên Ma kiếm pháp. Những trường kiếm đó theo kiếm khí, đang lúc hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước, dưới chân lại dẫm phải một tấm ván, tiếp theo một tảng đá lớn rơi xuống. Thiên Như Mệnh vội vàng sử dụng khinh công, trong gang tấc, hắn đã bay lên. Cơ quan quá nhiều, hắn không dám tùy tiện đi tiếp, hắn để nano hệ thống quét hình mặt đất. Sau khi né tránh những tấm ván có vấn đề, hắn đến một ngã ba, hắn liền đi theo hướng có gió thổi tới, nhưng vừa đi được mấy bước, Thiên Như Mệnh như nghĩ tới điều gì đó, thân hình lập tức dừng lại. Hắn để nano hệ thống so sánh bản đồ có được 3 năm trước trong cấm địa với phong ma động, kết luận là lộ trình hoàn toàn giống nhau. Thiên Như Mệnh dựa theo bản đồ kho báu đến sâu trong phong ma động, lối vào bị một tảng đá lớn chặn lại, trên tảng đá khắc một chữ phong thật lớn, nhìn kiểu chữ giống như do Thiên Ma tổ sư viết. Bên trong phong ma động chắc chắn đang phong ấn thứ gì đó. Qua tảng đá, Thiên Như Mệnh nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gầm gừ, hơn nữa còn cảm nhận được một cỗ khí mạnh mẽ. Thời gian có hạn, không cho phép hắn nghĩ nhiều. Thiên Như Mệnh sử dụng Điệp Vũ Đao pháp chiêu thứ 5, Ngũ Liên Trảm, chém vào tảng đá. Dầm một tiếng, tảng đá chỉ bị chém ra một vết nứt nhỏ. Không còn cách nào khác, Thiên Như Mệnh đành phải sử dụng chiêu mạnh nhất. Chỉ thấy xung quanh hắn bùng nổ kiếm khí mạnh mẽ, Thiên Ma kiếm pháp chiêu thứ 4 được thi triển, kiếm khí hội tụ trên trường đao, nhanh chóng chém xuống. Chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn, tảng đá bị chém ra một lỗ hổng, mà trường đao trong tay hắn cũng do không chịu nổi lực mạnh như vậy mà gãy từng khúc. Tiếp theo, một mùi hôi thối sộc vào mặt. Ngay lúc này, nano hệ thống cảnh báo, phía trước có năng lượng bất ổn định đang di chuyển. Sau đó liền nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu trong lỗ hổng. Giây tiếp theo, thân thể Thiên Như Mệnh như bị thứ gì đó đâm vào, hắn bị đánh văng vào vách đá phía sau. Thiên Như Mệnh vô cùng kinh ngạc, hắn vậy mà lại không đỡ được cú đâm của đôi mắt đó. Sau đó hắn liền thấy một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt, vậy mà lại là Xích Long. Chưa kịp để hắn suy nghĩ, Xích Long đã há to miệng đầy răng nanh cắn về phía hắn. Thiên Như Mệnh vội vàng né tránh. Trong không gian nhỏ hẹp này, thân thể to lớn của Xích Long gần như lấp đầy hang động. Thiên Như Mệnh sau đó dụ nó đến thạch thất để chiến đấu. Khi hắn vào thạch thất, dưới chân toàn là chất lỏng màu đen bốc mùi hôi thối. Đôi mắt Xích Long nhìn vào trong, há to miệng đầy. Chất lỏng nhớp nháp này khiến hắn không thể sử dụng khinh công, không còn cách nào khác, Thiên Như Mệnh chỉ có thể sử dụng Thiên Ma kiếm pháp chém về phía Xích Long. Giây tiếp theo, mặt Thiên Như Mệnh biến sắc, Thiên Ma kiếm pháp vậy mà không thể chém thủng ra nó. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện ra một điểm bất thường, Xích Long ở trong nước không hề động đậy, không có chút sinh khí nào. Sinh vật khổng lồ như vậy vào đây mà mực nước cũng không dâng lên. Hắn để nano hệ thống quét hình phân tích Xích Long, được báo là hình ảnh ảo. Mà đúng lúc này, Xích Long lại xông về phía hắn. Thiên Như Mệnh né người tránh đi, cái đầu to lớn của Xích Long đập hụt, trực tiếp đập vào đất. Điều kỳ lạ là không hề có chút bọt nước nào, chỉ nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn trên mặt đất. Kết quả phân tích cho thấy, những hình ảnh ảo này là do năng lượng do 24 mảnh sắt phát ra tạo thành. Sau đó, nano hệ thống liền đánh dấu vị trí của các mảnh sắt cho Thiên Như Mệnh. Thấy vậy, Thiên Như Mệnh lập tức hiểu ra, bởi vì vị trí của những mảnh sắt này hoàn toàn trùng khớp với phương hướng của các chiêu thức Thiên Ma kiếm pháp. Thiên Như Mệnh lại sử dụng Thiên Ma kiếm pháp chiêu thứ 4, chĩa vào vị trí của mảnh sắt. Hai bên va chạm vào nhau, năng lượng mạnh mẽ làm rung chuyển thạch thất. Khi năng lượng tan biến, Xích Long biến mất, chỉ còn lại một số mảnh sắt lơ lửng trên không trung. Giây tiếp theo, những mảnh sắt này đột nhiên bắt đầu di chuyển, chỉ thấy những mảnh sắt từng mảnh nối liền với nhau, cuối cùng tạo thành một thanh trường kiếm, trên thân kiếm khắc chữ Thiên Ma kiếm. Thiên Như Mệnh vừa cầm trường kiếm lên, liền cảm thấy có vô số hình ảnh ùa vào đầu, từ từ, hắn lớn lên trong bóng tối. Khi Thiên Như Mệnh tỉnh lại lần nữa, hắn lại ở một không gian khác, trước mặt hắn là một con bạch long đang độ kiếp, nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên, một kiếm chém đứt sừng trên đầu bạch long. Bạch long đau đớn gầm lên một tiếng, xông về phía người nọ. Nam tử đó cũng rút kiếm xông về phía bạch long, chỉ thấy kiếm khí ngập trời bao phủ bạch long. Giây tiếp theo, đầu bạch long đã bị chém đứt. Thiên Như Mệnh thấy kiếm pháp mà nam tử đó sử dụng chính là Thiên Ma kiếm pháp chiêu thứ 3, nhưng uy lực hắn sử dụng mạnh hơn hắn rất nhiều. Nam tử đó nhảy lên người bạch long, vô số năng lượng màu đen bị trường kiếm hấp thụ. Nam tử tham gia khảo hạch bất ngờ giành được phần thưởng lớn. Hắn dùng thanh trường kiếm đó sử dụng Thiên Ma kiếm pháp, kiếm khí màu đen tỏa ra chém vào vách đá bằng đá thanh ngọc, trường kiếm không hề bị sứt mẻ, hoàn toàn có thể chịu được uy lực của Thiên Ma kiếm pháp. Khi hắn thu hồi ma khí, trường kiếm biến thành vòng tay, chất lỏng màu đen uống phải lúc trước khiến toàn thân hắn nóng ran. Nano hệ thống nói cho hắn biết là do sau khi uống chất lỏng màu đen, quá trình trao đổi chất được thúc đẩy, bài trừ tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Thiên Như Mệnh lúc này mới biết chất lỏng màu đen là máu của Xích Long, có thể giúp bài trừ tạp chất trong cơ thể. Hắn nhặt trường đao lên, lấy một ít định mang về cho thuộc hạ. Khi hắn vừa lấy đầy, mặt đất đột nhiên rung chuyển, tiếp theo, mặt đất trước mặt đột nhiên sụp xuống, tạo thành một cái hố sâu. Máu Xích Long cũng theo mặt đất chảy xuống, khi máu chảy hết, trên mặt đất xuất hiện một con rồng. Mà lúc này, tổng giáo tập Hồ Chấn Sương vẫn luôn đợi Thiên Như Mệnh ở bên ngoài phong ma động, đã gần một canh giờ rồi, nếu Thiên Như Mệnh không ra, hắn sẽ vào trong xem thử. Lúc này, cửa phong ma động mở ra, Thiên Như Mệnh toàn thân đầy máu bước ra, sau khi lau sạch máu trên người, hắn đến gặp Hồ Chấn Sương. Lúc này, Lý Nghiêm Minh đã đợi hắn ở đây, thấy Thiên Như Mệnh, hắn cảm thấy có thêm vài phần kính trọng. Giáo tập Hồ Chấn Sương đã kể lại tình hình Thiên Như Mệnh trong phong ma động cho hắn nghe. Thiên Như Mệnh đã thông qua khảo hạch cửa ải thứ 5, được phong làm quật chủ, lại được thưởng một viên ma long đan và một thanh bảo kiếm của Thiên Ma Thần Giáo. Sau khi nhận đồ, Thiên Như Mệnh liền hỏi nội dung khảo hạch cửa ải thứ 6. Lý Nghiêm Minh nói khảo hạch giai đoạn thứ 6 là khiêu chiến một trong 12 vị trưởng lão lợi hại nhất của bản giáo. Lý Nghiêm Minh hỏi hắn có trưởng lão nào muốn khiêu chiến không. Lần này, Thiên Như Mệnh không trực tiếp lựa chọn, hắn muốn về suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Thiên Như Mệnh rời khỏi văn phòng Ma Quật Động, đến tầng 5 của thư phòng. Hắn còn phải học chiêu cuối cùng của Thiên Ma kiếm pháp để đối phó với trận chiến sắp tới với trưởng lão. Bí tịch ở tầng 5 của thư phòng rất ít, Vô Thiên Tâm pháp và Điệp Vũ Đao pháp do phó giáo chủ truyền thụ trước đó cũng ở đây. Hắn đến trước tảng đá, để nano hệ thống quét hình phân tích phương pháp vận khí trên mặt trước. Nhưng khi hắn đi đến trước tảng đá, hắn ngẩn người. Thiên Như Mệnh phát hiện một lỗ nhỏ trên tảng đá. Nhìn lỗ nhỏ trước mặt, Thiên Như Mệnh suy nghĩ, lỗ nhỏ này chẳng lẽ là chiêu thức của Thiên Ma Kiếm Pháp. Lúc này hắn nghĩ tới mặt sau của tảng đá, ở vị trí tương tự trên mặt sau quả nhiên cũng có một lỗ nhỏ, nhưng kiếm khí tạo ra từ chiêu thức hội tụ lại một chỗ, sau đó bùng nổ, liền phá vỡ tảng đá. Nếu kết hợp nội lực hoặc khinh công thì tảng đá sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này Thiên Như Mệnh càng thêm chắc chắn, lỗ nhỏ này không phải là chiêu thức của Thiên Ma Kiếm Pháp, mà là hắn không thể phá giải được. Lúc này Thiên Như Mệnh như hiểu ra điều gì đó, đột phá cảnh giới, hắn ngồi xếp bằng trước tảng đá, Thiên Ma Kiếm Pháp trong cơ thể tự động vận hành, kiếm khí bao quanh hắn, năng lượng mạnh mẽ thu hút người canh giữ thư phòng. Hắn nhìn thấy tình hình, liền lập tức bày trận pháp bảo vệ Thiên Như Mệnh, mà lúc này Thiên Như Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, xung quanh hắn là năng lượng ngũ sắc, người bình thường đều là ba loại năng lượng dung hợp lại với nhau, sau đó đột phá cảnh giới, cũng chính là tam hoa tụ đỉnh, mà Thiên Như Mệnh không chỉ tỏa ra ngũ sắc, đồng thời còn kèm theo ngũ hành nguyên khí, những ngũ hành nguyên khí này bị hấp thụ vào trong cơ thể, hắn tỏa ra ngũ sắc, cùng với tiếng nổ lớn, năng lượng xung quanh Thiên Như Mệnh tản ra, cứ như vậy, hắn đã hoàn thành đột phá, đạt tới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Lúc này, nhìn Thiên Như Mệnh đã không còn cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người hắn, hắn vận nội lực phá giải lỗ nhỏ trên tảng đá, thời gian còn lại, hắn liền để nano hệ thống bắt đầu quét bí tịch ở tầng 5, hắn sao chép hết võ công của 6 đại tông phái, trở về chỗ ở, thuộc hạ của Thiên Như Mệnh vui mừng báo cáo với hắn rằng bọn họ đã thông qua khảo hạch. Lúc này, Thiên Như Mệnh lấy ra máu xích long có được lúc trước, một mùi hôi thối nồng nặc sộc vào mặt, mọi người đều bịt mũi. Thiên Như Mệnh suy nghĩ một chút, nếu nói là máu xích long thì rất khó giải thích, liền trực tiếp nói là tìm thấy trong phong ma động, mọi người đều uống. Nghe vậy, mọi người đều lộ vẻ mặt sợ hãi. Thiên Như Mệnh nói tiếp, lúc trước ta tình cờ uống nước này, không ngờ toàn thân sảng khoái, tạp chất tích tụ đều bài xuất ra ngoài, hơn nữa còn khỏe mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy ta liền mang về cho mọi người. Ngay khi mọi người còn do dự, Hứa Phong là người đầu tiên đứng ra, hắn nhắm mắt, uống một hơi hết sạch. Ban đầu không có cảm giác gì, nhưng một lúc sau, Hứa Phong liền bắt đầu toát mồ hôi, toàn thân run rẩy. Hứa Phong liền cảm thấy toàn thân thoải mái, vận khí cũng thông suốt hơn rất nhiều. Thấy hiệu quả mạnh như vậy, những người khác đều nhịn mùi hôi thối uống cạn. Nhưng Hồ Song Hoa và Văn Khôi lại từ chối. Trường đao này được rèn từ xương chân rồng, thân đao sáng bóng như nước mùa thu, sờ vào thấy lạnh, tỏa ra hàn khí. Thiên Như Mệnh đưa xương chân rồng cho Âu gia, Âu Thiện Hùng nhìn thấy vật liệu liền sáng mắt, đảm bảo một tháng sau có thể hoàn thành. Thiên Như Mệnh rời khỏi lò rèn, đến văn phòng Ma Quật Động. Hắn nói với Lý Nghiêm Minh, khảo hạch giai đoạn thứ 6 hắn muốn khiêu chiến đại trưởng lão Âm Ma Tông. Đại trưởng lão là người đứng thứ 2 về võ công trong ma giáo, nhưng trước khi khảo hạch giai đoạn thứ 6 bắt đầu, Lý Nghiêm Minh tìm được Thiên Như Mệnh, hắn dùng nội lực cách âm, trong bản giáo đã xảy ra chuyện rất quan trọng, đại trưởng lão có việc, không có ở ma giáo, chỉ có cửu trưởng lão đến thập nhị trưởng lão. Lần này Thiên Như Mệnh rất thất vọng, 6 vị trưởng lão của đại tông phái đều không có ở đây, không thể giao đấu với bọn họ. Nhưng ngay lúc này, Lý Nghiêm Minh đột nhiên nói, tông chủ Độc Ma Tông bị giáng xuống làm thập nhị trưởng lão. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh mỉm cười, vậy ta chọn thập nhị trưởng lão. 4 ngày sau, Độc Ma Tông nhận được thư khiêu chiến của Thiên Như Mệnh, mọi người họp bàn xem có nên nhận lời hay không, mọi người đều khuyên tông chủ từ chối. Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng hắn cũng quyết định từ chối. Đêm hôm đó, đột nhiên Ngũ Phu Nhân đến thăm Độc Ma Tông. Lúc này, Thiên Như Mệnh đang nằm trên giường nhìn thấy Ngũ Phu Nhân, trang phục và khí chất của bà giống hệt nữ nhân bịt mặt hắn từng thấy lúc nhỏ, người đã đến tìm mẫu thân hắn xin Viêm Lam. 4 ngày sau, Lý Nghiêm Minh liền nhận được hồi âm của Độc Ma Tông, đồng ý lời khiêu chiến của Thiên Như Mệnh. Sáng sớm ngày khảo hạch, Thiên Như Mệnh đến lò rèn, đao của hắn đã rèn xong, mà lúc này Âu Thiện Hùng đang mài đao cho hắn. Sự xuất hiện của Thiên Như Mệnh khiến hắn giật mình, hắn cầm trường đao đã rèn xong lên, thân đao sáng bóng như nước mùa thu, lạnh lẽo. Âu Thiện Hùng lấy một mảnh lụa ra, nhẹ nhàng đặt lên, khi mảnh lụa chạm vào trường đao, liền bị chém làm đôi. Trên thân đao khắc chữ Bạch Long Đao, quảng trường Ma Quật Động. Lúc này, Thiên Như Mệnh đã đứng giữa sân, đợi tông chủ Độc Ma Tông đến. Lý Nghiêm Minh và cửu trưởng lão, tông chủ Âm Ma Tông Tư Mã Nghĩa làm người chứng kiến. Lúc này, tông chủ Độc Ma Tông chậm rãi bước tới từ xa, kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt nhìn nhau. Ngay khi Lý Nghiêm Minh vừa tuyên bố khảo hạch bắt đầu, tông chủ Độc Ma Tông Bạch Vật liền định đánh lén Thiên Như Mệnh, nhưng hắn đã đánh giá thấp Thiên Như Mệnh, không biết hắn đã học được thân pháp do giáo chủ đích thân truyền thụ trên tầng 5 của thư phòng. Một thân ảnh lóe lên, giây tiếp theo đã xuất hiện phía sau Bạch Vật. Bạch Vật thấy đòn tấn công của mình đánh hụt, liền vung Huyền Thiết Trưởng đánh về phía sau. Thiên Như Mệnh lùi lại mấy bước, thấy thân pháp của Thiên Như Mệnh nhanh nhẹn như vậy, Bạch Vật định phế bỏ một chân hắn, hắn nhắm vào chân Thiên Như Mệnh, dồn nội lực vào Huyền Thiết Trưởng, tạo thành hình cầu, như đạn pháo bắn về phía Thiên Như Mệnh. Ầm một tiếng, khói bụi mù mịt, mà lúc này, Thiên Như Mệnh đã nhảy lên cao mấy trượng, hắn tung ra Bạch Long Điệp Vũ đao pháp chiêu thứ 2, hồi toàn điệp, va chạm với Huyền Thiết Trưởng của Bạch Vật. Ầm một tiếng, hai bên đều bị chấn động lùi lại, mà những người đang xem trận đấu bị tiếng va chạm này chấn động đến mức màng nhĩ đau nhức, lập tức bịt tai. Lúc này, Bạch Vật càng thêm kinh ngạc, trên Huyền Thiết Trưởng của hắn vậy mà xuất hiện vết nứt nhỏ, mà trường đao của Thiên Như Mệnh lại không hề hấn gì. Không chỉ vậy, vốn tưởng hắn vừa đạt tới trình độ tuyệt đỉnh, kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn không đủ, nhưng hắn lại giống như một võ tướng dày dặn kinh nghiệm. Trong lần giao đấu vừa rồi, Bạch Vật đã dồn 10 phần công lực, nhưng nội lực mà Thiên Như Mệnh dồn vào đao lại mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ tới lời Ngũ Phu Nhân nói với hắn. 6 ngày trước, Ngũ Phu Nhân đến tìm hắn, để hắn nhận lời khiêu chiến của Thiên Như Mệnh. Ban đầu hắn không định đánh, nhưng Ngũ Phu Nhân nói hắn biết người mà thần y muốn tìm, chỉ cần người còn thoi thóp thì có thể cứu sống. Cháu trai Bạch Vật, Thiên Tòng Tiền, từ khi bị phế đan điền liền nằm liệt giường. Vì cháu trai, hắn động lòng. Ban đầu Bạch Vật vẫn không tin lời bà nói, cho đến khi Ngũ Phu Nhân đưa ra thư của thần y, Bạch Vật mới đồng ý yêu cầu giết Thiên Như Mệnh. Cho đến bây giờ, Bạch Vật mới hiểu lý do Ngũ Phu Nhân tìm hắn. Thiên Như Mệnh có thực lực như vậy, nếu không phải Tam trưởng lão trở lên thì chắc không ai có thể đánh ngang tay với hắn. Cũng chính vì vậy, Bạch Vật càng muốn Thiên Như Mệnh chết. Chỉ thấy xung quanh hắn đột nhiên bốc ra một lượng lớn khói đen. Lý Nghiêm Minh và Tư Mã Nghĩa bên cạnh thấy vậy cũng rất kinh ngạc, hắn vậy mà lại muốn dùng độc. Khói đen ngày càng nhiều, đã bao phủ gần hết khu vực thi đấu, mà Thiên Như Mệnh không hề sợ hãi, hắn không lùi mà còn tiến, xông về phía Bạch Vật đang bị khói đen bao phủ. Mà lúc này, Bạch Vật cũng rất bất ngờ, không ngờ Thiên Như Mệnh lại dám xông về phía hắn. Hắn lập tức điều động độc khí tấn công Thiên Như Mệnh, độc khí nhanh chóng bao vây hắn. Mọi người đều tưởng Thiên Như Mệnh tiêu đời rồi, bỗng nhiên một đường đao khí chém ra từ trong độc khí. Bạch Vật sợ hãi vội vàng giơ Huyền Thiết trưởng lên. Tiếp theo, Thiên Như Mệnh xông ra khỏi độc khí, đấm một quyền về phía hắn. Bạch Vật đỡ được đòn tấn công của Thiên Như Mệnh, nhưng lại không né được nắm đấm của hắn. Ngay vừa nãy, hắn nhìn thấy cảnh tượng cả đời cũng không dám tin. Khuôn mặt Thiên Như Mệnh bị độc khí bao phủ, da thịt đang khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Mà lúc này, những người bên ngoài khu vực thi đấu vì độc khí dày đặc nên không nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, bọn họ chỉ thấy một bóng người bay ra khỏi độc khí, ngã mạnh xuống đất. Khi khói độc tan đi, nhìn kỹ người bay ra lại chính là tông chủ Độc Ma Tông, mà Thiên Như Mệnh lại bình an vô sự đứng ở đó. Lúc này, Tư Mã Nghĩa cũng há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được Thiên Như Mệnh vậy mà lại đỡ được Bạch Vật. Trước đó, trong cuộc chiến với Võ Lâm Minh, hắn từng thấy độc công của tông chủ Độc Ma Tông. Năm đó, những người chết dưới độc công của hắn chất thành núi, cao thủ tuyệt thế nhất Minh chân nhân của phái võ đang gặp phải độc công của hắn cũng không phải đối thủ. Bây giờ tận mắt chứng kiến, Lý Nghiêm Minh cũng không thể tin được. Mà lúc này, Bạch Vật bị đánh ngã lại đứng dậy, hắn vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng vừa rồi, vẻ mặt không thể tin được. Đúng lúc này, Thiên Như Mệnh hành động, hắn sử dụng Điệp Vũ đao pháp chiêu cuối, Điệp Vũ cuồng ma. Bạch Vật muốn giơ Huyền Thiết trưởng lên chống đỡ, nhưng khi hắn vung tay lên lại phát hiện Huyền Thiết trưởng không còn trong tay nữa. Trong thời khắc nguy cấp, Bạch Vật gầm lên một tiếng, toàn thân hắn phát ra tiếng đùng đùng, vô số độc khí tỏa ra từ cơ thể, độc tính càng thêm mãnh liệt. Nano hệ thống vẫn luôn tăng tốc phân chia tế bào, chữa trị làn da bị tổn thương. Toàn thân hắn tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, đánh Thiên Như Mệnh lùi lại. Lúc này, nhìn Bạch Vật đã hoàn toàn biến dạng, làn da toàn thân biến thành màu đen, biến thành độc nhân, da thịt cứng như sắt thép, độc khí tỏa ra có thể ăn mòn tảng đá trong nháy mắt. Đây là cảnh giới chỉ khi luyện độc công đến tầng thứ 8 mới có thể đạt được. Đòn tấn công vừa rồi khiến Thiên Như Mệnh ý thức được Bạch Long đao không đủ để gây sát thương cho hắn. Vì vậy, Thiên Như Mệnh cắm Bạch Long đao xuống đất, ầm một tiếng, bụi bay mù mịt. Thấy vậy, Bạch Vật tưởng Thiên Như Mệnh muốn giở trò, hắn hội tụ độc công vào lòng bàn tay, mà lúc này, Thiên Như Mệnh dồn ma khí vào tay. Tiếp theo, Thiên Ma kiếm xuất hiện trong tay hắn, ma khí mạnh mẽ khiến Bạch Vật cảm thấy nguy hiểm, lúc này hắn cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ, vì vậy liền định ra tay trước, ném năng lượng hội tụ trong tay về phía Thiên Như Mệnh như đạn pháo. Chỉ thấy vô số kiếm khí màu đen lập tức đánh tan năng lượng của hắn. Giây tiếp theo, Thiên Như Mệnh đã xuất hiện trước mặt Bạch Vật, hắn lại vận công, chuẩn bị tấn công, nhưng lại bị kiếm khí màu đen lập tức bao phủ hắn. Thân thể cứng như sắt thép của Thiên Như Mệnh dưới kiếm khí màu đen lại yếu ớt như vậy, sau đó liền truyền đến tiếng kêu la đau đớn. Cuối cùng, Thiên Như Mệnh một kiếm chém đứt đầu tông chủ Độc Ma Tông. Từ khi rút Thiên Ma kiếm ra đến khi chém đầu Bạch Vật chỉ trong vài giây. Lúc này, những người bên ngoài do khói bụi dày đặc nên không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Khi khói bụi tan đi, Thiên Như Mệnh tay cầm một thứ đứng đó, nhìn kỹ, chính là đầu của Bạch Vật. Thấy vậy, mọi người lập tức ngây ra, ngay cả Lý Nghiêm Minh và Tư Mã Nghĩa cũng không thể tin được Thiên Như Mệnh vậy mà lại giết chết tông chủ Độc Ma Tông Bạch Vật. Mà lúc này, Thiên Ngũ Ngôn trong đám đông siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, không quay đầu lại rời đi. Trải qua trận chiến này, Thiên Như Mệnh cũng ý thức được mình chưa đủ mạnh, chỉ bằng Điệp Vũ đao pháp là không thể đánh bại Bạch Vật, mỗi người đều có tuyệt kỹ, hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, con đường báo thù cho mẫu thân mới chỉ bắt đầu. Thiên Như Mệnh sau khi thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 6 đến văn phòng Ma Quật Động, Lý Nghiêm Minh dùng nội lực cách âm, đột nhiên quỳ xuống, khiến Thiên Như Mệnh ngẩn người. Lý Nghiêm Minh nghiêm túc hỏi: "Ngươi có phải đã có được tâm pháp của Thiên Ma tổ sư?" Thiên Như Mệnh tiếp tục giả vờ không biết. Lý Nghiêm Minh thấy hắn không thành thật, liền lấy ra lệnh bài thân phận tả hộ pháp của hắn và thề sẽ ủng hộ công tử Thiên Như Mệnh trong trận chiến tranh đoạt thiếu giáo chủ. Một loạt hành động này khiến Thiên Như Mệnh không biết nên làm thế nào. Thiên Như Mệnh nói: "Thật xin lỗi, ta không biết nên tin tưởng tả hộ pháp, tâm phúc của giáo chủ như thế nào." Lý Nghiêm Minh thấy Thiên Như Mệnh cẩn thận như vậy cũng rất vui mừng, tiếp tục nói: "Tuy ta là tả hộ pháp của giáo chủ, không thể ủng hộ ai, nhưng bỏ qua những điều này, ta có một chuyện nhất định phải nói." Sau đó, Lý Nghiêm Minh liền nói cho Thiên Như Mệnh biết một bí mật, Thiên Ma kiếm pháp mà các đời giáo chủ truyền lại không phải là Thiên Ma kiếm pháp thật sự. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh cũng ngạc nhiên. Tiếp theo, Lý Nghiêm Minh tiếp tục giải thích cho Thiên Như Mệnh, Thiên Ma Thần Giáo lúc trước không giống như bây giờ, có 6 đại tông phái, cũng không bồi dưỡng nhiều thủ hạ, mỗi đời giáo chủ đều cưới con gái do thần nữ giáo lựa chọn, con cái của thần nữ trở thành thiếu giáo chủ. Cho đến 500 năm trước, giáo chủ mới nhậm chức đến Thiên Sơn hành hương, toàn bộ 5 người đều mất tích. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh liền hỏi, ai có năng lực này, có thể giết chết 5 cao thủ võ công? Lý Nghiêm Minh nói, người đó chính là Cực Đao Thần. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh cũng dùng mình, bởi vì hắn từng nghe qua cái tên này. Cực Đao Thần là kiếm khách tuyệt thế của bản giáo, kiếm pháp của hắn vô địch thiên hạ, chỉ có một thanh đao hắn không thắng được, đó chính là Cực Đao. Lúc đó, giáo chủ và thần nữ sinh được một bé gái, từ đó, tâm pháp, phương pháp vận khí, chiêu thức của Thiên Ma Kiếm Pháp đều thất truyền. Không lâu sau khi giáo chủ chết, đại trưởng lão cũng qua đời. Để ổn định tình hình, đề cử đại trưởng lão Kiếm Ma làm phó giáo chủ, rất nhanh, ma giáo liền ổn định trở lại, nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm Thiên Ma Kiếm Pháp, bởi vì không biết nội công tâm pháp và phương pháp vận khí nên không có cách nào khôi phục võ công. Lúc đó, Kiếm Ma lần đầu tiên vào cấm địa, tuy vết kiếm trên tảng đá có thể nhìn ra chiêu thức, nhưng không có nội công tâm pháp và phương pháp vận khí thì không thể thi triển những chiêu thức đó. Kiếm Ma ở trong đó 3 năm mới ra ngoài, hắn dựa theo chữ khắc trên bia đá, kết hợp với sự lĩnh ngộ của mình, sáng tạo ra Thiên Ma Kiếm Pháp mới. Sau khi được mọi người công nhận, hắn truyền kiếm pháp cho con gái của giáo chủ, đồng thời cũng chuyển tảng đá đến thư phòng của Ma Quật Động. Thiên Như Mệnh đột nhiên hỏi, vậy tại sao hắn lại để lại vết kiếm trên bia đá, thậm chí không tiếc phá hủy tâm pháp của tổ sư? Lý Nghiêm Minh giải thích, vết kiếm trên bia đá đều lưu lại dấu vết khinh công của bọn họ khi lĩnh ngộ, không thể tránh khỏi, bởi vì không lâu sau đó, Tùng Vân đại sư, một trong ngũ đại cao thủ lúc bấy giờ, cũng bị Cực Đao Thần giết chết 2 năm sau đó lại 2 năm nữa, Cực Đao Thần lại giết chết Thiết Toàn Vương Lỗ Phong Khí, một trong ngũ đại cao thủ. Cực Đao Thần liên tiếp đánh bại 15 cao thủ hàng đầu, trong ngũ đại cao thủ có 3 người bị giết, danh tiếng của hắn vang xa. Trong 15 cao thủ hàng đầu đó, chỉ còn lại Kiếm Tiên Thanh Minh chân nhân và phó giáo chủ Kiếm Ma. Tuy Kiếm Ma là kiếm sĩ hiếm có, nhưng hắn đã xem video những người bị Cực Đao Thần giết chết trước đó, vết đao trên thi thể đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, hắn không tự tin với thực lực hiện tại của mình có thể đánh bại Cực Đao Thần, không còn cách nào khác, các trưởng lão chỉ có thể để hắn đối mặt với bia đá khắc kiếm pháp tổ sư, bắt đầu chuyên tâm luyện kiếm. 4 năm sau, Cực Đao Thần xuất hiện ở Ma giáo Thập Vạn Đại Sơn, hắn trước tiên đánh bại trưởng môn Võ Đăng, sau đó đại chiến với Kiếm Ma 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bất phân thắng bại. Nhưng Kiếm Ma cũng phải trả giá rất lớn, hắn mất đi cánh tay phải, điều quan trọng nhất đối với một võ giả. Từ đó về sau, Cực Đao Thần không còn xuất hiện trên giang hồ nữa, có người nói hắn đã kiệt sức mà chết. Sau khi chuyện đó xảy ra, Kiếm Ma liền từ chức phó giáo chủ do mất đi cánh tay phải, con gái 16 tuổi của giáo chủ kế nhiệm ngôi vị giáo chủ. Tuy nàng lên làm giáo chủ nhưng không có quyền hành của giáo chủ, vì vậy bắt đầu thực hiện chế độ tông phái. Và duy trì chế độ này cho đến nay, mà bà có 5 người con trai, trong đó 2 người là đồ đệ của Kiếm Ma, chính là Kiếm Ma Tông và Huyền Ma Tông hiện nay, 3 người còn lại lần lượt là đồ đệ của đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão, cũng chính là Đao Ma Tông, Độc Ma Tông và Âm Ma Tông hiện nay. Còn thành lập Ma Quật Động có 2 mục đích, một là tìm kiếm người thật sự kế thừa truyền thừa của Thiên Ma tổ sư, hắn tin rằng sẽ có một ngày, trong huyết mạch Thiên gia sẽ xuất hiện người có thể giải mã bí mật, vì vậy mới thành lập Ma Quật Động, khi truyền nhân thật sự của Thiên Ma tổ sư xuất hiện sẽ được đề cử làm giáo chủ. Cứ như vậy, 500 năm trôi qua, cho đến khi Thiên Như Mệnh xuất hiện, Lý Nghiêm Minh từng chiến đấu cùng giáo chủ, hắn nhận ra Thiên Ma Kiếm Pháp. Trước đó, Thiên Như Mệnh đã sử dụng Thiên Ma Kiếm Pháp trong khảo hạch giai đoạn thứ 3, lúc đó hắn đã xác định. Lúc này, Lý Nghiêm Minh lại nghiêm túc hỏi, ngươi đã học được tâm pháp của Thiên Ma tổ sư sao? Đến nước này, Thiên Như Mệnh không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu. Thấy Thiên Như Mệnh gật đầu chắc chắn, Lý Nghiêm Minh liền dập đầu cho Thiên Như Mệnh, mà Thiên Như Mệnh liền hỏi, lúc trước nói thành lập Ma Quật Động có 2 mục đích, vậy mục đích còn lại là gì? Lý Nghiêm Minh không trả lời mà trực tiếp dẫn Thiên Như Mệnh đến tầng hầm của thư phòng, bên trong có 3 giáo tập canh giữ suốt ngày đêm. Trên người bọn họ có 2 chìa khóa, Lý Nghiêm Minh có 1 chìa, chỉ có 3 người đồng thời cắm chìa khóa vào, sau đó đồng thời xoay mới có thể mở ra. Khi 3 người xoay chìa khóa, cánh cửa được bảo vệ nghiêm ngặt từ từ mở ra, bên trong chất đống một số da thịt có vết thương và một thanh đoản kiếm. Thấy vậy, Thiên Như Mệnh lập tức hiểu ra, thanh đoản kiếm này bị gãy, mà những da thịt đó là do quật chủ lúc trước lưu lại, những vết thương này đều là do Cực Đao Thần gây ra. Thiên Như Mệnh cẩn thận cảm nhận vết đao trên đó, trong đầu hắn dùng Điệp Vũ đao pháp luyện tập với những vết đao này, Điệp Vũ đao pháp của hắn vậy mà không đỡ nổi một chiêu nào, trừ khi sử dụng kiếm pháp của Thiên Ma Kiếm Pháp. Ngoài những thứ này, bên trong còn có 3 quyển bí tịch đều do Kiếm Ma lúc trước để lại, trong đó có 1 quyển là phân tích chiêu thức đao pháp của Cực Đao Thần. Lúc này, Lý Nghiêm Minh lại nói cho Thiên Như Mệnh biết một bí mật, năm đó, khi Kiếm Ma và Cực Đao Thần đại chiến, không hề bất phân thắng bại, mà là Cực Đao Thần đang đánh nhau thì đột nhiên biến mất, không biết đi đâu. Sau đó, Kiếm Ma đợi hắn 4 ngày nhưng vẫn không thấy xuất hiện, vì vậy 2 người bất phân thắng bại. Cuối cùng, cho đến khi Kiếm Ma qua đời, Cực Đao Thần cũng không xuất hiện nữa. Nói xong, Lý Nghiêm Minh giao chìa khóa của kho báu cho Thiên Như Mệnh, liền quay người rời đi. Thiên Như Mệnh cầm 3 quyển bí tịch lên, liền để nano hệ thống bắt đầu quét. Khi hắn cầm quyển bí tịch 24 chiêu lên, Thiên Như Mệnh ngẩn người, đây chính là kiếm pháp được cải tiến lại trên cơ sở lĩnh ngộ phá kiếm quyết, kiếm pháp này chính là kiếm pháp tuyệt thế mà Kiếm Ma tạo ra để đối phó với Cực Đao Thần. Nhưng thông qua suy luận vừa rồi của Thiên Như Mệnh, kiếm pháp tuyệt thế này căn bản không phải đối thủ của Cực Đao Thần, bởi vì lúc trước thông qua suy luận, hắn cảm thấy đao pháp của Cực Đao Thần có uy lực ngang ngửa với Thiên Ma Kiếm Pháp chiều thứ tư. Sau khi quét xong 3 quyển bí tịch, Thiên Như Mệnh để nano hệ thống thể hiện đao pháp trên bìa đá, thông qua hình ảnh ảo, đồng thời tạo ra một hình ảnh ảo khác sử dụng Thiên Ma Kiếm Pháp chiều thứ tư. Hắn để hai hình ảnh ảo đối kháng, cuối cùng, tuy Thiên Ma Kiếm Pháp tạm thời giành chiến thắng trước đao pháp của Cực Đao Thần, nhưng lại bị đao khí của hắn chấn động lùi lại 3 bước. Về kỹ thuật, Thiên Ma Kiếm Pháp lợi hại hơn, nhưng về uy lực, đao pháp của Cực Đao Thần mạnh hơn. Lý Nghiêm Minh còn hy vọng hắn có thể nghiên cứu ra chiêu thức phá giải đao pháp của Cực Đao Thần, nhưng hắn đã sai rồi. Thiên Như Mệnh có nano hệ thống, cứ như vậy, hắn có được đao pháp ngang ngửa với Thiên Ma Kiếm Pháp. 7 ngày sau khi Thiên Như Mệnh thông qua khảo hạch, lúc này mọi người vào Ma Quật Động đã được 3 năm 7 tháng, hiện tại chỉ có 1 người thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 6, 7 người thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 5, mà ứng cử viên thiếu giáo chủ Thiên Lưu Sán của Đao Ma Tông, người có hy vọng nhất trước đó, đã bị loại. Thiên Cảnh Vân của Kiếm Ma Tông bị chém đứt tay. Trong 6 người có 5 người không kiên trì đến cuối cùng, ứng cử viên còn lại chỉ có Thiên Như Mệnh và Thiên Ngũ Ngôn. Còn 5 tháng nữa là đến kỳ khảo hạch cuối cùng để chọn ra thiếu giáo chủ. Thiên Như Mệnh luyện thành công đao pháp chiêu thứ nhất của Cực Đao Thần trong phòng tu luyện, tuy chỉ trích xuất được vết tích trên bia đá, không có phương pháp vận khí, nhưng nano hệ thống sau hơn 3 năm, thông qua phân tích một lượng lớn võ công, đã nghiên cứu ra một bộ phương pháp vận khí có thể sử dụng cho bất kỳ chiêu thức võ công nào. Luyện tập cả ngày, Thiên Như Mệnh có chút đói, vì vậy liền đến nhà ăn cơm. Khi hắn lấy cơm, người nọ rất căng thẳng, đổ rất nhiều mồ hôi, mà bên cạnh có một nam tử vẫn luôn chú ý hắn. Thiên Như Mệnh lấy cơm xong liền bắt đầu ăn, nhanh chóng đã ăn hết một bát. Mà bên kia, thuộc hạ của Thiên Như Mệnh trên đường về bị thủ hạ của Thiên Ngũ Ngôn chặn lại. Lúc này, Thiên Như Mệnh sau khi ăn tối đến rừng nhỏ cũng bị 4 nam tử chặn lại. Bọn họ là người của Kiếm Ma Tông, Âm Ma Tông, Đao Ma Tông và Độc Ma Tông. Ứng cử viên thiếu giáo chủ của 4 đại tông phái này đều bị Thiên Như Mệnh đánh thành tàn phế. Bọn họ đến báo thù. Lúc trước, khi Thiên Như Mệnh đến nhà ăn cơm, Bạch Chiết Cửu của Độc Ma Tông đã lén bỏ độc. Lúc này hắn đang đợi độc phát tác trong người Thiên Như Mệnh, hắn cười khẩy nói, lát nữa ngươi có thể gặp thuộc hạ của mình ở Y Vụ Thất. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh thầm nghĩ, nếu Thiên Ngũ Ngôn ra tay thì thuộc hạ của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Như Mệnh rút Bạch Long đao ra, hắn phải nhanh chóng giải quyết. Hướng Liễu Trực của Âm Ma Tông gầm lên một tiếng, giơ trường kiếm lên, xông về phía Thiên Như Mệnh. Thiên Như Mệnh vung Bạch Long đao lên, trường kiếm trong tay Hướng Liễu Trực liền bị chém làm đôi. Giây tiếp theo, cánh tay phải của hắn bị Thiên Như Mệnh chém đứt. Mà lúc này, Bạch Chiết Cửu của Độc Ma Tông cũng rất tức giận, rõ ràng hắn đã ăn phải độc dược của hắn, tại sao vẫn có thể sử dụng võ công? Thiên Như Mệnh đột nhiên duỗi tay ra, từng giọt chất lỏng màu đen nhỏ xuống từ tay hắn, rơi lên vết thương của Hướng Liễu Trực, phát ra tiếng xèo xèo. Kỳ thực, khi hắn ăn cơm, hắn đã phát hiện ra, vì vậy liền để nano hệ thống phân tích thức ăn và thu thập độc dược lại. Lúc này, Thiên Như Mệnh cũng không nói nhảm với bọn họ, lóe lên, xuất hiện trước mặt bọn họ, một chưởng đánh vào ngực Phổ Dương Khang của Đao Ma Tông. Thấy vậy, Cảnh Điêu của Kiếm Ma Tông bắt đầu có chút hối hận, vết thương do Thiên Như Mệnh gây ra trước đó vẫn chưa lành. Thiên Như Mệnh từ từ đi đến trước mặt Phổ Dương Khang, một cước dẫm lên. Hành động này của Thiên Như Mệnh khiến hai người kia sợ đến mức mặt mày tái mét. Mà lúc này, Thiên Như Mệnh đang tràn đầy sát khí nhìn bọn họ. Bạch Chiết Cửu còn muốn dùng 6 đại tông phái để uy hiếp, nhưng Thiên Như Mệnh căn bản không quan tâm, hắn thuận tay nhặt, đoản kiếm rơi bên cạnh Hướng Liễu Trực lên, đâm vào ngực Cảnh Điêu của Kiếm Ma Tông. Sau đó, hắn tràn đầy sát khí bước về phía Bạch Chiết Cửu. Sau đó, Thiên Như Mệnh gặp Bạch Kỳ đang tìm hắn, thấy Thiên Như Mệnh không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thiên Như Mệnh liền hỏi, các ngươi không bị thủ hạ của Thiên Ngũ Ngôn tấn công sao? Cao Vọng Nhất ngạc nhiên, sao giáo chủ biết? Bọn họ chặn chúng ta lại, chỉ nói vài câu muốn lôi kéo chúng ta, không hề ra tay, sau đó liền đi rồi. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh suy nghĩ, 4 tên kia của 4 đại tông phái muốn giết hắn, còn chuẩn bị sẵn bẫy để đánh lén, nhưng tên kia của Ma Tông chỉ nói vài câu liền đi rồi, chẳng lẽ bọn họ căn bản không muốn lôi kéo Cao Vọng Nhất bọn họ, chỉ là đang câu giờ. Bên kia, tại phòng luyện công, thuộc hạ của Thiên Ngũ Ngôn đang báo cáo lại chuyện xảy ra tối nay cho hắn. Thì ra bọn họ muốn mượn tay 4 đại tông phái để diệt trừ Thiên Như Mệnh, để hai bên đánh nhau, cuối cùng mình hưởng lợi. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng luyện công. Tổng giáo tập Hồ Chấn Sương dẫn theo các giáo tập hùng hổ đứng ở cửa. Hồ Chấn Sương chỉ vào Thiên Ngũ Ngôn nói, ta nhận được lệnh áp giải 2 người các ngươi đến gặp quật chủ. 2 người Thiên Ngũ Ngôn bị đưa đến phòng khách, nơi này một mớ hỗn độn. Lý Nghiêm Minh trực tiếp hỏi, chuyện này có phải do 2 người các ngươi làm không? Nghe vậy, Thiên Ngũ Ngôn vội vàng giải thích, ta và Trần Vân vẫn luôn ở phòng luyện công, căn bản không biết chuyện gì xảy ra ở đây. Lý Nghiêm Minh liền chỉ vào Hướng Liễu Trực đang nằm trên mặt đất, lúc này, hắn toàn thân tím tái, như trúng độc mà chết. Thiên Ngũ Ngôn thấy người chết không phải Thiên Như Mệnh liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lý Nghiêm Minh lại dẫn bọn họ đến một chỗ khác, Cảnh Điêu bị trường kiếm đâm xuyên qua tim mà chết, mà thanh trường kiếm đó là của Hướng Liễu Trực. Lúc này, Thiên Ngũ Ngôn cảm thấy có gì đó không ổn, đây là bị hãm hại, Cảnh Điêu và Hướng Liễu Trực đánh nhau mà chết. Cách đó không xa còn có một thi thể, người này bị trọng thương, sau đó bị đập vỡ đầu mà chết. Lúc này, Thiên Ngũ Ngôn lập tức hiểu ra cái bẫy này, bởi vì ở tầng 5 của thư phòng có bí tịch của Lưu Vân Trưởng, hắn không lo lắng lắm, nhưng khi hắn nhìn thấy thi thể của Bạch Chiết Cửu của Độc Ma Tông, sắc mặt lập tức thay đổi, không dám nhìn thẳng. Bởi vì Bạch Chiết Cửu bị kiếm và chưởng đánh chết cùng lúc, mà bên trái vai phải là công pháp độc môn của Huyền Ma Tông. Lúc trước, trong khảo hạch giai đoạn thứ 3, Thiên Ngũ Ngôn đã sử dụng. Thiên Ngũ Ngôn biết đây là Thiên Như Mệnh hãm hại hắn, hắn không tin võ công độc môn chỉ sử dụng một lần mà Thiên Như Mệnh chỉ cần nhìn một cái là học được. Dưới những bằng chứng này, giải thích nhiều cũng vô ích, mà Trần Vân bên cạnh biết nếu Thiên Ngũ Ngôn bị loại thì kết cục của hắn cũng sẽ rất thê thảm. Hắn đổ hết trách nhiệm lên người Bạch Chiết Cửu của Độc Ma Tông, nói là Bạch Chiết Cửu đề nghị giết Thiên Như Mệnh, mà bọn họ thấy thủ đoạn quá tàn nhẫn nên không tham gia. Chuyện xảy ra ở đây bọn họ không biết gì cả, hơn nữa Thiên Như Mệnh mới là người có động cơ giết người. Trước những bằng chứng này, Lý Nghiêm Minh không tin lời hắn nói, hơn nữa nơi này là do Thiên Như Mệnh và thuộc hạ của hắn phát hiện, sau đó báo cáo cho Lý Nghiêm Minh. Lúc này, Thiên Như Mệnh đi tới từ xa, mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô to: "Bái kiến trưởng lão Thiên Như Mệnh." Thiên Ngũ Ngôn không nhúc nhích, Lý Nghiêm Minh liền quát: "Còn không mau hành lễ với trưởng lão Thiên Như Mệnh." Dưới sự uy hiếp của Lý Nghiêm Minh, hai người miễn cưỡng hành lễ với Thiên Như Mệnh. Thiên Như Mệnh yêu cầu xem lại thi thể, Hướng Liễu Trực bị đao chém chết, Phổ Dương Khang bị đao chém gãy chân, sau đó trúng độc của Độc Ma Tông Bạch Chiết Cửu bị Âm Ma Tông Hướng Liễu Trực dùng kiếm của Âm Ma Tông đâm xuyên qua tim. Hồ Chấn Sương bên cạnh nói tiếp: "Phổ Dương Khang bị đánh một trận, sau đó bị người ta giẫm nát đầu mà chết." Lúc này, Lý Nghiêm Minh nhìn thi thể Bạch Chiết Cửu, nói: "Bạch Chiết Cửu trúng chưởng của Huyền Ma Tông, do nội thương và mất máu quá nhiều mà chết." Thiên Như Mệnh nhìn Thiên Ngũ Ngôn hai người, sau đó nói: "Nếu theo lời các ngươi nói là ta giết bọn họ, vậy chẳng phải ta còn biết giải độc và dùng hàng loạt độc dược này sao? Nhìn thế nào cũng giống như năm người bọn họ cãi nhau, sau đó giết lẫn nhau." Lúc này, Thiên Ngũ Ngôn mới hiểu ra ý đồ của Thiên Như Mệnh, hắn không chỉ muốn loại Thiên Ngũ Ngôn, khi những thi thể này được đưa về tông môn của mình, bọn họ sẽ chỉ dựa theo vết thương trên thi thể để phán đoán hung thủ. Mục đích thật sự của Thiên Như Mệnh là để ngũ đại tông phái đấu đá lẫn nhau. Thiên Ngũ Ngôn biết mình trúng kế, nhưng đã muộn, hai người bọn họ bị Lý Nghiêm Minh bắt giam vào cấm địa. Khi Độc Ma Tông nhận được tin Bạch Chiết Cửu chết, lúc này, Độc Ma Tông vẫn đang trong thời gian tổ chức tang lễ cho Bạch Vật, dựa theo vết thương trên người, phán đoán là do Huyền Ma Tông làm. Mọi người Độc Ma Tông căm hận Huyền Ma Tông. Trước đó, Bạch Vật đã từ chối lời mời khiêu chiến của Thiên Như Mệnh, từ khi Ngũ Phu Nhân đến, Bạch Vật liền thay đổi chủ ý, hơn nữa, trên thi thể Bạch Vật cũng có độc của bà ta. Lúc này, có người đề nghị hiện tại tông chủ Huyền Ma Tông không có ở đây, chính là thời cơ tốt nhất để đánh lén. Thiếu tông chủ Tư Mã Lục sau khi suy nghĩ kỹ, quyết định 3 ngày sau sẽ tổ chức tang lễ cho Bạch Chiết Cửu trước, và ra lệnh tập hợp toàn bộ người của Độc Ma Tông đang tản mát trong giáo trước dạng. Sáng ngày mai, toàn bộ người Độc Ma Tông đều mặc đồ trắng, đêm khuya đánh lén Huyền Ma Tông, nhưng khi bọn họ đến trang viên Huyền Ma Tông, bên trong không có một bóng người. Lúc này, thiếu tông chủ Độc Ma Tông cảm thấy có gì đó không ổn, xem ra đã trùng kế. Mưa tiễn ngập trời bắn về phía bọn họ, không kịp đề phòng, bọn họ tổn thất nặng nề. Tiếp theo, xung quanh xuất hiện rất nhiều vũ khí, người Độc Ma Tông bị bao vây từ phía, chỉ có thể liều chết phản kháng. Lúc này, xuất hiện một lão giả tóc bạc, thực lực cao thủ ngũ lưu, người Độc Ma Tông không có ai là đối thủ của hắn. Hắn đi đến đâu, nơi đó liền có người ngã xuống. Nhanh chóng, hắn liền phát hiện ra thiếu tông chủ Độc Ma Tông, nhưng thiếu tông chủ không phải đối thủ của hắn, mấy chiêu sau liền bị thương nặng. Lúc này, Ngũ Phu Nhân chậm rãi bước ra, hai người Độc Ma Tông thấy Ngũ Phu Nhân xuất hiện liền xông lên tấn công bà ta, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, đầu hai người đó liền lìa khỏi thân thể, bị lão giả đó ấn xuống đất. Ngũ Phu Nhân chậm rãi bước tới, hắn vừa mở miệng định xin tha, Ngũ Phu Nhân liền bị chém đầu. Lúc này, toàn bộ người Độc Ma Tông đến đánh lén đều bị tiêu diệt. 3 ngày sau khi Thiên Ngũ Ngôn bị giam, thuộc hạ của hắn trở nên hỗn loạn. Bây giờ, Ma Quật Động đã là thiên hạ của Thiên Như Mệnh, thuộc hạ của Thiên Ngũ Ngôn trước kia liền lần lượt rút lui, cũng có một số người trung lập trước đó chọn gia nhập Thiên Như Mệnh, nhưng Thiên Như Mệnh vẫn luôn coi trọng sự trung thành, đều từ chối bọn họ. May mắn là Âm Ma Tông Tư Mã Trác và Đao Ma Tông Lý Nghiêm Thanh sau khi Thiên Như Mệnh đánh bại Bạch Vật liền chọn trở thành thuộc hạ của Thiên Như Mệnh, mà bây giờ Thiên Như Mệnh quyết định rời khỏi Ma Quật Động trước thời hạn. Lần này ra ngoài có 2 mục đích, một là dùng cách khác để tìm kiếm lối vào, hai là giáo chủ và đại trưởng lão đều đã rời khỏi Ma giáo. Thiên Như Mệnh dẫn theo 5 thuộc hạ cùng ra ngoài, tối hôm đó liền đến trang viên Phi Hoàn Quỷ Tông, 2 hộ vệ ở cửa đều đeo mặt nạ. Sau khi hắn nói rõ thân phận, liền có một nữ nhân trang điểm lê loẹt thò đầu ra từ trong cửa. Đây là tông môn thần bí nhất Thiên Ma Thần Giáo, tất cả mọi người bên trong đều đeo mặt nạ, không ai từng thấy dung mạo thật của bọn họ. 7 người này vậy mà lại giống hệt nhau. Thiên Như Mệnh rời khỏi Ma Quật Động, trước tiên đến Phi Hoàn Quỷ Tông. Người ra đón bọn họ là tổng quản Lưu, nhưng chỉ cho Thiên Như Mệnh một mình vào trong. Cuối cùng, Văn Khôi và Thiên Như Mệnh cùng nhau vào Phi Hoàn Quỷ Tông, đến đại sảnh, bên trong có 7 người giống hệt nhau đang ngồi. Lưu Nhược Yên đi đến trước mặt người ngồi chính giữa, "Tông chủ, ta đã đưa khách đến." Thiên Như Mệnh nhìn 7 người trước mặt, không chỉ dung mạo giống hệt nhau, ngay cả khí chất cũng giống nhau. Lúc này, Văn Khôi đột nhiên truyền âm nói, "Người này giống hệt trưởng lão Hòa Nhất." Thiên Như Mệnh khẽ hành lễ, "Ta là Thiên Như Mệnh, vừa nhậm chức thập nhị trưởng lão." Văn Khôi bên cạnh cũng nói, "Ta là Văn Khôi của Ma Long Trưởng Tông, bái kiến tông chủ." Nghe vậy, vẻ mặt Hòa Nhất hơi thay đổi, tiếp đó mỉm cười nói, "Đã lâu không gặp, trước khi vào Ma Quật Động ta và Văn Ngôn ca từng gặp mặt. Ngươi quản lý Ma Long Trưởng Tông rất tốt." Mà lúc này, Văn Khôi lại truyền âm cho Thiên Như Mệnh, "Ngươi chắc chắn người đó là trưởng lão Hòa Nhất sao? bởi vì chỉ có hắn mới biết ta từng dẫn người đến Ma Long Trưởng Tông. Mục đích Thiên Như Mệnh đến đây lần này chính là muốn có được lệnh bài thân phận của trưởng lão Hòa Nhất, bởi vì muốn trở thành thiếu giáo chủ chỉ có hai cách, một là có được sự ủng hộ của 12 tông chủ cao tầng, hai là có được sự ủng hộ của 3 trong số 12 vị trưởng lão. Ngọc bội là biểu tượng thân phận của trưởng môn, giao ngọc bội cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận người đó là thiếu giáo chủ, đồng thời cũng có nghĩa là thể chết đi theo hắn. Hòa Nhất hy vọng Thiên Như Mệnh có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn. Khảo nghiệm đầu tiên là quan sát, hắn để Thiên Như Mệnh tìm ra tông chủ thật sự. Những người này đeo mặt nạ, ngay cả tóc cũng giống nhau, rất khó phân biệt. Hòa Nhất cười nói, nào, chúng ta vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện. Đúng lúc này, Thiên Như Mệnh đột nhiên nói, ta tìm thấy rồi. Sau đó quay đầu nhìn tổng quản Lưu, Lưu Nhược Yên lúng túng cười, không phải là ta chứ? Thiên Như Mệnh giải thích, ngài để ta tìm tông chủ, cũng không nói nhất định phải là một trong 7 người. Lưu Nhược Yên bên cạnh nói, chỉ bằng một câu nói mà đã nói ta là tông chủ, cách lựa chọn cũng quá qua loa rồi. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, Thiên Như Mệnh đột nhiên vỗ một chưởng vào cổ hắn. Lưu Nhược Yên giơ tay lên đỡ đòn này, không thể giả vờ nữa. Sao ngươi biết? Lúc trước khi Văn Khôi chào hỏi, người nọ nói chuyện có âm điệu rõ ràng, lúc đó Thiên Như Mệnh đã nâng cao cảnh giác. Người truyền âm sẽ có âm điệu hơi khác, nhưng môi của người nọ không hề cử động, không phải người truyền âm. Hắn để nano hệ thống phân tích âm thanh của người nọ, nano hệ thống có thể bắt được âm thanh ở các tần số khác nhau. Lúc này hắn liền nghe thấy giọng nói truyền âm, nhưng những điều này Thiên Như Mệnh không thể nói ra. Thiên Như Mệnh giải thích, sau khi Văn Khôi chào hỏi, người trả lời có hơi dừng lại, sau đó ta liền biết có người truyền âm, nhưng trong 7 người không ai có âm điệu thay đổi, không phải người truyền âm. Vậy trong tất cả mọi người ở đây, người có thể truyền âm chỉ có người. Lưu Nhược Yên mỉm cười, tự giới thiệu lại, ta là Lưu Nhược Yên, tông chủ Phi Hoàn Quỷ Tông. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm đầu tiên, vậy chúng ta bắt đầu khảo nghiệm thứ hai. Nói xong, hắn vỗ một chưởng về phía Thiên Như Mệnh. Tiếp đó, một chiêu quỷ ảnh chưởng tấn công. Thiên Như Mệnh sử dụng kiếm pháp đỡ đòn, nhưng vẫn bị hắn nắm lấy cổ áo, đá một cước. Thiên Như Mệnh trước đó từng xem quỷ ảnh chưởng pháp ở tầng 5 của thư phòng, nhưng người này sử dụng tinh diệu hơn, không có chút sơ hở nào. Hòa Nhất chậm rãi bước tới, ngươi thắng rồi. Tông chủ Độc Ma Tông tuy trông giống đàn ông, nhưng thật ra là ta vẫn luôn muốn đánh với hắn một trận, nhưng vẫn chưa tìm được lý do thích hợp. Nhưng đã ngươi thắng hắn, vậy giao đấu với ngươi cũng không sao. Lúc này, thị nữ bên cạnh đưa vũ khí của bà ta tới, bà ta bước vào sân. Võ công độc môn của bà ta là Phi Hoàn Quỷ Đao. Thấy đối phương sử dụng đao, Thiên Như Mệnh cũng rút Bạch Long đao ra. Đệ nhất mỹ nữ Thiên Ma Thần Giáo vậy mà lại là đàn ông. Hắn là tông chủ Phi Hoàn Quỷ Tông, vì tu luyện quỷ âm công nên từ nhỏ đã phải. Ngay vừa nãy, Thiên Như Mệnh sau khi rời khỏi Ma Quật Động, trước tiên đến Phi Hoàn Quỷ Tông, vì muốn trở thành thiếu giáo chủ, hắn phải có được sự ủng hộ của 3 vị trưởng lão. Muốn có được sự ủng hộ của Phi Hoàn Quỷ Tông thì trước tiên phải đánh bại tông chủ. Hai bên đều là cao thủ dùng đao, Hòa Nhất sử dụng võ công độc môn của hắn, Phi Hoàn Quỷ Đao. Thiên Như Mệnh rút Bạch Long đao ra, hai đao va chạm vào nhau, phát ra tiếng keng keng. Cao Vọng Nhất và hơn trăm thuộc hạ bên ngoài nghe thấy tiếng đánh nhau liền tưởng Thiên Như Mệnh gặp nguy hiểm bên trong. Bạch Kỳ một cước đá văng cửa, mọi người xông vào. Mà lúc này, Thiên Như Mệnh và Hòa Nhất đang đánh nhau kịch liệt. Hòa Nhất vỗ một chưởng, chỉ với thực lực như vậy mà cũng muốn có được sự ủng hộ của ta sao? Thiên Như Mệnh sử dụng Điệp Vũ đao pháp không thể áp chế được đao pháp của bà ta, hắn quyết định sử dụng chiêu thức khác. Hòa Nhất thấy Thiên Như Mệnh đột nhiên thay đổi chiêu thức rất kỳ lạ, trước đó bà ta chưa từng thấy chiêu thức kỳ lạ như vậy. Thiên Như Mệnh thản nhiên nói, ta có thể không khống chế được lực đạo, xin ngài nhất định phải cẩn thận. Thấy Thiên Như Mệnh nói vậy, Hòa Nhất quyết định nghiêm túc. Tuyệt kỹ của Phi Hoàn Quỷ Đao, Phi Hoàn Quỷ Đao thiên ảnh, vô số đao ảnh va chạm trên không trung, phát ra tiếng đùng đùng. Cuối cùng, Hòa Nhất thua, trường đao trong tay bị Thiên Như Mệnh đánh gãy. Hòa Nhất thấy Thiên Như Mệnh chém một đao về phía mình, đối mặt với đao khí mạnh mẽ, bà ta trực tiếp nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn, mà Cao Vọng Nhất vừa xông vào, đã bị ngoại đường đường chủ Ngô Công của Phi Hoàn Quỷ Tông chặn lại. Đúng lúc này, bọn họ cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ, sau đó, vách đá trước mặt liền bị chém ra một lỗ hổng. Đòn tấn công này của Thiên Như Mệnh làm rung chuyển mặt đất, đao khí mạnh mẽ chém ra một đường rãnh sâu trên mặt đất. Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, vội vàng nhìn vào bên trong, mà đòn tấn công này của Thiên Như Mệnh vừa vặn dừng lại trước mặt Hòa Nhất. Hòa Nhất cũng bị uy lực của đòn tấn công này làm cho chấn động, trực tiếp quỳ xuống, vội vàng dâng ra ngọc bội. Cao Vọng Nhất và những người khác lúc này bay đến. Bên trong chính điện, Thiên Như Mệnh muốn xem dung mạo thật của Hòa Nhất dưới lớp mặt nạ, nhưng bị từ chối. Phi Hoàn Quỷ Tông kỳ thực nằm dưới sự quản lý của Đa Lợi, phụ trách ám sát và quản lý tình báo, ngoại trừ giáo chủ, không ai từng thấy dung mạo thật của hắn. Lúc này, Thiên Như Mệnh nghĩ tới Hòa Nhất trong Ma Quật Động, lúc trước ở Ma Quật Động, hắn từng muốn thu nạp bà ta làm thuộc hạ, nhưng bị từ chối, nói là không có sự cho phép của tông chủ sẽ không gia nhập bất kỳ tổ chức nào, nhưng hắn có nano hệ thống, lúc đó hắn đã biết Hòa Nhất là nữ. Lúc này, Hòa Nhất đột nhiên nói, Hòa Nhất là đàn ông. Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên, bà ta tiếp tục giải thích, tâm pháp của Phi Hoàn Quỷ Tông chúng ta, Quỷ Âm Công, âm thịnh dương suy, vì vậy, để luyện Quỷ Âm Công, từ nhỏ đã phải Hòa Nhất là do thái sư nhận nuôi. Nghe vậy, Cao Vọng Nhất và Hứa Phong ngẩn người. Sau khi rời khỏi Phi Hoàn Quỷ Tông, Thiên Như Mệnh trở về nơi hắn lớn lên. Sau khi hắn vào Ma Quật Động, Trương Hộ Vệ vẫn luôn sống ở đây. Vào trong sân, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng khi Thiên Như Mệnh đi đến cửa phòng, hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn không cảm nhận được khí tức của Trương Hộ Vệ. Thiên Như Mệnh trở về nơi hắn lớn lên, nhưng không tìm thấy Trương Hộ Vệ, hắn để thuộc hạ tìm khắp cả sân, sân được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Trương Hộ Vệ. Hắn đứng trên cao, bắt đầu để nano hệ thống quét hình toàn bộ sân, phát hiện một vết kiếm nhỏ trên tường rào. Lúc này, Cao Vọng Nhất cũng đi tới, nhìn thấy vết kiếm, nói: "Trương Hộ Vệ lúc này bị tập kích rồi." Lúc này, Thiên Như Mệnh tràn đầy sát khí, tông phái dùng kiếm chỉ có Kiếm Ma Tông, Huyền Ma Tông và Âm Ma Tông, khả năng của ba tông phái này rất cao. Lúc này, Cao Vọng Nhất nói: "Mục tiêu của bọn họ không phải Trương Hộ Vệ, mà là giáo chủ. Nếu bọn họ biết ngài ra khỏi Ma Quật Động, bọn họ nhất định sẽ tìm cách tiếp cận ngài." Vì vậy, Cao Vọng Nhất nghĩ ra một kế. Bên kia, trong phòng khách của Huyền Ma Tông, Trương Hộ Vệ đã bị đánh đến mức toàn thân là máu, ngất xỉu. Ngũ phu nhân đang tra tấn hắn, hung dữ hỏi: "Giáo chủ có truyền thụ tâm pháp đó cho hắn không?" Mà Trương Hộ Vệ lúc này bị đánh đến mức không nói nên lời, chỉ có thể lẩm bẩm: "Không có." Mà Ngũ phu nhân không tin lời hắn nói, ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục tra tấn. Đúng lúc này, một thuộc hạ đột nhiên chạy vào nói: "Thiên Như Mệnh ra khỏi Ma Quật Động rồi." Nghe vậy, Ngũ phu nhân nở nụ cười, lúc này ra ngoài, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Trong quán trọ, ba người Thiên Như Mệnh đang yên lặng ăn cơm, xung quanh có một số người nhìn chằm chằm bọn họ, mà bọn họ đang đợi những người đó chủ động tiếp cận. Kế sách của Cao Vọng Nhất trước đó là dùng Thiên Như Mệnh làm mồi nhử, ba người còn lại chia nhau theo dõi ba tông môn. Đúng lúc này, một giọng nói truyền âm vang lên trong đầu Thiên Như Mệnh, bảo hắn một mình đến Độc Ma Tông và uy hiếp hắn, nếu dám dẫn người đến sẽ chém đứt một tay Trương Hộ Vệ. Mà Thiên Như Mệnh dựa vào nano hệ thống đã phát hiện ra người truyền âm chính là tiểu nhị ở cửa, nhưng không nhìn rõ mặt. Thiên Như Mệnh vỗ một chưởng vào bàn, đột nhiên đứng dậy, tiếng động trong đại sảnh cũng theo đó im bặt. Thiên Như Mệnh đi về phía cửa, người nọ đã biến mất. Giây tiếp theo, Thiên Như Mệnh hành động, mấy người đứng ở cửa liền bị đánh ngã. Thiên Như Mệnh bóp cổ một nam tử, hỏi hắn: "Ngươi là người của tông phái nào?" Nam tử đó lắp bắp nói: "Không phải tông phái nào cả." Thiên Như Mệnh trầm mặt, khuyên: "Ngươi thành thật khai báo, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì." Khí thế mạnh mẽ khiến người nọ run rẩy, do áp lực quá lớn, nam tử đó trực tiếp ngất xỉu. Thiên Như Mệnh để thuộc hạ khiêng mấy người đó về, trở về chỗ ở, mấy người đó khai báo là được người ta thuê đến theo dõi Thiên Như Mệnh. Sau khi kiểm tra lệnh bài thân phận của bọn họ, xác nhận đều là người bình thường. Sau khi có được câu trả lời chính xác, Thiên Như Mệnh đánh ngất bọn họ, giam lại. Một lúc sau, Cao Vọng Nhất về, hắn phụ trách theo dõi Âm Ma Tông. Không có gì bất thường. Lại qua một khoảng thời gian, bây giờ đã quá giờ hẹn rồi, nhưng Bạch Kỳ và Tư Mã Trác hai người vẫn chưa về. Thiên Như Mệnh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Mà bên kia, tại trang viên của Ngũ phu nhân, thuộc hạ khiêng hai người đến, sau khi ném bọn họ xuống đất, nhìn kỹ, chính là Bạch Kỳ và Tư Mã Trác đã đi theo dõi Huyền Ma Tông và Kiếm Ma Tông, hai người bọn họ đều bị Ngũ phu nhân của Huyền Ma Tông bắt. Đêm khuya, Thiên Như Mệnh một mình đến trang viên Độc Ma Tông. Lúc này, Ngũ phu nhân đã đợi hắn từ lâu, xung quanh toàn là cao thủ bịt mặt, nhìn thấy Thiên Như Mệnh liền nhớ lại cảnh tượng lúc nhỏ, mấy phu nhân cùng đến gây khó dễ cho mẫu thân hắn, bức bà uống thuốc khiến bà không thể tu luyện nội công. Thiên Như Mệnh trực tiếp hỏi: "Trương Hộ Vệ và thuộc hạ của ta đang ở đâu?" Ngũ phu nhân lạnh lùng nói: "Đã bắt được con tin rồi, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng giao ra sao?" Ánh mắt Thiên Như Mệnh tràn đầy sát khí, Ngũ phu nhân thấy ánh mắt của hắn liền cười khẩy, ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh phế bỏ nội công của hắn trước. Một lão giả bên cạnh duỗi tay ra, từ từ tiến lại gần Thiên Như Mệnh: "Nếu muốn cứu Hộ Vệ và thuộc hạ của ngươi thì đừng chống cự." Mà Thiên Như Mệnh lại trực tiếp nói: "Lúc trước ở quán trọ, ngươi dùng truyền âm uy hiếp ta chính là ngươi." Nghe vậy, lão giả đó khựng lại, tiếp theo vận công vỗ một chưởng vào đan điền Thiên Như Mệnh. Thiên Như Mệnh đưa tay ra, liền nắm chặt tay lão giả, tiếp theo dùng sức, xương cổ tay của lão giả liền bị hắn dễ dàng bẻ gãy. Thấy vậy, Ngũ phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, mà Thiên Như Mệnh liền đưa cho bà ta một hộp nhỏ. Khi Ngũ phu nhân mở hộp ra, thấy thứ bên trong, ánh mắt lập tức ngây ra. Ngũ phu nhân mở hộp ra, bên trong vậy mà lại là một nhãn cầu, bà ta liền hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Mà Thiên Như Mệnh lại thản nhiên nói: "Ngươi không nên hỏi ta đây là nhãn cầu của ai sao?" Lúc này, Ngũ phu nhân lập tức nghĩ tới con trai mình, Thiên Ngũ Ngôn, nhưng bà ta vẫn không tin, bởi vì Thiên Ngũ Ngôn ở Ma Quật Động, cả hộ pháp không thể nào mặc kệ, nhưng bà ta không biết, 2 canh giờ trước, Thiên Như Mệnh đến cấm địa tìm Thiên Ngũ Ngôn. Lúc này, nội lực của Thiên Ngũ Ngôn đã bị phế bỏ. Thiên Như Mệnh dùng nội lực trói buộc hắn. Ban đầu, hắn định cứu Trương Hộ Vệ ra rồi coi như xong chuyện này, nhưng Thiên Như Mệnh lại đột nhiên biết được chân tướng cái chết của mẫu thân, vì vậy hắn liền tìm Thiên Ngũ Ngôn, người rất quan trọng với Ngũ phu nhân. Lúc này, Thiên Ngũ Ngôn vẫn còn cười khẩy nói: "Nếu ngươi dám động vào ta, tên gọi là Trương Hộ Vệ kia sẽ chết càng thảm hơn." Nhưng chưa đợi hắn nói xong, Thiên Như Mệnh đã chém đứt 2 tay hắn, nhưng hắn thấy chỉ chém 2 tay không đủ để Ngũ phu nhân sợ hãi, vì vậy, hắn quyết định móc mắt Thiên Ngũ Ngôn. Lúc này, Thiên Như Mệnh thấy Ngũ phu nhân vẫn không chịu khuất phục, hắn lại ném cho bà ta một lệnh bài thân phận. Thấy lệnh bài thân phận này, Ngũ phu nhân hoàn toàn tin tưởng người bị móc mắt là Thiên Ngũ Ngôn. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi muốn gì?" Thiên Như Mệnh bình tĩnh nói: "Thả thuộc hạ của ta và Trương Hộ Vệ ra." Vì vậy, Ngũ phu nhân liền định giả vờ trao đổi con tin, trước tiên cứu Thiên Ngũ Ngôn ra, bà ta ra lệnh cho thuộc hạ đưa Trương Hộ Vệ bọn họ đi, sau đó hỏi: "Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết con ta đang ở đâu rồi chứ?" Thiên Như Mệnh trả lời: "Thuộc hạ của ta đang canh giữ Thiên Ngũ Ngôn ở cấm địa." Thấy dễ dàng có được nhãn cầu của Thiên Ngũ Ngôn như vậy, bà ta mừng thầm, định sau khi cứu con mình ra sẽ giết chết thuộc hạ của Thiên Như Mệnh. Thiên Như Mệnh đưa lệnh bài thân phận của mình cho Ngũ phu nhân để bà ta cầm đi đổi. Ngũ phu nhân trực tiếp ra lệnh cho lão giả bên cạnh đến Ma Quật Động và bí mật truyền âm cho hắn để hắn giết chết tất cả mọi người, chỉ để lại Thiên Ngũ Ngôn. Lão giả tóc bạc dẫn người đến Ma Quật Động, lại phát hiện hộ vệ hôm nay rất lỏng lẻo, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, một đường sông lên cấm địa trên núi. Gần đến đỉnh núi, hắn an bài thuộc hạ mai phục ở sườn núi, chờ hắn cứu Thiên Ngũ Ngôn ra sẽ đánh lén thuộc hạ của Thiên Như Mệnh. Lão giả vừa bước vào cấm địa, vẻ mặt lập tức ngây ra, bên trong không có Thiên Ngũ Ngôn mà là tổng giáo tập Hồ Chấn Sương. Lão giả lập tức cảm thấy mình trúng kế, vội vàng chạy ra khỏi cấm địa, nhưng khi hắn ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền chết lặng, trước mặt toàn là thi thể, những người mai phục trước đó đều bị giết. Từ xa có một người chậm rãi đi tới, chưa kịp để hắn nhìn rõ người tới, đã bị người ta một kiếm chém chết. Mà lúc này, Ngũ phu nhân đang lo lắng chờ đợi. Thiên Như Mệnh nhìn Ngũ phu nhân đang lo lắng, trực tiếp nói ra suy nghĩ của bà ta: "Ngươi muốn giết chết thuộc hạ của ta, sau đó cứu con mình ra." Nghe vậy, Ngũ phu nhân ý thức được mình bị lừa, Huyền Ma Tông chắc chắn gặp nguy hiểm, vì vậy vội vàng quay về Huyền Ma Tông. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong sân, nhìn kỹ, trong tay hắn cầm chính là đầu của lão giả đó. Thiên Như Mệnh nói: "Vất vả rồi, tả hộ pháp." Mà Ngũ phu nhân lúc này mới biết Lý Nghiêm Minh đã đầu quân cho Thiên Như Mệnh, bà ta tức giận chất vấn: "Tả hộ pháp ra từ khi nào lại ủng hộ ứng cử viên chưa được xác định là thiếu giáo chủ, đây là vi phạm quy định của bản giáo." Mà Lý Nghiêm Minh thản nhiên nói: "Bây giờ trận chiến tranh đoạt thiếu giáo chủ đã kết thúc." Ngũ phu nhân lập tức cầm nín. Thiên Như Mệnh tiếp tục nói: "Xem ra ngươi vẫn còn hy vọng, ngươi có phải nghĩ, nếu giết chết ta ở đây, những người còn lại sẽ có cơ hội tranh giành lẫn nhau." Lúc này, Ngũ phu nhân vẫn còn cứng miệng: "Ta khuyên ngươi đừng giở trò nữa, nếu ta không vui thì tên hộ vệ đó." Chưa nói xong, một thuộc hạ hoảng sợ chạy vào, miệng hô to: "Cứu!" Bên ngoài trang viên bị mấy trăm người bao vây. Lúc này, Hoàn Nhất cũng vội vàng chạy tới. Tông chủ Phi Hoàn Quỷ Tông Hoàn Nhất làm theo lệnh của giáo chủ, thuộc hạ của công tử đều bị thương, nhưng hộ vệ của công tử nguy kịch, ta đã đưa đại phu đến. Nghe nói Trương hộ vệ nguy kịch, Thiên Như Mệnh tràn đầy sát khí, khí thế mạnh mẽ khiến mọi người run rẩy. Lúc này, Ngũ phu nhân vẫn không chịu thừa nhận mình đã sai. Đúng lúc này, Cao Vọng Nhất và Hứa Phong áp giải Thiên Ngũ Ngôn và Trần Vân đến. Ngũ phu nhân vốn định hãm hại Thiên Như Mệnh, nhưng không ngờ lại từng bước rơi vào bẫy của Thiên Như Mệnh. Nhìn con trai mình trong tay bọn họ, Ngũ phu nhân bịch một tiếng, quỳ xuống trước Thiên Như Mệnh, khóc lóc cầu xin. Bà ta cầu xin Thiên Như Mệnh tha cho con bà ta, nhưng đúng lúc này, bà ta lén truyền âm cho Thiên Ngũ Ngôn: "Nhớ kỹ mối thù hôm nay, sau này khi con ra ngoài, lúc nào cũng có thể báo thù. Hơn nữa, chỉ cần có thể cứu con, mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì." Lúc này, Thiên Ngũ Ngôn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Ngũ phu nhân lại nói với Thiên Như Mệnh: "Chúng ta chọn đầu hàng, tuyệt đối không làm hại công tử Thiên Như Mệnh, xin ngài đại phát từ bi." Mà Thiên Như Mệnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thiên Ngũ Ngôn. Thiên Như Mệnh đi đến trước mặt Thiên Ngũ Ngôn, đột nhiên nói: "Thả hắn ra." Cao Vọng Nhất nghe vậy liền ngẩn người, mà Lý Nghiêm Minh bên cạnh cũng tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Thiên Như Mệnh lại nói: "Thả hắn ra, tránh sang một bên." Ngũ phu nhân lúc này thầm mừng trong lòng, kế hoạch thành công. Nhưng ngay sau đó, Thiên Như Mệnh dùng kiếm khí bao phủ Thiên Ngũ Ngôn và Trần Vân. Tiếp đó, chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, tứ chi Thiên Ngũ Ngôn hai người đều bị kiếm khí chém đứt. Cuối cùng, Thiên Như Mệnh chém một kiếm vào đầu Thiên Ngũ Ngôn. Thấy vậy, Ngũ phu nhân phát điên chạy tới muốn ngăn cản, nhưng đã muộn, đầu Thiên Ngũ Ngôn lìa khỏi thân thể. Mọi người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc. Lúc này, Ngũ phu nhân ôm đầu Thiên Ngũ Ngôn khóc lóc thảm thiết. Thiên Như Mệnh chậm rãi bước đến trước mặt bà ta: "Bây giờ ngươi đau khổ sao? Đây đều là nỗi đau ta từng trải qua, bây giờ đến lượt ngươi." Những người Huyền Ma Tông bên cạnh muốn xông lên, lại bị một đường kiếm khí chặn lại. Lý Nghiêm Minh thản nhiên nói: "Ai dám bước lên trước một bước, ta không dám đảm bảo sẽ tha cho các ngươi." Nhưng lão giả tóc bạc vẫn xông về phía Thiên Như Mệnh. Giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện, lão giả đó liền bị giết chết. Lúc này, Ngũ phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao ngươi lại làm vậy, Thiên Như Mệnh? Tại sao ngươi lại giết con ta?" Thiên Như Mệnh thản nhiên nói: "Bởi vì ngươi đã giết mẫu thân ta." Ngũ phu nhân còn muốn cãi lại, Thiên Như Mệnh từ trong ngực lấy ra một lá thư, ném xuống đất. Khi bà ta nhìn thấy nội dung lá thư, ánh mắt lập tức ngây ra. Đây là thư Thiên Tòng Tiền đưa cho Thiên Như Mệnh. Lúc trước Độc Ma Tông đánh lén Huyền Ma Tông đã tổn thất 8 phần lực lượng chiến đấu, lần này nghe nói thuộc hạ của Thiên Như Mệnh bị Huyền Ma Tông bắt, Thiên Tòng Tiền nắm bắt cơ hội này, hắn muốn để Huyền Ma Tông và Thiên Như Mệnh đấu đá lẫn nhau, vì vậy hắn nói cho Thiên Như Mệnh biết chuyện hắn tận mắt chứng kiến năm đó. Ngũ phu nhân lúc này hoàn toàn tuyệt vọng, bà ta không cam tâm, cuối cùng lại bị tên phế vật Thiên Tòng Tiền hãm hại. Bà ta đột nhiên hô lớn: "Đúng vậy, là ta giết mẫu thân ngươi, sao nào, ngươi muốn giết đệ tử bản giáo sao? Cuối cùng lại giết ta, chỉ bằng ngươi cũng dám động vào ta, huynh trưởng ta là đại trưởng lão, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi dám động vào ta một cái, ngươi và thuộc hạ của ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn." Chưa nói xong, Thiên Như Mệnh đã chém mù hai mắt bà ta, tiếng kêu la đau đớn vang vọng khắp trang viên. Ngũ phu nhân kêu gào: "Mắt của ta, mắt của ta!" Thiên Như Mệnh lạnh lùng nói: "Ngươi không có tư cách nhìn ta." Ngũ phu nhân vẫn không ngừng chửi rủa Thiên Như Mệnh. Giây tiếp theo, Thiên Như Mệnh trực tiếp chém đứt lưỡi bà ta, thản nhiên nói: "Ngươi cũng không có tư cách nói chuyện." Những người Huyền Ma Tông bên cạnh hô lớn: "Ngươi không sợ đại trưởng lão trả thù sao? Ở đây không phải toàn bộ lực lượng của bản tông, nếu đại trưởng lão biết chuyện này, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu." Mà Thiên Như Mệnh lại thản nhiên nói: "Điều kiện tiên quyết là hắn phải biết, Chỉ thấy hắn thuận tay vung lên, cánh cửa bên cạnh bị đá văng. Nhìn kỹ, bên trong toàn là thi thể của người Độc Ma Tông. Thiên Tòng Tiền cũng ở đó. Thiên Như Mệnh nói tiếp, các ngươi đánh nhau với Độc Ma Tông, sau đó cùng chết, cũng không ai biết. Nghe vậy, những người Huyền Ma Tông lập tức chết lặng. Thiên Như Mệnh nói, nghe theo lệnh của ta, giết chết bọn họ. Thiên Như Mệnh quyết định giết hết người của Huyền Ma Tông. Trang viên Huyền Ma Tông chìm trong biển máu, khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết, có người liều mạng muốn chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị giết. Ngũ phu nhân hai mắt không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu la của người Huyền Ma Tông. Thiên Như Mệnh giẫm một cước lên đầu Ngũ phu nhân, đợi tiếng kêu la xung quanh dừng lại, liền đến lượt ngươi, đồ đàn bà độc ác. Lúc này, Ngũ phu nhân vẫn không dám tin mình sắp chết, bà ta không muốn chết, bà ta muốn sống. Theo người cuối cùng ngã xuống dưới kiếm của Lý Nghiêm Minh, toàn bộ người Huyền Ma Tông đều bị tiêu diệt. Hắn để nano hệ thống sao chép toàn bộ độc dược của Độc Ma Tông, sau đó dùng lên thi thể của Huyền Ma Tông. Cuối cùng, Thiên Như Mệnh chậm rãi bước đến trước mặt Ngũ phu nhân, một kiếm đâm xuyên qua người bà ta. Độc Ma Tông và Huyền Ma Tông bị tiêu diệt hoàn toàn, những kẻ gây họa đều bị giết sạch. Tin tức này liền lan truyền khắp Ma giáo, trên đường phố toàn là người bàn tán chuyện này, nhưng bọn họ đều chỉ trích Huyền Ma Tông, bởi vì Độc Ma Tông đã bị diệt môn. Đây đều là do Phi Hoàng Quỷ Tông Hòa Nhất sai thuộc hạ đi loan tin. Tại biệt viện Phi Hoàng Quỷ Tông, Thiên Như Mệnh đang lo lắng đứng đợi ở cửa. Lúc này, cửa phòng mở ra, Bạch Đại Phủ vội vàng bước ra. Thiên Như Mệnh lo lắng hỏi, Trương Hộ Vệ sao rồi? Bạch Đại Phủ nói, ngài không cần lo lắng, hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng răng của hắn bị đánh gãy hết, xem ra phải uống thuốc cả đời rồi. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh lộ ra vẻ mặt, Cao Vọng Nhất và những người khác trở về. Sau khi biết Trương Hộ Vệ không còn nguy hiểm đến tính mạng, Thiên Như Mệnh không nghỉ ngơi chút nào. Hiện tại giáo chủ và tông chủ đều không có ở Ma giáo, đợi bọn họ quay về nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào để trả thù, vì vậy Thiên Như Mệnh phải chuẩn bị kỹ càng trước khi bọn họ quay về. Hiện tại còn cần sự ủng hộ của hai vị trưởng lão nữa, Cửu trưởng lão đợi Tư Mã chắc khỏi hẳn, cùng nhau đến chắc là sẽ dễ dàng thuyết phục. Người còn lại chỉ có thể đến Ma Nhãn Kiếm Tông, nhưng tông chủ Ma Nhãn Kiếm Tông là sư muội của trưởng lão Liên Mạo Hoa, nữ trưởng lão này tính tình cổ quái. 5 người ở trang viên đều không có ở đó, chỉ có vài người hầu, nhưng nghe nói vài năm sẽ tụ tập cùng Kiếm Ma Tông và Huyền Ma Tông. Lúc trước Lý Nghiêm Minh đã nói tuy bà ta là thập trưởng lão, nhưng quyền hành của bà ta lại nằm trong tay Lý Nghiêm Minh. Thiên Như Mệnh và những người khác đến Ma Nhãn Kiếm Tông. Hứa Phong gõ cửa lớn của trang viên, không bao lâu liền có một người hầu ra ngoài. Thiên Như Mệnh nói rõ thân phận, người hầu đó liền quay vào báo cáo. Lát sau, người hầu đó lại xuất hiện, nói: "Thật xin lỗi, chủ nhân nói nếu không phải giáo chủ đích thân đến thì bà ta không gặp." Thiên Như Mệnh suy nghĩ một chút, quyết định dùng uy thế để gây áp lực cho bà ta. Lúc này, xung quanh Thiên Như Mệnh tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, lập tức dọa người hầu đó sợ đến mức run rẩy. Duy trì một lúc, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Bất đắc dĩ, Thiên Như Mệnh đành phải từ bỏ cách này. Lúc này, Thiên Như Mệnh nói: "Ngươi hãy chuyển câu này cho Liên Mạo Hoa, ngươi và Huyền Ma Tông, Kiếm Ma Tông là cùng một ruột." Người hầu đó lại vào trong. Cao Vọng Nhất bên cạnh nói: "Ngài không phải muốn có được ngọc bội của thập trưởng lão sao? Tại sao lại nói như vậy?" Thiên Như Mệnh trả lời: "Ta muốn xem bà ta muốn làm người ngoài cuộc hay trở thành địch nhân của ta." Đúng lúc này, trong sân đột nhiên truyền đến một luồng khí mạnh mẽ. Cố ý là người hầu đó đi ra mời Thiên Như Mệnh vào trong. Vào trong, chỉ thấy một nữ nhân khí thế hùng hồn đang nhìn bọn họ. Thiên Như Mệnh vừa hành lễ xong, trưởng lão Liên kích động nói lớn: "Ngươi, bất kể ngươi là người Thiên gia hay là trưởng lão, đừng hòng ta sẽ khách sáo với ngươi." Khiến Thiên Như Mệnh ngẩn người, nhưng chưa kịp nói gì, trưởng lão Liên đã rút kiếm chỉ vào Thiên Như Mệnh: "Cùng một ruột, vậy mà lại coi ta và đám phản đồ Kiếm Ma Tông, Huyền Ma Tông là cùng một loại người. Hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học." Chưa nói xong, trưởng lão Liên đã xông lên tấn công Thiên Như Mệnh, nhưng khi Thiên Như Mệnh nhìn thấy kiếm pháp bà ta sử dụng, vẻ mặt lập tức ngây ra. Chưa kịp để hắn nói gì, trường kiếm đã đến trước mặt. Thiên Như Mệnh vội vàng giơ kiếm lên đỡ đòn, hai kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng keng keng, mà trưởng lão Liên lúc này cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc. Trưởng lão Liên lùi lại mấy bước, hỏi: "Sao ngươi lại phá giải được kiếm pháp của ta?" Mà Thiên Như Mệnh không trả lời, ngược lại hỏi: "Sao ngươi lại học được kiếm pháp này?" Nghe vậy, trưởng lão Liên thầm kinh ngạc, chẳng lẽ hắn biết kiếm pháp này, liền lớn tiếng nói: "Đây là kiếm pháp của bản tông, không biết ngươi đang nói gì." Thiên Như Mệnh lại bình tĩnh nói: "Lần đầu tiên ta nghe nói Kiếm Ma có đồ đệ." Lúc này, Cao Vọng Nhất và những người khác bên cạnh nghe thấy Kiếm Ma cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Giáo chủ, đó là kiếm pháp gì vậy?" Thiên Như Mệnh thản nhiên nói: "Tĩnh Tâm Ma Kiếm, bắt nguồn từ Thiên Ma Kiếm Pháp." Nghe vậy, Cao Vọng Nhất càng thêm kinh ngạc: "Kiếm pháp thất truyền 500 năm trước, giáo chủ làm thế nào mà phá giải được kiếm pháp đó?" Lúc này, trong lòng trưởng lão Liên cũng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn là truyền nhân của vô danh? Trưởng lão Liên Mạo Hoa vốn định dùng Tĩnh Tâm Ma Kiếm để dạy dỗ Thiên Như Mệnh, không ngờ lại bị hắn một chiêu phá giải. Lúc này, trong lòng Liên Mạo Hoa cũng rất khó chịu, bà ta không tin Thiên Như Mệnh biết Tĩnh Tâm Ma Kiếm, chẳng lẽ là do vô danh truyền thụ cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn tự phủ định, bởi vì vô danh không thể nào truyền thụ cho người không liên quan gì đến kiếm tông. Thiên Như Mệnh nhìn vẻ mặt khó hiểu của trưởng lão Liên liền biết bà ta không biết truyền thừa thật sự của kiếm ma được giấu trong Ma Quật Động. Thiên Như Mệnh lại hỏi: "Làm thế nào mà ngươi luyện thành kiếm pháp này?" Liên Mạo Hoa đột nhiên lớn tiếng nói: "Tĩnh Tâm Ma Kiếm là kiếm pháp của kiếm tông, sao ngươi lại biết Tĩnh Tâm Ma Kiếm?" Thiên Như Mệnh lạnh lùng nói: "Đúng vậy, Tĩnh Tâm Ma Kiếm là kiếm pháp của kiếm tông, nhưng ngươi chắc cũng không phải người Kiếm Tông. Nghe vậy, Liên Mạo Hoa nghiến răng nghiến lợi, bà ta nổi giận, lại xông về phía Thiên Như Mệnh. Hai người lập tức giao đấu với nhau, kiếm khí mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi. Nhưng đúng lúc này, Thiên Như Mệnh đột nhiên phát hiện Tĩnh Tâm Ma Kiếm mà Liên Mạo Hoa sử dụng vậy mà lại khác với hắn biết, như đã được bổ sung thêm một số chỗ còn thiếu sót. Mà Liên Mạo Hoa lúc này càng thêm kinh ngạc, kiếm pháp Thiên Như Mệnh sử dụng cũng giống với bà ta, chỉ là thứ tự chiêu thức và cách thi triển khác nhau. Đúng lúc này, bà ta đột nhiên cảm thấy một lực hút mạnh, giây tiếp theo, trường kiếm của bà ta rời tay, thấy mình sắp đụng phải trường kiếm của Thiên Như Mệnh, nhưng ngay sau đó, lực hút mạnh mẽ đó lập tức biến mất, Liên Mạo Hoa ngã mạnh xuống đất. Tiếp theo, một thanh trường kiếm kề vào cổ bà ta. Lúc này, Liên Mạo Hoa càng thêm chắc chắn, kiếm pháp mà Thiên Như Mệnh vừa sử dụng chính là kiếm pháp bà ta thấy ở chỗ vô danh. Thiên Như Mệnh hỏi, có thể cho ta biết ngươi luyện kiếm pháp này như thế nào không? Liên Mạo Hoa lại nghiêng đầu đi chỗ khác, ta không thể nói cho ngươi biết. Để đền bù cho việc thua ngươi, ta nguyện ý trả giá bằng một cánh tay. Thiên Như Mệnh thấy bà ta kiên quyết như vậy cũng không biết nên làm thế nào, nhưng có thể chắc chắn là có liên quan đến vô danh trong miệng bà ta. Lúc này, Thiên Như Mệnh lại hỏi, vậy ngươi có quan hệ gì với Kiếm Ma Tông và Huyền Ma Tông không? Nghe vậy, Liên Mạo Hoa chần chừ. Thiên Như Mệnh nói tiếp, bởi vì ta và bọn họ là kẻ thù. Nghe thấy câu nói tiếp theo của Thiên Như Mệnh, lúc này Liên Mạo Hoa mới ý thức được hắn chính là người đã ra tay trong vụ việc lần trước. Lúc trước, khi họp trưởng lão, có người đã thảo luận về Thiên Như Mệnh trong cuộc họp, vì vậy bà ta biết một số chuyện về Thiên Như Mệnh. Liên Mạo Hoa giải thích với Thiên Như Mệnh, 500 năm trước, Kiếm Ma có 3 truyền nhân, Kiếm Ma muốn thu nhận người xuất sắc nhất trong số đó, Kiếm Thần làm đồ đệ, còn hai người kia thì bồi dưỡng thành giáo chủ và đường chủ. Nhưng Cảnh Xuyên và Võ Đấu Lang hai người lại có dã tâm, hai người dựa vào các tông môn nhỏ ủng hộ bọn họ, tạo phản giáo chủ. Kiếm Ma vô cùng thất vọng và tức giận, hắn cảm thấy truyền nhân của mình, vô danh, bị ảnh hưởng, liền đuổi cả ba người ra khỏi sư môn, bởi vì hai người đó chỉ muốn kế thừa Kiếm Tông, ngay cả Liên Hồng Tu cũng bị liên lũ. Sau khi Kiếm Ma rời khỏi sư môn, Liên Hồng Tu liền tự xưng là hậu nhân của Kiếm Ma, thành lập Kiếm Tông thứ hai, nhưng do hắn bị đuổi khỏi sư môn, vì vậy không được hội nghị trưởng lão công nhận, nhưng hội nghị trưởng lão lại công nhận Kiếm Ma Tông do Cảnh Xuyên thành lập và Huyền Ma Tông do Võ Đấu Lang thành lập, nói bọn họ là hậu nhân của Kiếm Tông. Liên Hồng Tu bất mãn, phản đối, nhưng lại bị giam vào cấm địa 10 năm với lý do sỉ nhục giáo chủ. Đợi hắn ra ngoài, Kiếm Ma Tông và Huyền Ma Tông đã phát triển lớn mạnh, hắn không còn cách nào khác, cuối cùng thành lập Ma Nhãn Kiếm Tông, quyết tâm khôi phục sư môn và đặt ra ba lời thề, thứ nhất là truyền thừa Kiếm Tông, thứ hai là tìm lại toàn bộ kiếm pháp của Kiếm Ma, thứ ba là trung thành với giáo chủ và bản giáo. Lúc này, Thiên Như Mệnh cũng rất kinh ngạc, lúc trước nghe Lý Nghiêm Minh nói truyền nhân của Kiếm Tông đều đầy dã tâm, không ngờ trong số đó còn có người kế thừa truyền thừa thật sự của Kiếm Tông. Lòng trung thành kéo dài 500 năm này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Thiên Như Mệnh đặt tay lên ngực, trịnh trọng nói, Ma Nhãn Kiếm Tông mới là hậu nhân thật sự của Kiếm Tông. Liên Mạo Hoa không ngờ câu nói mà bà ta muốn nghe nhất lại được nghe từ miệng Thiên Như Mệnh, bà ta cảm động đến mức hai mắt rưng rưng. Thiên Như Mệnh lại trịnh trọng mời trưởng lão Liên Mạo Hoa gia nhập và đảm bảo sẽ không để 6 đại tông môn làm càn nữa, sẽ không để bọn họ tiếp tục làm sằng làm bậy trong bản giáo. Liên Mạo Hoa không thể tin nổi nhìn Thiên Như Mệnh, ngươi thật sự làm được sao? Hứa Phong bên cạnh lớn tiếng nói, tuyệt đối làm được. Độc Ma Tông đã bị diệt môn, hiện tại Ngũ Phu Nhân của Huyền Ma Tông và những người khác cũng đều chết. Nghe vậy, Liên Mạo Hoa càng thêm nghi hoặc. Lúc này, Thiên Như Mệnh lại tung ra đòn quyết định, nếu ngươi đi theo ta, thề chết trung thành với ta, ta sẽ giúp ngươi kế thừa truyền thừa thật sự của Kiếm Ma, truyền thụ võ công của Kiếm Ma cho ngươi. Đúng lúc này, bà ta như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngồi xếp bằng xuống. Những thứ vẫn luôn khiến bà ta băn khoăn, sau khi xem Thiên Như Mệnh thể hiện kiếm pháp, bỗng nhiên cảm thấy thông suốt. Bà ta thật sự cảm nhận được chân ý của Kiếm Ma, toàn thân bị năng lượng ngũ sắc bao phủ. Thiên Như Mệnh liếc mắt một cái liền nhận ra trạng thái của Liên Mạo Hoa, bởi vì trước đó hắn cũng từng trải qua. Nhưng đúng lúc này, không biết từ đâu bay tới một mũi tên độc bắn về phía Liên Mạo Hoa. Thiên Như Mệnh mắt tinh tay nhanh, dùng nội lực khống chế mũi tên độc khi nó chỉ còn cách Liên Mạo Hoa 2 tấc. Lúc này, Cao Vọng Nhất cũng phát hiện ra một người, hắn lao về phía người nọ còn muốn bỏ chạy, nhưng vẫn bị Cao Vọng Nhất bắt được. Mà lúc này, Thiên Như Mệnh bên kia cũng đã chế ngự một người. Ngay khi Cao Vọng Nhất đang phân tâm, thì thấy người hắn bắt được đã cắn độc tự sát, hắn vội vàng quay người lại muốn nhắc nhở Thiên Như Mệnh, nhưng Thiên Như Mệnh đã sớm đề phòng, hắn khống chế miệng nam tử đó, rút ra một viên thuốc độc được buộc bằng dây độc từ miệng hắn, liền ra lệnh cho thuộc hạ giải độc cho Liên Mạo Hoa, lại lùng điểm huyệt cho nam tử đó, hỏi: "Ai sai người đến?" Nam tử đó không chịu nói, nhưng lại nhìn xung quanh như muốn làm gì đó. Thấy vậy, Thiên Như Mệnh dùng nội lực cạy miệng nam tử đó ra, sau đó rút ra một viên thuốc độc được buộc bằng dây độc, hắn lạnh lùng nói: "Ta sẽ bẻ gãy từng khúc xương của ngươi. Nếu ngươi đổi ý thì hãy chớp mắt." Tiếp theo liền nghe thấy tiếng xương gãy rắc rắc, mà lúc này, Liên Mạo Hoa đã đến giai đoạn cuối cùng, hoàn thành lột xác. Theo một luồng ánh sáng chói mắt, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt, nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, bà ta trực tiếp đi về phía Thiên Như Mệnh, sau đó quỳ xuống, "Công chủ Ma Nhãn Kiếm Tông, thập trưởng lão Liên Mạo Hoa, thề chết đi theo công tử Thiên Như Mệnh." Cứ như vậy, Thiên Như Mệnh có được thuộc hạ mạnh nhất. Tại thư phòng Ma Nhãn Kiếm Tông, Liên Mạo Hoa kể lại cho Thiên Như Mệnh nghe bà ta học được Tĩnh Tâm Ma Kiếm và 24 ma kiếm như thế nào. Đó là vào một đêm 8 năm trước, khi bà ta đang ở trang viên thì đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân bịt mặt, bà ta giao đấu với hắc y nhân đó, nhưng chỉ trong vài chiêu đã bị đánh bại. Sau đó, người nọ nói nếu muốn truyền thừa kiếm tông thì 3 ngày sau hãy đến đỉnh núi Ngũ Hành ở phía tây nam Thập Vạn Đại Sơn, sau đó liền biến mất. 3 ngày sau, Liên Mạo Hoa đến đỉnh núi, ở đây, bà ta gặp tông chủ Kiếm Ma Tông Cảnh Bổn Giới và tông chủ Huyền Ma Tông Võ Chính Viễn, bà ta không ngờ hắc y nhân đó cũng gọi hai người bọn họ đến. Không bao lâu, hắc y nhân đó liền xuất hiện, bọn họ muốn biết thân phận của hắc y nhân đó, nhưng hắc y nhân đó không nói cho bọn họ biết, chỉ để bọn họ gọi hắn là vô danh. Vì vậy, người bịt mặt liền truyền thụ Tĩnh Tâm Ma Kiếm cho 3 người bọn họ. Lúc này, Liên Mạo Hoa phản đối, bà ta cho rằng Kiếm Ma Tông và Huyền Ma Tông không phải hậu nhân thật sự của Kiếm Tông, không xứng đáng học Tĩnh Tâm Ma Kiếm. Tiếp theo, người bịt mặt lại thể hiện một chiêu kiếm pháp và nói cho bọn họ biết chiêu kiếm pháp này là kiếm pháp cuối cùng mà Kiếm Ma để lại. 3 năm sau, hắn sẽ truyền thụ cho người luyện Tĩnh Tâm Ma Kiếm hoàn hảo nhất. Sau khi trở về, Liên Mạo Hoa vì muốn có được truyền thừa thật sự của Kiếm Ma liền ngày đêm luyện tập. 3 năm sau, khi bọn họ lại gặp nhau trên đỉnh núi Ngũ Hành, Cảnh Bổn Giới và Võ Chính Viễn 2 người cũng đã luyện Tĩnh Tâm Ma Kiếm đến mức hoàn hảo. Vô Danh không phân biệt được cao thấp, liền cho bọn họ thêm một cơ hội, lại cho 2 năm, ai bổ sung được chỗ thiếu sót của Tĩnh Tâm Ma Kiếm, hắn sẽ truyền thụ 24 ma kiếm cho người đó. Nhưng Cảnh Bổn Giới và Võ Chính Viễn 2 người cũng rất cố gắng, lần thứ 2 vẫn không phân biệt được cao thấp, không còn cách nào khác, Vô Danh quyết định đổi cách, trong vòng 3 năm, ai có thể tái hiện chiêu thứ nhất của 24 ma kiếm mà hắn từng thể hiện. Cảnh Bổn Giới liền nói không có phương pháp vận khí và bí tịch, làm sao bọn họ luyện tập được chiêu thức chỉ thấy qua một lần. Vô Danh liền nói với bọn họ, kiếm pháp đó cần phương pháp vận khí đặc biệt, chỉ cần các ngươi có ý chí kế thừa truyền thừa thật sự của Kiếm Ma thì nhất định làm được. Sau đó, Vô Danh lại thể hiện kiếm pháp, uy lực không hề thua kém 24 ma kiếm, nhưng khi Vô Danh thi triển chiêu này, hắn ho ra máu, thân thể có vẻ rất yếu ớt. 3 năm sau, Vô Danh liền dùng chiêu này để khảo nghiệm bọn họ, chỉ cần bọn họ hoàn thành chiêu thứ nhất của 24 ma kiếm là có thể phá giải chiêu này, mà hiện tại còn nửa năm nữa là đến kỳ hạn 3 năm, mà lúc này, Thiên Như Mệnh lại rất khó hiểu, Vô Danh này rốt cuộc là ai, sao hắn lại biết 24 ma kiếm? Nếu là đã xem bí tịch dưới Ma Quật Động thì phải là người đã thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 6, nhưng 70 năm gần đây chưa từng nghe nói. Có ai thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 6, còn chiêu thức có thể đối kháng với 24 ma kiếm rốt cuộc là gì? Thiên Như Mệnh đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ chiêu thức mà Vô Danh sử dụng 3 năm trước không? Liên Mạo Hoa gật đầu chắc chắn, vì vậy, 2 người đến phòng tu luyện của Ma Nhãn Kiếm Tông. Nếu Thiên Như Mệnh đoán không nhầm, chiêu thức có thể phá giải bằng 24 ma kiếm chính là Thiên Như Mệnh sử dụng Thiên Ma Kiếm Pháp chiêu thứ 4. Liên Mạo Hoa thấy vậy liền trợn tròn mắt. Chiêu thức Thiên Như Mệnh sử dụng giống hệt chiêu Vô Danh sử dụng 3 năm trước. Liên Mạo Hoa thử hỏi, công tử, sao ngươi lại biết chuyện này, hơn nữa sử dụng còn thuần thục hơn. Thiên Như Mệnh không để ý đến Liên Mạo Hoa mà đang suy nghĩ kỹ, trước đó nghe nói Thiên Ma Tổ sư đã tự mình chỉnh lý chiêu thức, khắc lên tảng đá thanh ngọc và để lại bí tịch trong điện giáo chủ. Điều này khiến Thiên Như Mệnh nghi ngờ thân phận thật sự của Vô Danh là giáo chủ, nhưng như vậy thì việc luyện thành 24 ma kiếm lại không giải thích được, bởi vì muốn học 24 ma kiếm thì phải thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 6 của Ma Quật Động. Hiện tại giáo chủ mới 50 tuổi, chắc chắn không phải là người đã thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 6 của Ma Quật Động 70 năm trước. Vô Danh kia tuy đã luyện thành Thiên Ma Kiếm Pháp, nhưng không hoàn hảo. Dù sao cũng phải gặp Vô Danh một lần. Sau khi rời khỏi Ma Nhãn Kiếm Tông ngày hôm sau, Tư Mã Trác liền báo tin vui. Thiên Như Mệnh liền đến Âm Ma Tông, tông chủ Tư Mã Nghĩa ra đón và chuẩn bị tiệc rượu. Thiên Như Mệnh liền nói thẳng, 10 trưởng lão Tư Mã ủng hộ ta trở thành thiếu giáo chủ lần này. Tư Mã Nghĩa thấy Thiên Như Mệnh khách sáo như vậy, liền tiến lên rót rượu. Tiếp đó, hắn ho một tiếng, sau đó một hạ nhân liền vội vàng chạy vào, không bao lâu liền dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp, chậm rãi bước vào. Trưởng lão Tư Mã giới thiệu, đây là con gái ta, Tư Mã Y Thiên trưởng lão, ngài muốn trở thành thiếu giáo chủ, ta đương nhiên ủng hộ, nhưng lòng tin phải được xây dựng trên một nền tảng nhất định. Câu nói này khiến Thiên Như Mệnh ngẩn người. Tư Mã Nghĩa thấy vậy liền cười, nhìn Thiên Như Mệnh, nghe nói ngài chưa kết hôn, tiểu nữ tuổi còn nhỏ, xin ngài chiếu cố. Nghe vậy, Văn Khôi bên cạnh phun hết nước vừa uống vào miệng ra, mà Thiên Như Mệnh lại không biết nên làm gì. Tư Mã Nghĩa thấy vậy còn tưởng Thiên Như Mệnh không vừa mắt con gái mình, tiếp tục nhiệt tình giới thiệu. Thiên Như Mệnh lúc này mới hiểu ra, tiệc rượu hoành tráng này là có mục đích. Tư Mã Nghĩa nhất tâm muốn gả con gái cho Thiên Như Mệnh, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoát khỏi cảnh làm gì cũng phải nhìn sắc mặt 6 đại tông môn. Hắn tiếp tục nói, từ xưa đến nay, hai bên vì muốn duy trì mối quan hệ ổn định đều sẽ thông qua hôn nhân để kết thông gia. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh cúi đầu suy nghĩ. Tư Mã Nghĩa lại tiếp tục nói, nếu ngài trở thành thiếu giáo chủ thì sẽ xung đột với 6 đại tông môn, điểm này chắc ngài rõ hơn ai hết. Muốn đối phó với tất cả bọn họ, Thiên trưởng lão cũng cần thế lực tương ứng. Văn Khôi lúc này thấy Tư Mã Nghĩa ăn nói khéo léo liền càng thêm khâm phục, mà Thiên Như Mệnh cũng nói Tư Mã Nghĩa nói có lý. Lúc này, mọi người đều tưởng Thiên Như Mệnh sắp đồng ý, ai nấy đều vui mừng, ngay cả Tư Mã Nghĩa cũng nở nụ cười, nhưng không ngờ Thiên Như Mệnh đột nhiên nói, ta chỉ nói là có lý thôi, ta muốn biết, nếu ta không kết hôn thì trưởng lão có ủng hộ ta không? Nghe vậy, Tư Mã Nghĩa thầm sợ hãi, không ngờ Thiên Như Mệnh lại hỏi như vậy. Lúc này, nếu trả lời có chắc chắn sẽ mất mặt, nhưng nếu trả lời phủ định sẽ bỏ lỡ cơ hội mượn việc ủng hộ hắn để gả con gái cho hắn. Đang lúc Tư Mã Nghĩa không biết nên trả lời thế nào, Tư Mã Trác bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Cửu trưởng lão từ khi khảo hạch giai đoạn thứ 6 đã rất coi trọng giáo chủ, dù không kết hôn, ông ấy cũng cho rằng giáo chủ là người thích hợp nhất với vị chi thiếu giáo chủ, vì vậy mới an bài long trọng như vậy. Nghe vậy, Tư Mã Nghĩa và Tư Mã Y đều ngẩn người. Thiên Như Mệnh lại thản nhiên hỏi, trưởng lão Tư Mã, mà Tư Mã Nghĩa lại không biết nói gì. Thiên Như Mệnh liền nói, xem ra ngài và con trai ngài bất đồng quan điểm, vậy trưởng lão Tư Mã và ta không phải người cùng chí hướng. Cảm ơn sự nhiệt tình của ngài. Nói xong liền gọi mọi người chuẩn bị rời đi. Lúc này, người vui nhất chính là Văn Khôi, mà trưởng lão Tư Mã thì vội vàng ngăn Thiên Như Mệnh lại. Thiên Như Mệnh liền nói, ngài biết tại sao ta muốn trở thành thiếu giáo chủ không? Ngài cho rằng hiện tại 6 đại tông phái đang nắm quyền hành có chỗ dựa nào? Chính là nhờ quan hệ thông gia mà tạo thành 6 đại tông phái hiện nay. Trưởng lão Tư Mã ở tầng lớp cao của bản giáo, chắc ngài cũng rất rõ ràng. Để sửa chữa sai lầm này, để bản giáo khôi phục lại như cũ, ta mới đứng ra. Nghe Thiên Như Mệnh nói vậy, Tư Mã Nghĩa cũng rất kinh ngạc, không ngờ Thiên Như Mệnh lại có dã tâm lớn như vậy. Thiên Như Mệnh lại chắp tay nói, cảm ơn hảo ý của trưởng lão, nhưng dường như khác xa với suy nghĩ của ta. Còn về chuyện hôn nhân, ta muốn kết hôn với người mình yêu. Văn Khôi bên cạnh nghe vậy liền đỏ mặt. Ngay khi Thiên Như Mệnh vừa đi đến cửa, Tư Mã Nghĩa đột nhiên quỳ xuống, nói lớn, ta đã suy nghĩ không chu toàn, mong ngài thứ lỗi. Tông chủ Âm Ma Tông bái kiến cửu trưởng lão Tư Mã Nghĩa, xin ngài nhận ngọc bội của ta. Thiên Như Mệnh rời khỏi Âm Ma Tông, liền đi gặp Lý Nghiêm Minh, hắn muốn hỏi về người đã thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 6 70 năm trước. Lý Nghiêm Minh muốn biết tại sao Thiên Như Mệnh lại hỏi chuyện này. Liên Mạo Hoa bên cạnh lại kể lại chuyện của mình cho Lý Nghiêm Minh nghe. Sau khi nghe xong, Lý Nghiêm Minh cũng rất kinh ngạc, không ngờ còn có người biết Thiên Ma Kiếm Pháp. Hắn suy nghĩ một chút, 70 năm trước, người thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 6 của Ma Quật Động là Thái thượng giáo chủ Thiên Nhân Chí, trong các đời giáo chủ, được xưng là kỳ tài võ học lợi hại nhất trong 500 năm, hắn trong cuộc chiến với Võ Lâm Minh và hiệp phái đã lập được vô số chiến công hiển hách, còn mở rộng lãnh thổ Thiên Ma Thần Giáo. Thiên Như Mệnh suy nghĩ, ra hắn 20 năm trước đã mất tích. Vậy thân phận thật sự của vô danh kia rốt cuộc là ai? Mà Lý Nghiêm Minh bên cạnh cũng đang suy nghĩ, đã luyện thành 2 bộ kiếm pháp tuyệt thế chỉ có giáo chủ và người canh giữ kho báu dưới Ma Quật Động mới có. Muốn luyện được 2 bộ kiếm pháp này thì phải có thể tự do ra vào điện giáo chủ, còn phải thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 6. Đúng lúc này, trên đường đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, khiến mọi người từ trong nhà chạy ra ngoài xem, thì ra là giáo chủ đã trở về. Người đi đường thấy giáo chủ trở về liền hò reo, mà lúc này, Thiên Như Mệnh nhìn thấy sư phụ hắn cũng ở đó, một bên mắt hắn bị thương, vết thương rất sâu, nhìn kỹ những người khác, cánh tay trái của ngũ trưởng lão Hạng Tố Dung không còn nữa, các trưởng lão khác cũng ít nhiều bị thương, hơn nữa thất trưởng lão Khổng Tiên Hùng của Khảm Minh Đao Tông đã chết. Thiên Như Mệnh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Lúc này, tông chủ Huyền Ma Tông Võ Chính Viễn đang cưỡi ngựa, nhìn xung quanh, trong đám đông không thấy muội hắn và người của Huyền Ma Tông. Lúc này, hắn có dự cảm chẳng lành. Phía sau đoàn xe lại xuất hiện một đám người, nhìn kỹ là 50 cao thủ. Hòa Nhất bên cạnh đột nhiên xuất hiện, nói: "Xem ra mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi." Thiên Như Mệnh vội vàng hỏi: "Ngươi biết chuyện gì đã xảy ra sao?" Hòa Nhất trả lời: "Vốn đã phong tỏa tin tức nên ta cũng không chắc chắn, nhưng lần này bản giáo có thể sẽ giao chiến với Võ Lâm Minh." Trong đại điện Thiên Ma Thần Giáo, các trưởng lão và tông chủ các tông môn cao tầng đều đã có mặt. Lúc này, ngũ trưởng lão Hạng Tố Dung vẫn còn đang trách mắng tông chủ Độc Ma Tông Bạch Vật. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy có người hô to: "Tam trưởng lão, thập nhất trưởng lão, thập nhị trưởng lão đến." Các trưởng lão ngồi trên cao đều nhíu mày, bọn họ vốn tưởng Bạch Vật sẽ dẫn theo thuộc hạ bỏ đi, nhưng khi bọn họ nhìn rõ người đi vào, đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Chỉ thấy Thiên Như Mệnh chắp tay chào hỏi các trưởng lão: "Ta là Thiên Như Mệnh, tân nhậm thập nhị trưởng lão." Nghe vậy, các trưởng lão vẫn không dám tin Thiên Như Mệnh vậy mà lại thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 6. Những tông chủ này đều tràn đầy sát khí với Thiên Như Mệnh, ai cũng muốn giết hắn. Đúng lúc này, Cao Vọng Hiền của Ma Tông chủ động chào hỏi Thiên Như Mệnh. Tiếp theo, rất nhiều tông chủ đều đến chào hỏi Thiên Như Mệnh. Thấy vậy, các trưởng lão càng thêm nghi hoặc, trong thời gian bọn họ không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên nghe thấy có người hô to: "Giáo chủ đến." Ngay khi giáo chủ vừa bước vào đại điện, Thiên Như Mệnh liền phát hiện hơi thở của giáo chủ không đều, chắc cũng bị nội thương. Lúc này, Diệp Mãnh cũng nhìn thấy Thiên Như Mệnh đang ngồi trên ghế trưởng lão, cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của hắn, lúc này đã vượt qua mình, hắn thầm mừng trong lòng. Đúng lúc này, Thiên Như Mệnh cảm thấy như bị một bàn tay to lớn đè xuống, hắn nhìn về phía đó, giáo chủ đang nhìn hắn, tuy che giấu rất kỹ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt ông ta. Giáo chủ để cửu trưởng lão Tư Mã Nghĩa báo cáo lại tình hình ma giáo trong thời gian ông ta không có ở đây. Khi ông ta nghe nói Huyền Ma Tông và Độc Ma Tông tranh đấu, cuối cùng Độc Ma Tông bị diệt môn, Huyền Ma Tông cũng tổn thất nặng nề. Trong đại điện lập tức ồn ào, mấy vị trưởng lão nghe thấy cửu trưởng lão nói mấy người đó đánh nhau loạn xạ, đều lộ vẻ mặt không tin, bọn họ không tin con mình sẽ làm ra chuyện như vậy, mà Võ Chính Viễn càng không tin muội mình sẽ ngu ngốc xông vào Độc Ma Tông đánh nhau với bọn họ. Tuy kết quả đã rõ ràng, nhưng vẫn không thể tin được, hắn tức giận đập bàn, làm gãy tay vịn. Thấy vẻ mặt các trưởng lão thay đổi, Lý Nghiêm Minh biết kế hoạch của công tử Thiên đã thành công, sau này những người đó chắc chắn sẽ không thể hòa thuận như trước nữa. Mà lúc này, cửu trưởng lão Tư Mã Nghĩa tiếp tục nói: "Theo quy định của bản giáo, trưởng lão Thiên Như Mệnh đã thông qua khảo hạch giai đoạn thứ 6, vì vậy trở thành tân nhậm thập nhị trưởng lão. Nhân cơ hội này, xin giáo chủ chính thức bổ nhiệm trưởng lão Thiên làm thập nhị trưởng lão. Lúc này, Hạng Tố Dung đột nhiên lên tiếng phản đối, nhưng giáo chủ không để ý đến hắn mà để Thiên Như Mệnh lên trước, chính thức bổ nhiệm Thiên Như Mệnh làm thập nhị trưởng lão của Thiên Ma Thần Giáo và hứa cho Thiên Như Mệnh một yêu cầu. Thiên Như Mệnh liền nói, xin cho phép ta làm thiếu giáo chủ. Nghe vậy, giáo chủ có chút do dự. Đúng lúc này, trưởng lão Tư Mã Nghĩa, đại trưởng lão Hòa Nhất và trưởng lão Liên Mạo Hoa ba người đứng ra, nói ủng hộ Thiên Như Mệnh làm thiếu giáo chủ. Giáo chủ, ba vị trưởng lão đều công nhận Thất công tử làm thiếu giáo chủ sao? Ba người đồng thanh đáp, chúng ta công nhận công tử Thiên Như Mệnh có tư cách trở thành thiếu giáo chủ của bản giáo. Giáo chủ cũng không ngờ Thiên Như Mệnh nhanh như vậy đã có được sự ủng hộ của ba người, vì vậy liền nói, vậy ta liền chính thức phong Thiên Như. Chưa nói xong, một luồng sát khí mạnh mẽ ập đến. Lúc này, ngũ trưởng lão Võ Chính Viễn đang nổi giận muốn giết Thiên Như Mệnh, nhưng ngay lúc đó, một thanh trường kiếm đã kề vào cổ hắn. Thì ra là Lý Nghiêm Minh đã kịp thời ngăn cản Võ Chính Viễn. Ngũ trưởng lão Võ Chính Viễn lớn tiếng nói, ngươi nghĩ ta không biết ngươi giở trò sau lưng sao? Mà Thiên Như Mệnh chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn. Lúc này, giáo chủ đột nhiên quát lớn, đủ rồi. Cảm nhận được uy áp của giáo chủ, Võ Chính Viễn liền sợ hãi, hắn quỳ xuống, lớn tiếng nói, ta đã vô lễ với giáo chủ chí tôn. Nói xong liền hoảng sợ dập đầu. Giáo chủ không trách phạt Võ Chính Viễn, để hắn lui ra. Nhưng khi Võ Chính Viễn vừa đi, thân hình hắn đột nhiên di chuyển, tiếp theo liền quay người xông về phía Thiên Như Mệnh. Thì ra ngay vừa nãy, Thiên Như Mệnh đã lén truyền âm cho ngũ trưởng lão, thừa nhận ngũ phu nhân và đệ tử Huyền Ma Tông đều do hắn giết. Nghe vậy, Võ Chính Viễn không kìm chế được sát khí trong lòng, xông về phía Thiên Như Mệnh. Lý Nghiêm Minh bên cạnh thấy vậy vội vàng xông lên ngăn cản, nhưng lại bị Võ Chính Viễn đánh bay bằng một chưởng. Tiếp theo liền sử dụng tuyệt kỹ của Tĩnh Tâm Ma Kiếm, Vô Tình Kiếm, tấn công Thiên Như Mệnh. Lúc này, giáo chủ và những người khác đều yên lặng nhìn, không hề ra tay. Thiên Như Mệnh cảm nhận được kiếm khí mạnh mẽ ập đến, uy lực này mạnh hơn Tĩnh Tâm Ma Kiếm hắn đang sử dụng rất nhiều. Thiên Như Mệnh liền vận hành 24 ma kiếm để chống đỡ. Thấy Thiên Như Mệnh sử dụng kiếm pháp này, Võ Chính Viễn cũng thầm kinh ngạc, hắn không ngờ Thiên Như Mệnh cũng biết 24 ma kiếm. Võ Chính Viễn lại xông về phía Thiên Như Mệnh, hắn hai tay đều ngưng tụ thành kiếm, tay trái Tĩnh Tâm Ma Kiếm, tay phải Huyền Ma Kiếm Pháp. Trước sự thay đổi đột ngột này, Thiên Như Mệnh không kịp phản ứng, bị kiếm khí làm bị thương. Lúc này, nano hệ thống đang nhanh chóng chữa trị vết thương cho hắn, mà Võ Chính Viễn thấy Thiên Như Mệnh bị thương, quyết định thừa thắng xông lên. Hắn sử dụng tuyệt kỹ của mình, tay phải Tĩnh Tâm Ma Kiếm, tay trái 24 ma kiếm chiêu thứ nhất. Chiêu thức mạnh mẽ này ngay cả giáo chủ cũng khó đỡ nổi. Thiên Như Mệnh biết dùng 24 ma kiếm chắc chắn không đỡ được chiêu này. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chuyển kiếm khí thành đao khí, nhắm vào điểm yếu của chiêu thức Võ Chính Viễn, chém một đao. Đao quang mạnh mẽ lập tức đánh tan kiếm khí của hắn. Thiên Như Mệnh không cho hắn cơ hội thở dốc, trực tiếp sử dụng chiêu cuối cùng của Cực Đao Thần đao pháp. Chỉ thấy một con cự long hiện ra trên người Thiên Như Mệnh, từ từ hiện rõ, sau đó đột nhiên xông về phía Võ Chính Viễn. Ầm một tiếng vang lên, Võ Chính Viễn bị đánh thành bốn mảnh, rơi từ trên trời xuống. Mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, chỉ có Lý Nghiêm Minh nhận ra đây là đao pháp của Cực Đao Thần. Lúc này, đại hộ pháp đột nhiên truyền âm cho Lý Nghiêm Minh, hẹn hắn sau này nói chuyện. Lúc này, Hòa Nhất đang tính toán sau khi đại trưởng lão bị giết, tiếp theo là làm thế nào để biến thế lực còn lại của Huyền Ma Tông thành của mình. Mà giáo chủ lúc trước không ra tay là vì muốn đợi đến lúc nguy cấp mới ra tay, nhưng không ngờ Thiên Như Mệnh lại mạnh như vậy, đã dần dần có thể uy hiếp đến bản thân giáo chủ. Bây giờ hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát. Hạng Tố Dung bên cạnh lớn tiếng nói, ngươi thật to gan, vậy mà lại dám giết đại trưởng lão trước mặt giáo chủ. Tông chủ Âm Ma Tông Cảnh Tình cũng lên tiếng phụ họa. Không sai, trưởng lão Thiên Như Mệnh, còn không mau quỳ xuống xin lỗi giáo chủ. Thiên Như Mệnh lại lạnh lùng liếc nhìn hai người bọn họ, tiếp theo liền quỳ xuống, dập đầu, do bị uy hiếp đến tính mạng, ta mới vô ý làm ra chuyện vô lễ trong đại điện, xin giáo chủ thứ lỗi. Thấy vậy, Hạng Tố Dung nở nụ cười, thầm nghĩ, giáo chủ ghét nhất là người khác khiêu khích uy quyền của hắn, ngươi tự tìm đường chết. Mà đúng lúc này, cả hộ pháp Lý Nghiêm Minh đột nhiên quỳ xuống, nói, xin ngài hãy trách phạt ta. Ta vô dụng, công tử gặp nguy hiểm mà ta lại không thể bảo vệ hắn, vì vậy mới xảy ra chuyện này. Hạng Tố Dung thấy Lý Nghiêm Minh đứng ra liền càng thêm khó chịu, chẳng lẽ không chỉ trưởng lão, ngay cả tả hộ pháp cũng trở thành người của hắn rồi sao? Giáo chủ không trách phạt Thiên Như Mệnh, chỉ cảnh cáo hắn không được tái phạm. Mà Thiên Như Mệnh sau khi giữ được địa vị của mình liền chính thức được bổ nhiệm làm thiếu giáo chủ. Lúc này, Hạng Tố Dung và Âm Ma Tông Tông chủ Cảnh Tình chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Mà Thiên Như Mệnh vì muốn báo thù cho mẫu thân, nhất định sẽ giết từng người một. Do còn có việc quan trọng khác nên không tổ chức lễ nhậm chức thiếu giáo chủ. Giáo chủ thấy Thiên Như Mệnh bị thương liền để hắn đi chữa trị trước, không còn cách nào khác, không thể nói nano hệ thống đã chữa lành vết thương cho hắn. Thiên Như Mệnh đành phải rời đi. Trước khi rời đi, hắn mời Hoàn trưởng lão giúp hắn chủ trì cuộc họp. Khi Thiên Như Mệnh trở về Phi Hoàn Quỷ Tông, liền nghe được một tin tốt, Trương Hộ Vệ tỉnh lại rồi. Thiên Như Mệnh vội vàng chạy đi thăm Trương Hộ Vệ. Lúc này, Trương Hộ Vệ răng rụng hết, nói chuyện cũng không rõ ràng, đan điền cũng bị phế bỏ. Nghĩ đến Trương Hộ Vệ vì hắn mà hy sinh cả đời, hắn không thể để Trương Hộ Vệ sống những ngày tháng cuối đời thê thảm như vậy. Thiên Như Mệnh hỏi nano hệ thống có cách nào khôi phục đan điền bị phá hủy không? Nano hệ thống nói cần phân tích, nhưng hiện tại có kỹ thuật cấy ghép răng. Nghe vậy, Thiên Như Mệnh lập tức để nano hệ thống truyền thông tin về cấy ghép răng vào đầu hắn, đợi có thời gian liền đi nhờ Âu Thiện Hùng và Bạch Đại Phủ. Tiếp theo, Thiên Như Mệnh nói cho Trương Hộ Vệ tin vui hắn đã làm thiếu giáo chủ. Không ngờ Trương Hộ Vệ nghe xong liền phun máu tươi, ngất xỉu. Đang lúc Thiên Như Mệnh tưởng Trương Hộ Vệ bị kích động, giọng nói của nano hệ thống vang lên trong đầu hắn, lượng máu trong não giảm, ngất xỉu, đây là triệu chứng xuất hiện khi bị kích động mạnh. Thiên Như Mệnh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thì ra là bị dọa ngất xỉu. Một canh giờ sau, Hoàn trưởng lão họp xong trở về, nói cho Thiên Như Mệnh biết, trong cuộc họp đại điện đã thông qua việc liên minh với Võ Lâm Minh, là vì trước đó An Huy và Chiết Giang đã bị cướp mất, không phải do hiệp phái Minh mà là một môn phái chưa từng xuất hiện. Chiết Giang có 9 phân đà của Thiên Ma Thần Giáo, Võ Lâm Minh có 15 môn phái do Nam Cung gia của An Huy đứng đầu. Nhưng không lâu sau, 3 phân đà của Thiên Ma Thần Giáo đồng thời bị tấn công. Thiên Ma Thần Giáo tưởng là do Võ Lâm Minh làm, vì vậy liền tấn công 2 phân đà ở Giang Tây gần đó và 6 phân đà khác của Chiết Giang. Nhưng nửa tháng sau, tất cả đều bị tiêu diệt. Thiên Ma Thần Giáo tưởng là do Võ Lâm Minh tấn công, vì vậy chuẩn bị phát động chiến tranh. Nhưng đúng lúc này, sứ giả của Võ Lâm Minh đến Ma Giáo. Lúc đó Ma Giáo định giết bọn họ, nhưng bọn họ lại mang đến một tin tức chấn động. Cũng giống như vậy, An Huy, địa bàn của Võ Lâm Minh cũng bị cướp mất, ngay cả Nam Cung Tuân, một trong thập thất hùng chủ, cũng mất tích. Mà Võ Lâm Minh lại tưởng là do Thiên Ma Thần Giáo làm, vì vậy liền phái sứ giả đến. Cho đến khi bọn họ đến mới biết là bị thế lực thứ ba tấn công. Từ đó, Võ Lâm Minh và Ma Giáo tạm thời đình chiến, cho đến khi giành lại An Huy và Chiết Giang. Vì vậy, Ma Giáo vì muốn giành lại hai khu vực này đã phái ra lực lượng nòng cốt, nhưng kết quả là bao gồm cả giáo chủ, các trưởng lão đều bị thương, thất trưởng lão Khổng Tiên Hùng của Khảm Minh Đao Tông chết trận. Nhưng trong cuộc họp không nói rõ bọn họ chết như thế nào, vì có kẻ thù chung nên mới liên minh. Thiên Như Mệnh hỏi, có điều tra rõ môn phái đó là gì không? Hoàn trưởng lão suy nghĩ một chút, tuy không có thông tin chính xác, nhưng bọn họ tự xưng là Cực Đao Lục Ngũ Môn. Sau khi cuộc họp đại điện kết thúc, đại hộ pháp liền tìm Lý Nghiêm Minh, đã xuất hiện người kế thừa truyền thừa thật sự của Kiếm Ma, nhưng hắn không hề vui mừng. Lý Nghiêm Minh rất tức giận, thì ra là vì Cực Đao Lục Ngũ Môn. Đại hộ pháp tiếp tục nói, lúc trước trong cuộc họp đại điện không nói rõ, nhưng cao thủ của Cực Đao Lục Ngũ Môn là do ngũ trưởng lão Hạng Tố Dung mời đến, cướp đi hữu hộ pháp Diệp Mãnh. Lúc đó, chúng ta đến Chiết Giang liền chuẩn bị đánh lén vào ban đêm, nhưng vừa đến nơi đã bị mai phục, những người đó như đang đợi chúng ta ở đó vậy. Tuy số lượng bọn họ đông hơn, nhưng lần này chúng ta phái ra đều là lực lượng nòng cốt, nhưng không bao lâu, lại xuất hiện 3 cao thủ sử dụng kiếm pháp, trưởng pháp và trảo pháp. Nhìn là người của Cực Đao Lục Ngũ Môn, bọn họ dễ dàng đánh bại giáo chủ và quật chủ, không còn cách nào khác, các trưởng lão phải đích thân ra tay, nhưng ngay cả các trưởng lão cũng phải hai người cùng tấn công mới có thể đánh ngang tay với bọn họ. Nhưng theo cái chết của thất trưởng lão Khổng Tiên Hùng, ngũ trưởng lão Hạng Tố Dung bị thương, chúng ta liền rơi vào thế bất lợi, cuối cùng không còn cách nào khác, ta và giáo chủ liền xin đình chiến. Sau khi giao đấu với cao thủ dùng kiếm, ta liền nói xong, đại hộ pháp cởi áo ra, để lộ ra vết thương đầy sẹo. Lý Nghiêm Minh nhìn thấy vết thương cũng rất kinh ngạc, vết thương này nhìn không giống bị kiếm chém, mà là bị kiếm khí làm bị thương, hơn nữa vết thương nhìn rất giống đao pháp của Cực Đao Thần. Ngay cả đại hộ pháp giỏi về thân pháp cũng không thể hoàn toàn né tránh chiêu thức của người nọ, nếu người đó dùng đao pháp tấn công, e là đại hộ pháp cũng sẽ giống ngũ trưởng lão. Buổi tối, đại sảnh hội nghị để nghênh đón sứ giả của Võ Lâm Minh, giáo chủ và các trưởng lão đều đã ngồi vào chỗ. Không bao lâu, Phong Kỳ, trưởng môn phái Hoa Sơn, một trong thập thất hùng chủ của Võ Lâm Minh, đến cùng ngũ hùng chủ Kim Vân và thất hùng chủ Võ Vinh Giang, dẫn theo người của Võ Lâm Minh, hai bên chào hỏi nhau. Mà lúc này, giáo chủ bỗng nhiên cau mày, thì ra là có một cao thủ Võ Lâm Minh trà trộn vào, còn đeo mặt nạ. Người nọ thấy giáo chủ liền vội vàng tháo mặt nạ xuống, thì ra hắn là quân sư thứ hai của Võ Lâm Minh, Gia Cát Chiêu Hỉ. Thiên Như Mệnh đứng dậy, chắp tay nói, thiếu giáo chủ Thiên Ma Thần Giáo kiêm thập nhị trưởng lão Thiên Như Mệnh bái kiến các vị anh hùng Võ Lâm. Lúc này, ở góc khuất bên ngoài, một nam tử lặng lẽ nhìn Thiên Như Mệnh. Khi ly rượu đầu tiên được rót ra, chỉ nghe thấy tiếng va chạm giữa bình rượu và ly rượu, mà Gia Cát Chiêu Hỉ lại đột nhiên đứng dậy, hắn chậm rãi tiến lại gần Thiên Như Mệnh, ngồi xuống bên cạnh hắn và áp sát mặt vào Thiên Như Mệnh. Thấy vậy, Thiên Như Mệnh rất khó chịu, chẳng lẽ là say rượu? Vì vậy, Thiên Như Mệnh để nano hệ thống phân tích khuôn mặt hắn, đồng tử co lại, hai mắt như đang thôi miên. Mà đúng lúc này, lại là tiếng va chạm giữa bình rượu và ly rượu. Tiếp theo, Gia Cát Chiêu Hỉ đột nhiên tấn công Thiên Như Mệnh, Thiên Như Mệnh dễ dàng đánh bay hắn. Gia Cát Chiêu Hỉ lại xông lên tấn công Thiên Như Mệnh, nhưng hắn không dừng lại, xông lên tấn công Thiên Như Mệnh. Lúc này, nam tử ở góc khuất bên ngoài thấy vậy, tưởng kế hoạch của mình sắp thành công, liền lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhưng nano hệ thống đã nói cho Thiên Như Mệnh biết cách phá giải thôi miên. Khi Gia Cát Chiêu Hỉ vừa đến gần, Thiên Như Mệnh liền dùng một ngón tay điểm vào đầu hắn và để nano hệ thống phóng điện vào hắn, một luồng điện chạy qua. Sau đó, Gia Cát Chiêu Hỉ liền ngã xuống đất, hắn hoàn toàn không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này, nam tử ở góc khuất bên ngoài thấy kế hoạch thất bại, liền chuẩn bị thực hiện kế hoạch thứ hai. Hắn lại dùng ly rượu cụng vào bình rượu, phát ra tiếng keng. Thiếu gia nhà họ Mộ Dung Hữu Mặc bỗng nhiên hành động, sau đó đột nhiên xông về phía Thiên Như Mệnh. Tên này, vậy mà lại dám sờ mó tiểu thư nhà ta, ta phải đích thân giết ngươi. Chưa kịp đến gần, Thiên Như Mệnh đã bị Hoàn trưởng lão ngăn lại, tiếp theo liền bị trưởng lão Liên Mạo Hoa tát một cái. Lúc này, Thiên Như Mệnh lập tức nhận ra người thôi miên đang ở hiện trường, hơn nữa chắc chắn không chỉ một người. Hắn để nano hệ thống điều chỉnh thính giác, có thể nghe thấy âm thanh truyền âm. Mà lúc này, người nọ thấy kế hoạch thứ hai cũng thất bại, liền truyền âm cho đồng bọn, sử dụng phương án thứ ba. Dựa theo âm thanh truyền âm, Thiên Như Mệnh lập tức xác định được vị trí, hắn lập tức xuất hiện trước mặt một nam tử, dùng tay bóp cổ hắn. Phương án thứ ba là gì? Mà lúc này, người Võ Lâm Minh thấy Thiên Như Mệnh bắt người của mình liền xông lên, mà Thiên Như Mệnh không để ý đến bọn họ, trực tiếp quay đầu hỏi Gia Cát Chiêu Hy, người này là võ sĩ của ngài sao? Gia Cát Chiêu Hy lúc này vẫn còn choáng váng, nhưng hắn không quen người nọ, nghe hắn nói không quen, mọi người đều ngẩn người, mà nam tử đó lúc này còn dám truyền âm cho đồng bọn, định sử dụng phương án thứ ba, tạo ra hỗn loạn để giúp đồng bọn tìm kiếm vật liệu của kiếm ma. Nghe thấy ngọc bội kiếm ma, Thiên Như Mệnh cũng thầm kinh ngạc. Đúng lúc này, đột nhiên có người vỗ tay, mọi người xung quanh lập tức dừng lại, tiếp theo liền có người ra tay đánh người bên cạnh, trong nháy mắt, người của Ma giáo và Võ Lâm Minh đánh nhau loạn xạ. Lúc này, đồng bọn của nam tử đó hô lớn, đám người đê tiện đó đánh lén chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Lập tức có người bị hắn xúi dục. Lúc này, các trưởng lão và cao tầng Võ Lâm Minh cũng đánh nhau. Ngay trong lúc nguy cấp, Thiên Như Mệnh đột nhiên xuất hiện ngăn cản bọn họ, và lớn tiếng nói, những người đó bị thôi miên rồi, quân sư Gia Cát có hành động kỳ lạ, chắc cũng là do hung thủ thôi miên. Nghe vậy, Thái thượng giáo chủ Phong Kỳ liền vội vàng hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Thiên Như Mệnh liền nói, mọi người hãy đi quản lý thuộc hạ của mình, đừng để những người không bị thôi miên đánh nhau nữa. Những người bị thôi miên cứ để ta giải quyết. Hắn để nano hệ thống quét hình những người đó, sau đó phân biệt ai bị thôi miên. Khi hắn chạm vào người bị thôi miên, nano hệ thống sẽ giúp hắn phóng điện. Sau một hồi phóng điện điên cuồng, những người bị thôi miên lập tức tỉnh táo lại. Lúc này, Thiên Như Mệnh nhìn thấy nam tử đó, giây tiếp theo liền xuất hiện trước mặt bọn họ, nắm chặt cổ người nọ, sau đó dùng sức ấn nam tử đó xuống đất. Nam tử đó muốn đấm trả lại bị Thiên Như Mệnh dễ dàng đánh bay, sau đó dùng sức, cổ tay nam tử đó liền gãy rắc một tiếng. Trưởng môn phái Hoa Sơn Phong Kinh Vân cũng kinh ngạc, dám làm càn trước mặt Ma giáo, liền nổi giận. Thiên Như Mệnh xách nam tử đó lên như xách gà, bọn chuột nhắt các ngươi là ai? Nam tử đó không trả lời, nhưng lại nhìn đồng bọn như muốn làm gì đó. Thấy vậy, Thiên Như Mệnh dùng nội lực cạy miệng nam tử đó ra, sau đó rút ra một viên thuốc độc được buộc bằng dây độc. Thấy nam tử đó không định nói, Thiên Như Mệnh quyết định trước tiên xử lý thứ mà bọn họ gọi là âm mưu. Bên kia, bên ngoài thư phòng Ma Quật Động, cơ quan bị kích hoạt, cửa kho báu dưới mặt đất cũng bị phá, do bị phá nên đã kích hoạt cơ quan, lối vào bị đá thanh ngọc phong tỏa. Đúng lúc này, trong kho báu truyền đến tiếng va đập ầm ầm vào đá thanh ngọc. Theo tiếng va đập ầm ầm, hai hộ vệ bên ngoài nghe thấy động tĩnh, tiếp theo lại là một tiếng nổ lớn. Chỉ thấy đá thanh ngọc phát ra tiếng rắc rắc, sau đó bề mặt từ từ xuất hiện vết nứt. Mà lúc này, tả hộ pháp Lý Nghiêm Minh đang dẫn theo thuộc hạ đến Ma Quật Động. Trước đó, thuộc hạ của hắn đến báo cáo Ma Quật Động bị tập kích, chưa kịp để hắn đến nơi, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền đến. Lý Nghiêm Minh lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền vận nội lực chạy tới trước. Khi hắn đến thư phòng, nhìn thấy thi thể la liệt khắp nơi, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, hai nam tử đang đi ra từ thư phòng, thấy hai người bọn họ, Lý Nghiêm Minh liền nhớ tới người hắn từng thấy trong đoàn người Võ Lâm Minh. Bây giờ nhìn lại khí tức mà nam tử đó tỏa ra, tuyệt đối không phải là trình độ hộ vệ võ sĩ. Lúc này, các hộ vệ cũng lần lượt đến nơi, thấy cảnh tượng trước mắt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lý Nghiêm Minh ngăn cản các hộ vệ đang kích động, hỏi, kho báu dưới mặt đất là mục tiêu của các ngươi sao? Nam tử đó cũng thẳng thắn thừa nhận. Nam tử ra lệnh cho người kia mang đồ đi trước, hắn sẽ chặn hậu. Thấy người nọ muốn đi, Lý Nghiêm Minh liền ra lệnh cho thuộc hạ xông lên. Đúng lúc này, chỉ thấy nam tử đó hít một hơi, sau đó thổi về phía hộ vệ đang xông tới, âm thanh mang theo nội lực như những nốt nhạc thôi miên. Mọi người lần lượt ngã xuống, ôm đầu, nhưng cũng có người có nội lực cao cường không bị ảnh hưởng, đã xông đến trước mặt nam tử đó. Nhưng ngay sau đó, nam tử đó di chuyển, đầu người nọ liền lìa khỏi cổ, xoay 360 độ trên không trung. Lúc này, lại có một hộ vệ xông tới, chém một kiếm về phía hắn. Kiếm khí mạnh mẽ này lại bị nam tử đó dễ dàng đỡ lấy bằng hai ngón tay. Người nọ vận công, lùi lại, nhưng khi hắn vừa đứng vững, nam tử đó đã lập tức xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đâm xuyên qua ngực hắn. Lúc này, nam tử đó lại ra lệnh cho thuộc hạ đi trước. Lý Nghiêm Minh thấy vậy liền xông lên, hắn không thể để nam tử đó mang đồ đi, nhưng đòn tấn công mạnh mẽ này lại bị nam tử đó dễ dàng đánh bay. Mà lúc này, người nọ đứng chắn trước Lý Nghiêm Minh lại bị chấn động lùi lại mấy bước. Lúc này, nam tử đó khinh bỉ nói, ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Võ công của Ma giáo được ca tụng là cao siêu, nhưng chỉ có trình độ này thôi sao? Lý Nghiêm Minh hỏi, các ngươi là ai? Nam tử đó không trả lời mà trực tiếp cười khẩy. Lý Nghiêm Minh vội vàng chống đỡ, chỉ thấy nam tử đó di chuyển nhanh chóng, thực lực thật sự của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Ngay cả những chiêu thức này cũng không đỡ nổi. Lý Nghiêm Minh chỉ có thể miễn cưỡng đỡ đòn. Lúc này hắn đã cảm thấy người nọ mạnh hơn hắn về mọi mặt, chỉ phòng thủ không được, phải chủ động tấn công. Vì vậy, hắn sử dụng kiếm pháp Cực Âm Kiếm Pháp, nghịch cảnh viêm hỏa diệt. Thấy chiêu thức mạnh mẽ như vậy, nam tử đó nở nụ cười, bây giờ mới có chút giống. Kiếm khí mạnh mẽ va chạm với trường kiếm, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Theo hai bên giao đấu, Lý Nghiêm Minh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được công kích của nam tử đó, bởi vì phương hướng tấn công của quyền pháp người nọ luôn khiến hắn bất ngờ. Đúng lúc này, chỉ thấy vô số quyền ảnh đánh tới, đối mặt với quyền ảnh mạnh mẽ, Lý Nghiêm Minh không đỡ nổi, bị quyền ảnh đánh trúng. Sau đó, nam tử đó đấm một quyền mạnh vào người hắn, Lý Nghiêm Minh bị đánh bay xa 6,7 mét, đập mạnh vào vách tường phía sau, bụi bay mù mịt. Tả hộ pháp Lý Nghiêm Minh dùng kiếm chống đỡ, không để mình ngã xuống. Dựa theo lần giao đấu vừa rồi, hắn biết nam tử đó là người của Cực Đao Lục Ngũ Môn, bởi vì hắn cảm nhận được đao khí từ những quyền pháp đó, mà nam tử đó cũng thừa nhận hắn chính là Tư Hiền, môn chủ đao quyền môn của Cực Đao Lục Ngũ Môn. Lúc này, Lý Nghiêm Minh muốn nói cho giáo tập biết tình hình ở đây, nhưng thân thể hắn bây giờ không thể cử động được. Tư Hiền chậm rãi tiến lại gần Lý Nghiêm Minh, chỉ thấy hắn hội tụ nội lực vào quyền. Đang lúc hắn định ra tay, một vật màu đen không rõ là gì bay về phía hắn, hắn bắt lấy vật đó. Khi hắn nhìn rõ thứ trong tay, ánh mắt hắn chính là đầu của thuộc hạ hắn. Lúc này, giọng nói của Thiên Như Mệnh vang lên, ngươi chính là người mà bọn họ gọi là Cực Đao Thần. Lý Nghiêm Minh thấy Thiên Như Mệnh cũng vô cùng kinh ngạc, thiếu giáo chủ. Nghe thấy cách xưng hô này, Tư Hiền trước mặt liền phẫn nộ, nhưng hắn biết thiếu giáo chủ xuất hiện ở đây, kế hoạch chắc chắn đã thất bại, vì vậy hắn quyết định giết Lý Nghiêm Minh, sau đó nhanh chóng rút lui. Nhưng chưa kịp để nắm đấm của hắn rơi xuống, Thiên Như Mệnh đã xuất hiện giữa hai người, giơ kiếm lên đỡ được đòn này. Tư Hiền cũng rất kinh ngạc, hắn không ngờ hắn lại dễ dàng đỡ được đòn này, vì vậy lại đấm một quyền vào mặt Thiên Như Mệnh. Mà Thiên Như Mệnh lúc này biết hắn tuyệt đối không thể lùi bước, nếu hắn bị áp chế thì Lý Nghiêm Minh phía sau sẽ gặp nguy hiểm. Hắn dựa vào cường độ thân thể để đỡ đòn này, điều này khiến Tư Hiền càng thêm kinh ngạc. Hắn chưa từng gặp ai chỉ dựa vào ngoại công mà đỡ được một quyền của hắn. Thiên Như Mệnh bị một quyền này đánh trúng, lực đạo mạnh mẽ lập tức làm ngũ tạng lục phủ hắn bị thương, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Hắn để nano hệ thống nhanh chóng chữa trị nội thương, mà Lý Nghiêm Minh lúc này cũng đã có thể cử động. Thiên Như Mệnh để hắn cầm đồ đi tìm giáo chủ. Lý Nghiêm Minh nhận lấy đồ, liền rời đi. Làm sao Tư Hiền có thể để hắn đi dễ dàng như vậy? Hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Lý Nghiêm Minh, sau đó đánh lén. Không ngờ ngay sau đó, Thiên Như Mệnh đã xuất hiện giữa hai người. Tư Hiền vẫn không định từ bỏ. Hắn né người tránh Thiên Như Mệnh, sau đó đấm một quyền vào Lý Nghiêm Minh. Thiên Như Mệnh dựa vào thân pháp của mình lại xuất hiện, đỡ được đòn này, sau đó quay người lại tấn công. Lúc này Tư Hiền cũng rất kinh ngạc, lúc trước hắn không phải bị nội thương sao, sao uy lực lại không hề giảm. Lúc này Tư Hiền chuẩn bị nghiêm túc, hắn chuẩn bị dùng 10 phần công lực để nhanh chóng giải quyết. Một quyền mang theo sức mạnh khủng khiếp đánh về phía Thiên Như Mệnh, tốc độ nhanh, phương hướng tấn công quỷ dị khiến Thiên Như Mệnh không kịp trở tay, hắn chỉ có thể nhanh chóng lùi lại né tránh. Khi Thiên Như Mệnh đứng vững, hỏi: ngươi có quan hệ gì với Cực Đao Thần? Tư Hiền lại cười khẩy, nếu ngươi biết người đó, vậy ma giáo mới là con cháu của bản môn. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, các hộ vệ võ sĩ đã bao vây ma quật động. Tư Hiền biết muốn rời khỏi đây an toàn là không thể, vì vậy, hắn muốn bắt Thiên Như Mệnh làm con tin. Thiên Như Mệnh lại mỉm cười, ngươi bắt được ta sao? Tư Hiền lại xông về phía Thiên Như Mệnh, vô số quyền ảnh lập tức bao phủ Thiên Như Mệnh. Thiên Như Mệnh thấy Cực Đao Thần đao pháp chiêu thứ hai trong đó, hắn đã hoàn mỹ kết hợp chiêu thức và quyền pháp. Thiên Như Mệnh thì sử dụng 24 ma kiếm chiêu thứ tư, Thiên Tường Kiếm Minh, để chống đỡ. Kiếm khí mạnh mẽ va chạm với quyền khí, phát ra tiếng đùng đùng. Theo trận đấu diễn ra, Thiên Như Mệnh cảm thấy 24 ma kiếm không thể đỡ được công kích của hắn. Khi hắn né tránh, cú đấm vào mặt lại bị một quyền đánh vào ngực, hắn nhanh chóng dùng thân kiếm chắn trước ngực, đỡ được quyền này. Lúc này, Thiên Như Mệnh ứng phó có chút chật vật, hắn lại tung ra mấy đường kiếm khí, đánh Tư Hiền lùi lại. Giây tiếp theo, Tư Hiền đã phá vỡ kiếm khí, xông về phía Thiên Như Mệnh. Theo những đòn tấn công liên tục, trường kiếm của Thiên Như Mệnh cuối cùng không chịu nổi, gãy làm đôi. Tư Hiền cười khẩy đắc ý, kiếm pháp của kiếm ma chỉ có vậy thôi sao, vô dụng với ta, đừng chống cự vô ích nữa, ngoan ngoãn đi theo ta, đi thôi. Lúc này, Thiên Như Mệnh đột nhiên ném trường kiếm trong tay đi, vết thương trên mặt cũng bắt đầu nhanh chóng lành lại. Tư Hiền thấy vậy cũng rất kinh ngạc, hắn không thể để Thiên Như Mệnh khôi phục hoàn toàn, vì vậy, nắm đấm của hắn lại siết chặt, dồn toàn lực, tấn công Thiên Như Mệnh. Sau đó ma khí màu đen tỏa ra từ tay phải hắn nhanh chóng biến đổi, từ từ tạo thành một thanh trường kiếm, chính là Thiên Ma Kiếm. Hắn giơ lên, Thiên Ma Kiếm pháp chiêu thứ tư. Mà Tư Hiền lúc này cảm nhận được khí thế của Thiên Như Mệnh, thầm kinh ngạc, trong tình huống này, hắn chỉ có thể liều mạng xông lên. Ma khí màu đen tỏa ra từ Thiên Ma Kiếm khiến động tác của hắn chậm lại, ngay trong nháy mắt, Thiên Ma Kiếm đã đâm xuyên qua ngực hắn. Lần này hắn thật sự không thể tin được lại có kiếm khí mạnh mẽ như vậy. Mà bên kia, tại đại điện ma quật động, giáo chủ và những người khác đã đến. Lý Nghiêm Minh vừa lúc gặp bọn họ ở đây, hắn bị nội thương nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, hiện tại thiếu giáo chủ đang ở trước thư phòng, giao đấu với cao thủ của Cực Đao Lục Ngũ Môn. Nói xong liền ngất xỉu. Đại hộ pháp vội vàng tiến lên kiểm tra, xác định không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là ngất xỉu. Mà lúc này, giáo chủ đang định đến thư phòng, lại bị đại hộ pháp ngăn lại. Do thương thế của giáo chủ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đại hộ pháp liền quyết định tự mình đi. Giáo chủ để tứ trưởng lão và thập trưởng lão cùng đi. Khi đại hộ pháp đến nơi, vừa lúc thấy Thiên Như Mệnh sử dụng Thiên Ma Kiếm pháp giết chết Tư Hiền, và chú ý tới thanh trường kiếm trong tay Thiên Như Mệnh. Sau khi giết chết Tư Hiền, Thiên Như Mệnh vội vàng cất thanh trường kiếm màu đen trong tay đi. Lúc này, hắn chú ý tới đại hộ pháp đang đi tới từ xa. Đúng lúc này, tứ trưởng lão và thập trưởng lão cũng đến, thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều không thể tin nổi. Trưởng lão Liên Mạo Hoa vội vàng chạy đến bên cạnh Thiên Như Mệnh, hỏi hắn có sao không. Đại hộ pháp cũng lóe lên, xuất hiện trước mặt hắn, vừa thấy cảnh tượng vừa rồi liền không hỏi nhiều, chỉ hỏi Thiên Như Mệnh có sao không. Đúng lúc này, giáo chủ cũng đến, Thiên Như Mệnh vội vàng hành lễ với giáo chủ, hắn lo lắng đại hộ pháp sẽ nói cho giáo chủ biết chuyện hắn vừa nhìn thấy. Giáo chủ hỏi, sao lại là đại hộ pháp? Đại hộ pháp trả lời, ta thấy thiếu giáo chủ đã đánh bại cao thủ của Cực Đao Lục Ngũ Môn. Lúc này, giáo chủ nhìn thấy thi thể của Tư Hiền, Có thể gây ra vết thương như vậy, thực lực của Thiên Như Mệnh không thể xem thường.